Mao Sơn Quỷ Đạo, Lâm Nguyên. Tập 4. Dừng lại mấy giây sau, chi kia quỷ dị bút lại động, không đầy một lát, liền viết ra cong vẹo một cái nam chữ. Là cái nam bút tiên A. Trương Tiểu Mạn mở to kỳ quái mắt nhìn khắp nơi, giống như muốn đem bút tiên tìm ra đồng dạng, nói là bút tiên mà thôi, kỳ thật nói trắng ra cũng chính là dùng bút tìm đến quỷ. Tốt, Lâm Nguyên, đừng hỏi, mau đem hắn đưa tiễn đi, khảo nghiệm của các ngươi đã thông qua, cũng không cần lại làm xảy ra chuyện gì tới. Bạch Doãn nhìn qua chi kia quỷ dị bút, giống như có chút sợ hãi, cái này khiến ta cảm thấy buồn cười, nguyên lai linh dị xã người sợ quỷ. Không có việc gì, ngọn nến không có diệt trước đó, có thể tùy tiện hỏi. Ta nhìn qua còn có một mảng lớn ngọn nến, xấu nở nụ cười. Mặc dù ta nói như vậy, nhưng tam nữ cũng không dám hỏi, nhìn qua chiếc bút kia không dám nói lời nào. Các ngươi không hỏi, vậy ta tiếp tục hỏi rồi. Ta nhếch miệng, sau đó tiếp tục hỏi, bút tiên, xin hỏi ngươi là thế nào chết? Ta lời vừa ra khỏi miệng, tam nữ vội vàng hướng ta chừng đi qua, giống như đang chất vấn ta vì cái gì hỏi cái này a kiêng kỵ vấn đề. Một lát sau, con kia quỷ dị bút lại động, sau đó viết xuống cong vẹo một hàng chữ, bị quạt đến rơi xuống đập chết. Bạch Doãn nhìn hàng chữ kia về sau, dọa đến vội vàng bắn lên, mắt mở so bóng đèn còn lớn hơn, nàng sắc mặt tái nhợt, hai cánh tay có chút phát run. Ta nhíu mày, vì cái gì ngươi phản ứng như thế lớn? Là hắn, cái này bút tiên là cái này phòng học người chết kia người. Bạch Doãn hoảng sợ hô. Ta lông mày trao lại một chút, cái này phòng học người chết kia người là bị quạt đến rơi xuống đập chết. Đến cùng chuyện ra sao, có thể hay không cùng chúng ta nói một chút. Bạch Doãn nuốt một ngụm nước bọt, muốn nói lại thôi, Trương Tiểu Mạn loại này tính nôn nóng nhìn không được, vội vàng thúc giục nói, ngươi ngược lại là nói nha. Bạch Doãn lúc này mới nhẹ gật đầu, nói lên món kia phòng học người chết sự kiện. Kia là một cái mùa hè nóng bức, bởi vì trời quá nóng, cho nên mỗi cái phòng học đều chứa loại kia đặc biệt lớn quạt trần, mỗi lớp 4 cái, vừa đến mùa hè liền hô hô chuyển, ai cũng chưa từng nghĩ đến, loại này quạt thế mà có thể cướp đi một đầu trẻ tuổi sinh mệnh. Một ngày lên lớp, đột nhiên một cái lớn quạt trần phát sinh ngoài ý muốn, từ trên trần nhà rớt xuống, khi đó lớn quạt trần còn tại cao tốc xoay tròn bên trong, đến rơi xuống chẳng những đập trúng một cái nam đồng học, càng kinh khủng chính là... còn đem người nam kia đồng học nửa cái đầu ra gọt xuống dưới, máu cùng óc hòa với phun tới, tại chỗ liền đem trên bục giảng nữ lão sư cùng phần lớn nữ đồng học dọa cho choáng, nam đồng học tự nhiên là tại chỗ tử vong. Mặc dù người chết, nhưng dù sao cũng chỉ có thể tính cùng một chỗ ngoài ý muốn, trường học gánh phần lớn trách nhiệm bồi một khoản tiền về sau, sự tình cũng không giải quyết được gì. Sự tình trôi qua một đoạn thời gian về sau, phòng học lại khôi phục lên lớp, mà lại cũng nạp lại mới lớn quạt trần. Chẳng qua kỳ quái là, chỉ cần vừa mở cái này trang bị mới quạt trần, phòng học liền lạnh đến phát run, cho dù là để người mồ hôi đầm đìa đại hạ trời, về sau rốt cuộc không ai dám mở cái này quạt trần. Bạch Doãn sau khi nói xong, thần sắc có chút không đúng, ta hỏi nàng làm sao rồi. Nàng trầm mặc nửa ngày mới tiếp tục nói, kỳ thật cái này phòng học, chính là ta trước kia phòng học, cái kia bị quạt đập chết nam đồng học, chính là ta đồng học, hắn gọi Lưu Hạo, chúng ta vẫn là người bạn thật tốt. Đây đã là 2 năm trước sự tình. Như vậy nói cách khác, cái này bút tiên ngươi biết. Lâm Tuyết nháy mắt to hỏi. Bạch Doãn nghe xong lập tức sợ hãi, ta mới không muốn cùng bút tiên nhận biết, ta không muốn, Lâm Nguyên, coi như ta van cầu ngươi, mau đưa hắn đưa tiễn A. Nói xong Bạch Doãn nháy tội nghiệp mắt thấy ta, giống như đang cầu khẩn. Nếu quả thật là như vậy, vậy ta liền có chút minh bạch vừa rồi kia quỷ vì cái gì đi theo Bạch Doãn, hóa ra là nhận biết. Chẳng qua quỷ đi theo người quen biết, bình thường là có chút cầu, không phải sẽ không quấn lấy mình người quen biết, bởi vì quỷ không may, sẽ để cho người xui xẻo. Ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua trần nhà, phát hiện có một cái bóng đen cùng thạch sùng đồng dạng nằm sấp ở bên trên, cái này chẳng lẽ chính là ta mời tới bút tiên Lưu Hạo, xem ra gia hỏa này một mực tránh trên trần nhà, hiện tại rốt cục hiện thân. Ta ngón tay chỉ thiên trần nhà đối Bạch Doãn nói, ngươi nhìn, bút tiên liền trên trần nhà. Người xem một chút có phải là Lưu Hạo. Tam nữ nghe xong, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, sau đó dọa đến tập thể ôm lại với nhau, Lâm Tuyết càng là hô lớn, Lâm Nguyên, mau đưa ông trời của ta mắt xóa đi, ta không muốn phải nhìn bút tiên. Đúng, người mau đưa hắn đưa tiễn đi, Bạch Doãn cũng liều mạng hô, ngự tỷ phạm đã không còn sót lại chút gì. Nhưng Bạch Doãn hô xong về sau, đột nhiên con kia bút liền ngã xuống, đỏ ngọn nến cũng khôi phục thành sáp ong nến.
hết thảy tất cả lại bình thường. Bút tiên đi rồi, nhưng ta còn không có đưa nha. Cái này bút tiên chẳng lẽ mình ngốc chán dính, liền tự mình trượt rồi. Ta ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trần nhà cái gì cũng không có, tam nữ cũng phát hiện không thích hợp, cũng liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trần nhà không có đồ vật về sau, mới vỗ nhẹ lồng ngực của mình. Uy, thần côn, bút tiên có phải là đi rồi? Trương Tiểu Mạn hỏi. Ta nhẹ gật đầu, đúng, có người cái này nữ ma đầu, bút tiên cũng dọa chạy. Ngươi nằm mơ đi, xéo đi. Trương Tiểu Mạn trợn mắt nhìn ta một cái, mạnh mẽ mắng. Bạch Doãn đẩy gọng kiếng, đem giấy bút còn có ngọn nến thu vào, được rồi, các ngươi thông qua khảo nghiệm, mau chóng rời đi cái này đi. Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết sau khi nghe, lập tức phát ra một tiểu trận gieo hò, chẳng qua sau đó Bạch Doãn còn nói thêm, không nên cao hứng quá sớm, các ngươi còn có cửa ải cuối cùng muốn qua. Có Lâm Nguyên tại, chúng ta nhất định có thể qua. Lâm Tuyết hướng ta nhìn thoáng qua, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Bạch Doãn cũng đối với ta quăng tới ánh mắt tán dương, nhưng ta chẳng thèm ngó tới, cắt, chỉ cần có tiền, phi thuyền vũ trụ ta đều có thể cho ngươi tạo ra đến, chẳng qua cái này linh dị xã ta đổ càng ngày càng cảm thấy không thú vị, ở trong đó sẽ không phải là một đám dở trò dối trá thần côn a. Tam nữ trò chuyện vài câu về sau, liền rời phòng học, ta cầm đèn pin chiếu một vòng phòng học, đều không có phát hiện con quỷ kia. Cửa phía ngoài còn dán hoàng phù, hắn không có khả năng chạy, nhưng hắn đến cùng tránh chỗ nào đi. Được rồi, nếu như hắn không hại người, liền từ hắn đi thôi, bắt hắn cũng phải tốn không ít công phu, mà lại đây cũng là trường học, không nên quá lộ liễu, không phải muốn bị xem như phản khoa học cho lui trường học. Đi ra cửa phòng học bên ngoài, đột nhiên có một thanh âm từ bên trong truyền đến lỗ tai của ta bên trong, mau cứu Bạch Doãn, van cầu ngài. Thanh âm là cái nam nhân. Nhưng rất ôn nhu, tuyệt không giống ác quỷ gọi gào thét, ngược lại giống một cái ngượng ngùng đại nam hài. Ta nhíu mày, sau đó lại dùng đèn pin đi đến chiếu một vòng, không có phát hiện con quỷ kia bóng dáng, chẳng lẽ mới vừa rồi là ta nghe nhầm rồi. Có thể là ta quá mệt mỏi, kéo hoàng phù về sau, liền theo Trương Tiểu Mạn các nàng hạ lầu dạy học, cùng Bạch Doãn các nàng mỗi người đi một ngả ta trực tiếp về ký túc xá. Ngày thứ hai đi học ta mới nhớ lại, nguyên lai hôm nay kiểm tra. Nhưng khoảng thời gian này ta trên cơ bản không chút học tập, liền khóa cũng cực ít nghe, cuộc thi đoán chừng đạt tiêu chuẩn cũng khó khăn. Trương Tiểu Mạn nhìn ta một bộ lo lắng dáng vẻ, lập tức nhìn thấu tâm tư của ta, nàng cười nhạo nói, ai u, sao à nha? Sầu cuộc thi đâu, ai, xem ra lại có người phải đợi lấy chủ nhiệm lớp bị phê bình. Tiểu nương môn này, từng ngày ép buộc ta, thật sự là chịu đủ, ta liếc nàng một cái, sau đó phản bác, ha ha, ngươi tỉnh lại đi. Ta từ từ nhắm hai mắt đều có thể kiểm tra so ngươi tốt. Ha ha, ngươi Lâm Nguyên nếu có thể kiểm tra giỏi hơn ta, ngươi muốn ta Trương Tiểu Mạn làm cái gì đều được. Trương Tiểu Mạn khinh miệt trả lời. Trương Tiểu Mạn cũng không phải khẩu suất cuồng ngôn, thành tích của nàng, cơ bản mỗi một khoa đều là thứ nhất, mà lại là trường kỳ chiếm lấy, đúng, cái này nữ ma đầu chính là kinh khủng như vậy. Chuyện này là thật, ta nói. Một lời nói ra, tứ mã nan truy. Trương Tiểu Mạn nhếch miệng. Một mặt tự tin, vậy ngươi kiểm tra chẳng qua ta lại nên làm như thế nào? Nếu như chúng ta ai phân thấp, vậy liền vòng quanh thao trường chạy một vòng, không muốn quần áo loại kia, ngươi thấy thế nào? Ta cười xấu xa nói. Trương Tiểu Mạn sau khi nghe, mặt đỏ lên, lập tức mắng một câu hỗn đản. Thế nào, không dám. Ta vội vàng hù dọa nàng nói, kỳ thật ta cũng muốn nàng không nên đáp ứng, mình có bao nhiêu cân lượng ta tự mình biết, mình vừa rồi đã lên đầu. Liền không thể thu hồi lại, ta liền nghĩ lớn nàng, lớn đến nàng nhận sợ. Tốt, chỉ bằng ngươi Lâm Nguyên, ta một chút cũng không để vào mắt, đến lúc đó thua đừng rơi nước mắt, hừ. Trương Tiểu Mạn vỗ bàn một cái đáp ứng, sau đó vội vàng chạy về đi ôn tập, nghĩ đuổi tại trước khi thi vài phút còn ôn tập một chút. Tốt, chỉ bằng ngươi Lâm Nguyên, ta một chút cũng không để vào mắt, đến lúc đó thua đừng khóc mũi, hừ. Trương Tiểu Mạn vỗ bàn một cái đáp ứng. Sau đó vội vàng chạy về đi ôn tập, nghĩ đuổi tại trước khi thi vài phút còn ôn tập một chút. Nhưng ta lập tức liền hoảng, không nghĩ tới tiểu nương môn này như thế cương liệt, thế mà liền loại này tiền đặt cược cũng dám đáp ứng, tưởng tượng một chút ta tương lai thảm trạng, đã cảm thấy mất mặt. Đại khái qua sau mười mấy phút, chủ nhiệm lớp liền đến, cầm trong tay một chồng anh ngữ bài thi. Anh ngữ là ta nhất là kê một khoa, tăng thêm khoảng thời gian này chưa từng học qua tập, cơ bản liền đạt tiêu chuẩn cũng khó khăn. Đừng nói kiểm tra qua Trương Tiểu Mạn, đây quả thực là tại lấy trứng chọi đá,
Ta mạnh mẽ tát mình một cái, bắt đầu hối hận vừa rồi vì sao như thế cực đoan, không có bản sự này cũng đừng trang đầu to, chết sĩ diện thật không có kết cục tốt. Anh ngữ bài thi cầm tới tay về sau, ta lập tức liền mộng, không phải xem không hiểu chính là không có chút nào sẽ, chỉ có thể mù mờ dựa vào vận khí, nhưng Trương Tiểu Mạn sẽ không bỏ qua ta, vận khí không thể cứu ta tại thủy hỏa ở giữa. Cầm tới bài thi bước nhỏ làm, ta có chút sự tình đi ra ngoài một chút, nửa giờ sau trở về cho mọi người thả thính lực, mọi người tự giác không muốn gian lận, nếu là cho ta phát hiện gian lận, ha ha. Hạ tử mệnh lệnh về sau, chủ nhiệm lớp liền đi ra phòng học. Trong lòng ta vui mừng, xem ra là trời cũng giúp ta, loại thời điểm này, không ăn trộm gà làm sao xứng đáng mình. Nhưng ta tay vừa luồn vào bàn học dưới đáy, Trương Tiểu Mạn đột nhiên liền nghiêng đầu đối ta trừng mắt liếc, sau đó dựng thẳng lên ngón tay xoay tròn 180 độ hướng xuống, làm một cái khinh bỉ thủ thế, cái này đã là cảnh cáo lại là khinh bỉ, ra hiệu nếu như ta dám gian lận, nàng nhất định sẽ nói cho lão sư, lấy nàng tại trong lớp địa vị, chủ nhiệm lớp khẳng định tin tưởng nàng. Đến lúc đó ta cũng chỉ có thể hết đường chối cãi, nghĩ đến cái này, dọa đến ta tranh thủ thời gian rút tay về. Chẳng qua ngẫm lại cũng hoàn toàn chính xác có chút không ổn, coi như gian lận cũng tuyệt đối kiểm tra chẳng qua Trương Tiểu Mạn, ta nhiều nhất cho ăn bể bụng đạt tiêu chuẩn, làm gì cho mình thêm vào một đầu tội danh, cho ma nữ này nói xấu ta. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng nhìn xem bài thi bên trên gà ruột văn, quả thực so Mao Sơn quỷ đạo bên trên những cái kia chữ như gà bới còn khó hơn hiểu. Ta nhìn mấy đạo đề liền từ bỏ, mặc kệ ta lại cố gắng thế nào nghiêm túc, cũng không thể nào là Trương Tiểu Mạn đối thủ, trừ phi ta tìm tới một cái cùng Trương Tiểu Mạn không sai biệt lắm thực lực người giúp ta. Nghĩ tới đây, ta lập tức giật cả mình, toàn lớp có thể hơi cùng Trương Tiểu Mạn địch nổi người, giống như chỉ có Lâm Tuyết. Lâm Tuyết là anh ngữ khoa đại biểu, mặc dù mỗi lần đều là Trương Tiểu Mạn cầm thứ nhất, nhưng Lâm Tuyết cùng với nàng điểm số không kém là bao nhiêu, đều là kém cái 1-2 phần. Nói không chừng lần này liền có thể phản siêu Trương Tiểu Mạn, chỉ cần chép Lâm Tuyết đáp án, vậy ta liền có thể thắng hiểm. Ta nhìn về phía ngay tại vùi đầu gian khổ làm ra Lâm Tuyết, nàng không có chút nào phát hiện ta để mắt tới nàng, ngẫu nhiên vẩy vẩy trước mặt tóc cắt ngang trán, sau đó lại hết sức chuyên chú làm lấy bài thi. Ta do dự thêm vài phút đồng hồ, vẫn là từ bỏ, nếu như ta hướng Lâm Tuyết cầu cứu, nàng thật có khả năng mềm lòng giúp ta, nhưng nếu như bị chủ nhiệm lớp phát hiện, hai chúng ta đều không có quả ngon để ăn, ta vẫn không có gì quan trọng, đã sớm bị chủ nhiệm lớp huấn quen, nhưng ta không thể liên lụy Lâm Tuyết, nghĩ nghĩ, liền đem viết xong cầu cứu tờ giấy ném vào bàn học bên trong. Chẳng lẽ liền phải dạng này thần phục tại cái kia nữ ma đầu dưới chân? Kết quả của ta khẳng định sẽ rất thảm, ta không nghĩ. Thời gian trôi qua rất nhanh, cách chủ nhiệm lớp rời đi đã có 20 phút, mà bài thi của ta bên trên vẫn là một đáp án đều không có viết. Ta hai mắt nhắm nghiền, đau khổ suy nghĩ 3 phút, cuối cùng ta không thể không làm ra một cái quyết định, ta muốn mời quỷ tới giúp ta. Hiện tại là giữa ban ngày, quỷ căn bản là không hiện thân, muốn mời quỷ hỗ trợ, so với lên trời còn khó hơn, nhưng bất kể như thế nào, ta đều muốn đem hết toàn lực thử một chút. Muốn ban ngày mời quỷ, liền phải mời không tầm thường quỷ, cái gì gọi là không tầm thường quỷ? Bởi vì cái gọi là ngày đi một thiện, công đức vô lượng. Những cái kia khi còn sống thường xuyên làm việc tốt quỷ, chính là không tầm thường quỷ. Người nếu như khi còn sống làm thật bận rộn, sau khi chết liền có công đức hộ thân, không sợ ánh nắng, cũng không đọa luân hồi, thẳng đến trên thế gian du đãng đến hồn phi phách tán. Đây đều là Mao Sơn quỷ đạo bên trên ghi lại, có đúng hay không xác thực ta cũng không biết, hiện tại ta cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, cũng coi như sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Tổ tông phù hộ, có thể hay không đem mình thiết tháo bảo trụ liền toàn bộ nhờ các ngươi. Ta miệng bên trong lẩm bẩm một câu, sau đó từ bàn học dưới đáy lấy ra một tấm hoàng phù. Hiện tại với ta mà nói, vấn đề khó khăn lớn nhất chính là như thế nào trong phòng học cách làm, ta ngồi cùng bàn là cái con mọt sách nữ sinh, mắt kiếng kia phiến đoán chừng so mặt ta ra đều muốn dày, làm lên bài thi đến liền cùng kiếm tiền đồng dạng, vui vẻ không được, ta đoán chừng cầm đao đâm nàng cũng không biết, liền sợ phòng học những người khác phát giác. Ta đem hoàng phù bỏ vào bàn đọc sách dưới đáy, sau đó dùng kẹp chặt ngón tay, trong lòng mặc niệm, đốt. Nhưng dưới đáy bàn hoàng phù không phản ứng chút nào, căn bản cũng không có đốt, cái này khiến ta lập tức có chút tuyệt vọng, hoàng phù không có phản ứng, nói rõ kề bên này căn bản cũng không có phù cùng yêu cầu loại này quỷ. Thần binh quỷ tướng, nhanh chóng hiển linh, đệ tử gặp nạn, ngàn binh cứu viện, đốt.
ta lại tại trong lòng mặc niệm mấy lần. Đến đại khái lần thứ 8 thời điểm, đột nhiên phốc một tiếng, hoàng phù tại dưới đáy bàn đốt lên, may mắn ánh lửa không phải rất lớn, người chung quanh lại vùi đầu bài thi, không ai phát hiện ta đang làm cái gì. Ta vội vàng dùng tay thỉnh ở hoàng phù đến rơi xuống cho, sau đó đem cho bôi ở bài thi bên trên, lại đem những cái kia cho làm bút mực đồng dạng, viết âm dương hai chữ, âm dương hai chữ ở giữa thì họa một cái ký hiệu, đem bài thi xem như chiêu linh một cái pháp trận, nếu như không thành công, vậy ta đây cái để bài liền xong, lấy chủ nhiệm lớp tính tình, nếu như giải thích tốt, một vạn kiểm điểm, giải thích không tốt, đoán chừng trực tiếp cuốn gói rời đi. Thần đến hiện, quỷ tới gặp, nhanh chóng hiện thân. Ta hai tay một chỉ, đối bài thi nói. Đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo yếu ớt bạch quang lóe lên, bài thi bên trên cho biến mất không thấy gì nữa. Một đạo hắc ảnh từ bài thi bên trong vọt ra, mấy giây qua đi, hóa thành một cái hình người đứng tại bên cạnh ta. Xong rồi, ta mừng rỡ trong lòng nói, trọn bộ quá trình mặc dù rườm rà vừa khẩn trương kích động, nhưng lại vẻn vẹn qua chừng 5 phút mà thôi. Con quỷ kia liền đứng tại bên cạnh ta, nhưng lớp học lại không ai thấy được hắn, trừ ta, đoán chừng không ai biết, trong phòng học đã thêm một cái nhìn không thấy đồ vật. Ta vội vàng quan sát bên người cái này quỷ, hắn mặc trên người lôi tha lôi thôi đồng phục, tóc rất dầu, giống như thật lâu không có tẩy đồng dạng, khắp khuôn mặt là bối rối, không ngừng ngáp một cái. Quỷ phần lớn hình tượng đều là giữ lại khi còn sống, nhìn hắn cái này hình tượng, khi còn sống cũng hẳn là cái học sinh, mà lại hẳn là một cái lười học sinh. Trong lòng ta lạc một chút, ông trời tuyệt đối không được trêu cợt ta thiên tân vạn khổ mới thành công, tuyệt đối đừng cho ta làm cái so ta còn kém người tới, vậy ta chẳng phải toi công bận rộn sao? Uy, ca môn, người khi còn sống cũng là học sinh sao? Ta hạ thấp giọng hỏi, tận lực không để người khác cảm thấy ta là cái kẻ ngu. Con quỷ kia nhẹ gật đầu, không nói gì, ngẫu nhiên đánh một hai cái ngáp, nhìn thoáng qua bài thi, lập tức liền càng thêm mặt ủ mày trao, giống như đặc biệt chán ghét cuộc thi dáng vẻ. Ca môn, vậy ngươi đọc lớp mấy mới chết? Ta tiếp tục hạ thấp giọng hỏi. Lớp 12, con quỷ kia nhàn nhạt đáp. Hóa ra là lớp 12, kia cấp cao làm cấp thấp đề, nên vấn đề không lớn mới đúng, nghĩ tới đây ta mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Ai, ngươi là thế nào chết? Ta lại hỏi. Con quỷ kia giống như có chút không kiên nhẫn, chẳng qua vẫn là trả lời vấn đề của ta, có thiên ban đêm ta đi suốt đêm lên mạng, ngày thứ hai trở về trường thời điểm, đột nhiên trông thấy một chiếc xe muốn vọt tới một cái nữ hài, ta ra sức đem nữ hài đẩy ra, nhưng mình lại bị đâm chết. Ta a một tiếng, trách không được cái này quỷ không sợ ánh nắng, hóa ra là trước khi chết làm một kiện việc thiện, có câu nói rất hay, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, cái này sự tình đã tính công đức vô lượng. Nhưng người tốt không thể cứu mệnh của ta cần một có văn hóa quỷ. Ngươi, đi suốt đêm lên mạng, có phải là còn thường xuyên lên lớp liền đi ngủ? Con quỷ kia nhếch miệng, nói nhảm, suốt đêm lên mạng, khi đi học ai không ngủ được? Ngươi thường xuyên như vậy sao? Đúng a, học tập cỡ nào nhàm chán, ta liền nghiền internet. Con quỷ kia lại ngáp một cái, ngươi đến cùng gọi ta ra ngoài làm gì? Nghe hắn, ta một trận té xỉu. Ta đang thử quyền bên trong chiêu ngươi ra tới, đương nhiên là muốn ngươi giúp ta bài thi a, chẳng lẽ nghĩ mời ngươi ăn cơm sao? Chẳng qua nghe hắn, ta đã sớm lâm vào tuyệt vọng, giống loại học sinh này, chúng ta đều có một cái ngoại hiệu, đó chính là võng trùng. Ban ngày lên lớp đi ngủ, ban đêm dù đã ở quán net suốt đêm, cùng cái u linh giống như, loại này đồng học đồng dạng đều có loại này đặc thù, tóc dầu mỡ, sắc mặt tái nhợt, mắt quầng thâm cực lớn, mỗi ngày một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Gặp người liền ngáp, đi tiệm nét thật hưng phấn phải cùng cái giống như con khỉ. Đúng vào lúc này, chủ nhiệm lớp trở về, nàng gõ bàn một cái nói, sau đó nói, mọi người chú ý, ta hiện tại bắt đầu thả thính lực. Mọi người sau khi nghe xong, tất cả đều tập trung lực chú ý, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe tiếp xuống thính lực. Ta thở dài một hơi, bắt đầu tiếp nhận vận mệnh thẩm phán, bởi vì ta đạo thứ nhất đề đều nghe không hiểu, mà ta tân tân khổ khổ khai ra quỷ. Khi còn sống lại là một đầu sẽ chỉ lên mạng võng trùng. Chọn A, con quỷ kia ngáp một cái, móc móc lỗ tai, giống như ghét bỏ thính lực thanh âm quá lớn. Cái gì, ta có chút ngây ngốc, cái này quỷ đoán chừng một tiết khóa đều không có trải qua, hắn có thể nghe hiểu sao? Ta dám tin sao? Chọn C, đề thi thứ hai đọc xong về sau, con quỷ kia lại thản nhiên nói. A, ta lại một mặt ngây ngốc, vừa rồi kia đề nếu như là đụng vận khí cứt chó nghe hiểu. Vậy cái này đề cũng vậy sao? Chọn B. Chọn C. Chờ một chút, niệm chậm một chút,
Ta không có thời gian dư thừa đi hoài nghi hắn, mà là chiếu hắn nói lấp, thẳng đến đem tất cả thính lực đề đều làm xong. Thính lực đề sau khi làm xong, con quỷ kia cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục niệm còn dư lại tất cả đáp án, đọc xong về sau, liền phốc một tiếng, cùng thả một cái giám đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Ta nhìn một chút phòng học bên trên đồng hồ, cách nộp bài thi thế mà còn có 40 phút, tốc độ này chỉ có thể dùng thần tốc để hình dung, những người khác đều còn tại vùi đầu gian khổ làm ra. Cái này quỷ vừa nhìn liền biết khi còn sống không phải học sinh tốt gì, thành tích học tập cũng chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào, nhưng hắn làm anh ngữ bài thi tốc độ giống như cũng không như ta nghĩ như vậy, chẳng lẽ đây đều là hắn che à? Nếu thật là dạng này, ta đem hắn mộ phần đều cho hủy đi. Chẳng lẽ nói là làm quỷ về sau, sẽ khai khiếu? Sẽ thêm năng lực gì? Không có khả năng, đây đều là lời nói vô căn cứ, khi còn sống thế nào, sau khi chết cũng kém không nhiều. Thời gian đến về sau, ta liền đem bài thi thuận lợi giao đi lên, sau khi tan học, Trương Tiểu Mạn tới gõ gõ ta cái bàn, sau đó khinh bỉ nhìn ta liếc mắt, Lâm Nguyên, ngươi tẩy trắng cái mông chuẩn bị chạy thao trường đi, chương này bài thi ta định liệu trước, ít nhất 95 phân trở lên, ha ha, ta trước tiên cần phải gọi quản gia chuẩn bị tốt nhất pixel điện thoại mới được, để ta cho ngươi chụp được tốt đẹp nhất thời khắc đi, cảnh cáo ngươi một chút, nếu như ngươi dám trái với điều ước, ta sẽ không để cho ngươi có quả ngon để ăn. Hừ, ta nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng có chút hư, ta cam đoan đây là ta cùng Trương Tiểu Mạn giao phong nhất hư một lần, nhưng người muốn mặt, cây muốn vỏ, kết quả không có ra tới, đánh chết ta cũng sẽ không nhận thua, trên miệng càng là tức giận bất bình. Hừ, đắc chí, tiếp lấy đắc chí, bài thi không có ra tới, cũng đừng sớm như vậy có kết luận, ngươi yên tâm, điện thoại di động ta mặc dù pixel không cao, nhưng đủ để cho ngươi đập bên trên một bộ làm người vừa lòng ảnh chụp. Nói xong ta liếc một cái nàng kia để người mặt đỏ tim run trước ngực. Trương Tiểu Mạn phát hiện về sau, mặt đỏ lên, hung hăng giẫm một chút ta mũi chân, hừ, đồ lưu manh, sau đó nghênh ngang rời đi. Đau nhức, ta đi, thế đạo gì, rõ ràng là ngươi tới trước khiêu khích ta, hơn nữa nhìn liếc mắt làm sao liền biến lưu manh, kia đàn ông của toàn thế giới đều là lưu manh. Ta che lấy chân kêu to. Trương Tiểu Mạn rời đi về sau, ta đột nhiên nhớ tới con quỷ kia. Ta có thể đem hắn đưa tới, nói rõ hắn liền ở phụ cận đây chết, nói cách khác, hắn cũng là cái này trường học người, hắn nói mình là lớp 12, không biết có phải hay không là giới này lớp 12. Nhưng ta giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua giới này lớp 12 có bị xe đâm chết. Nghĩ sau một hồi, ta tuyệt đối đi tìm Bạch Doãn hỗ trợ, Bạch Doãn là hội học sinh hội trưởng, hẳn là có thể giúp ta tra một chút, trường trung học hội học sinh hội trưởng, trên tay vẫn là có một chút tài nguyên. Ta tối hôm qua mới tính chân chính nhận biết Bạch Doãn, đối nàng còn không tính quen thuộc, hoa công phu rất lớn mới tìm được nàng. Hôm nay Bạch Doãn xuyên một đầu xuyên động quần jean, trên thân thì là một kiện bạch dài áo sơ mi, cái này khiến ta có chút kỳ quái, trời nóng như vậy, nữ hài tử đều lộ phải thật nhiều, nàng loại này ngự tỷ loại hình nữ sinh, vì sao đem mình bao bọc nghiêm nghiêm thật thật. Chẳng qua tâm tư của con gái ngươi không muốn đoán, đặc biệt mặc phương diện, có thể là nàng hôm nay đến đại di mụ. Sợ lạnh sợ hóng gió. Nha, Lâm đại sư thế mà tới tìm ta, được sủng ái mà lo sợ a. Bạch Doãn đẩy mắt đen kính, mị nở nụ cười, mắt quay tròn tại trên người ta chuyển. Đừng, đừng gọi Lâm đại sư, làm cho ta cùng thần côn đồng dạng. Ta vội vàng khoát tay cự tuyệt nói. Bạch Doãn cười cười, vô sự không đăng tam bảo điện, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi có thể hay không giúp ta tra một chút, lớp 12 có chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Ví dụ như bị xe đâm chết. Ta gọn gàng dứt khoát nói rõ ý đồ đến. Bạch Doãn nhíu mày, giống như không có, chúng ta giới này lớp 12 đều không có người chết, ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Ta không trả lời Bạch Doãn vấn đề, mà là tiếp tục hỏi, kia lần trước đâu? Bạch Doãn gãi đầu một cái, suy tư một lát sau, nàng nhếch miệng, lần trước sự tình ta không phải rất nhớ kỹ, ta đi phòng hồ sơ giúp ngươi tra một chút đi. Nhưng ngươi không thể tiến, liền ở chỗ này chờ ta một cái đi. Ta nhẹ gật đầu, Bạch Doãn mới rời đi, đại khái qua nửa giờ sau, Bạch Doãn mới thở hồng hộc chạy trở về, cái trán cùng trên ngực đều là mồ hôi, có loại ướt thân dụ hoặc cảm giác. Tìm được, lần trước hoàn toàn chính xác có một cái nam học sinh bị xe đâm chết, vẫn là cái đặc biệt ưu sinh, thành tích lâu dài tại toàn trường sắp xếp trước năm, tên của hắn gọi Thường Thanh. Bạch Doãn cầm một phần hồ sơ nói cái này hồ sơ lấy ra chẳng mấy chốc sẽ trả lại, không phải sẽ cho người phát hiện,
ta thế nhưng là bốc lên nguy hiểm rất lớn cho ngươi trộm ra. À, nguyên lai gặp nguy hiểm à, ta không biết, cảm ơn ngươi, ta vội vàng nói lời cảm tạ, cảm giác thiếu một cái nhân tình. Vậy ngươi muốn báo đáp thế nào ta? Bạch Doãn lau lau trên trán mồ hôi nóng, cũng đem áo sơ mi viên thứ nhất cúc áo mở ra, ta có thể trông thấy đầm đìa đổ mồ hôi cùng da thịt trắng nõn. Khụ khụ, ta vội vàng làm ho hai tiếng, sau đó nói sang chuyện khác, cái này Thường Thanh có phải là rất nghiền internet, còn suốt đêm, ban ngày lên lớp liền đi ngủ. Ta cảm giác cái này hồ sơ người hẳn là cùng ta chiêu con quỷ kia không phải cùng một cái, bởi vì hắn không thể nào là học sinh xuất sắc. Một đầu võng trùng làm sao có thể lâu dài sắp xếp toàn trường trước năm đâu. Bạch Doãn nhìn thoáng qua hồ sơ, sau đó lắc đầu, không biết, cái này hồ sơ không có viết, chẳng qua nhìn hình của hắn, giống như khá quen. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hồ sơ có ảnh chụp, ta vội vàng đem hồ sơ đoạt lại xem xét, khi ảnh chụp thế mà thật sự là ta chiêu đến con quỷ kia. Thật sự là hắn, ta kinh ngạc không ngậm miệng được. Đúng vào lúc này, Bạch Doãn cũng đột nhiên chỉ vào ảnh chụp hô, ta nhớ tới, khi đó ta đọc lớp 11, nhưng lại đối gia hỏa này có ấn tượng, hắn giống như thật gần như mỗi ngày đều đi tiệm nét suốt đêm, sau đó ban ngày lên lớp đi ngủ, chúng ta hội học sinh có đôi khi đi tuần giáo thất, kiểm tra lên lớp tác phong và kỷ luật thời điểm, liền nắm qua hắn mấy lần, nhưng hắn thành tích tốt giống vẫn luôn tốt như vậy, cũng gần như không thế nào học tập, có người nói hắn cuộc thi lúc trước muộn sẽ không đi tiệm nét. Sau đó nhìn một đêm sách. Nghe Bạch Doãn, ta trong lòng nhất thời lạc một chút, miệng há thành o hình, Bạch hội trưởng, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết? Đúng, đây chính là trong truyền thuyết. Học thần, Bạch Doãn dùng sức nhẹ gật đầu. Thật không nghĩ tới, ta thế mà gặp trong truyền thuyết học thần, từ xưa học cặn bã thích nhất sự tình, chính là nhìn học thần ngược học bá, ta cái này học cặn bã xem ra muốn đánh bóng mắt thấy trò hay, lấy chủ nhiệm lớp đổi quyền tốc độ, đoán chừng ngày mai liền có thể biết kết quả. Trương Tiểu Mạn còn tại đắc ý, hy vọng cái này học thần quỷ có thể giúp ta mạnh mẽ đánh nàng mặt. Cho Bạch Doãn sau khi nói cảm ơn, ta đang chuẩn bị rời đi, có thể là trời quá nóng, nàng thực sự chịu không được, liền đem kia thật dài ống tay áo cuốn lại, lúc này ta nhìn thấy cổ tay của nàng có tử sắc vết dây hằn, giống như cho thứ gì buộc qua đồng dạng, đó chính là xiết ra tới vết tích. Bạch Doãn phát hiện ta nhìn thấy kia vết dây hằn về sau, vội vàng lại đem ống tay áo để xuống, sau đó nói. Ta đi đem hồ sơ cho còn, gặp lại. Tiếp lấy liền cúi đầu chạy đi. Bạch Doãn sau khi đi, ta đột nhiên nhớ tới tối hôm qua tại thứ 9 phòng học con quỷ kia đối lời ta nói, chẳng lẽ Bạch Doãn gặp nạn. Nhưng nàng vì cái gì không nói, coi như không báo cảnh, cũng có thể nói cho phụ mẫu, nàng kia vết dây hằn không cạn, một cái nữ hài tử bị người buộc hai tay, sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng nàng không hướng ta cầu cứu, ta cũng không có cách nào. Sau này trở về. Một tận tới đêm khuya ta đều tưởng tượng lấy Trương Tiểu Mạn tại thao trường chạy thảm trạng, kia đoán chừng toàn trường nam sinh đều phải phun máu mũi, chẳng qua sự tình nào có ta nghĩ đơn giản như vậy, Trương Tiểu Mạn cũng sẽ không như thế dễ dàng liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ban đêm ta theo thường lệ đi vào cửa hàng, Thi Ngôn cùng Mập Mạp đang đánh bài, trông thấy ta sau cũng không để ý, hai người chơi đến nhưng hoan. Sao, hai người các ngươi hiện tại cánh cứng rắn thật sao? Nhìn thấy chủ nhà cũng không lên tiếng chào hỏi, ta oán giận nói. Đánh lông chào hỏi, người kia tá thi hoàn hồn nếu như còn không luyện thành, đoán chừng trời một có thể đem ngươi xé cho chó ăn, đến lúc đó chính là ta đương ra, ai, tiểu ăn mày, người nói tiểu ca sau khi chết chúng ta thay cái chiêu gì bài tốt đâu. Mập mạp ngậm lấy điếu thuốc, cười cười mà nói. Thi Ngôn nhếch miệng, người vẫn là thôi đi, ta cho ngươi coi số mạng, ăn âm hành cơm ngươi cả một đời đều chọn không được đòn rông. Nghe Thi Ngôn, ta cười ha ha, gọi ngươi tên hỗn đản làm phản. Ta cũng chẳng thèm cùng bọn họ đùa giỡn, ta mục đích tới nơi này chủ yếu là luyện tá thi hoàn hồn, trường học quá không tiện, chỉ có thể lén lút luyện. Nhưng ta vừa ngồi xuống, tiểu ăn mày liền nhíu nhíu mày mắt đối ta hô, lão bản, có người đến, châm trà đổ nước tiếp khách. Ta ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, căn bản không có người, nghĩ thầm cái này nha trêu cợt ta đây. Không đúng rồi. Người đến không nên nàng châm trà đổ nước chào hỏi khách khứa sao? Làm sao đổi thành ta rồi? Ta thế nhưng là lão bản. Ngay tại ta muốn mở miệng giáo huấn nàng thời điểm, đột nhiên ngoài cửa xuất hiện một cái gầy teo thân ảnh, kia là một cái nam nhân, dáng dấp lại cao vừa gầy, trên thân còn mặc xưởng phục, đoán chừng là đánh xưởng công công nhân, chẳng qua hắn xưởng nuốt vào có thêu hoa cùng đặc biệt chữ, đoán chừng là xưởng chủ nhiệm cái gì, ở trong xưởng cũng coi như cái người có địa vị đi.
Cái này nam nhân sắc mặt tái nhợt, bờ môi tím xanh, một mặt bối rối, thỉnh thoảng còn nhìn xem chung quanh, giống như đằng sau có người truy đồng dạng, bộ dáng cực kỳ sợ hãi. Mập mạp xem xét có khách nhân đến, cả người liền như bị điên, cái này không phải khách nhân, đối với hắn mà nói, kia cũng là tiền. Hắn đem bài quăng ra, vội vàng cướp chào hỏi, Thi Ngôn lườm hắn một cái, ta đi, lão tử cái này tay bài tốt, ngươi thế mà không đánh rồi. Ngươi đang trêu chọc lão tử à? Đi đi đi, tiểu hài tử đi một bên chơi, đừng cản trở bàn ra phát tài. Mập mạp một mặt ghét bỏ, sau đó vội vàng ngược lại tốt trà đem nam nhân kia đón vào. Tiên sinh, nhìn thần sắc ngươi hốt hoảng như vậy, giống như đằng sau có chó giữ truy đồng dạng. Ta nói, nam tử khoát tay áo, cầm trong tay trà uống một hơi cạn sạch, khả năng hắn đem trà làm rượu, muốn uống tới dọa kinh. Không phải có chó, là có quỷ, ta là bị quỷ truy. Nam tử nói câu nói này thời điểm, cổ rụt lại, giống như vừa nghĩ tới liền toàn thân phát run. Bị quỷ truy, đến cùng tình huống gì, mời ngài kỹ càng nói tới, tiệm chúng ta vị đại sư này là Mao Sơn truyền nhân, chuyên trị ác quỷ, ngươi không cần bối rối. Mập mạp hữu lễ có mạo giới thiệu nói, đối đãi khách nhân, mập mạp luôn luôn cũng làm thượng đế mà đối đãi, cao lớn thổ cạch mau bệnh lập tức ném đến lên 9 tầng mây. Nam tử không trả lời, ngược lại giống như nhớ ra cái gì đó, hắn liền vội vàng hỏi, ai, ngươi cái này cửa hàng làm sao liền cái chiêu bài đều không có, để ta dừng lại dễ tìm, may mắn tại WeChat công chúng hào kia có địa chỉ của ngươi, không phải ta cũng không tìm được. Mập mạp trước đó vì tuyên truyền, liền xây cái WeChat công chúng hào, không nghĩ tới còn làm cho sinh động, đoán chừng đến tiếp sau còn có người tới, chỉ cần đem nổi tiếng khai hỏa, tuyên truyền đúng chỗ, đến lúc đó liền không sợ không có khách nhân. Ách, chiêu bài cầm đi mạ vàng, qua mấy ngày liền trả lại, không có gì đáng ngại, mặc dù tạm thời không có chiêu bài, nhưng chúng ta trong tiệm đại sư thế nhưng là có chân tài thực học. Mập mạp vội vàng phát huy mình bảy tấc không nát miệng lưỡi giải thích. Nam tử nhẹ gật đầu, giống như miễn cưỡng tiếp nhận, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán. Sau đó mới cùng chúng ta nói chuyện đã xảy ra, bởi vì sự tình không phải rất hào quang, nam tử nói toàn bộ quá trình đều là cúi đầu, lúc đầu hắn không muốn nói, bất đắc dĩ tại ta bức bách hạ mới đem chân tướng nói ra. Nam tử gọi Trương Cường, 18 tuổi liền ra tới đánh xưởng công, 20 tuổi thời điểm cùng trong xưởng Trần Tiểu Hoa mến nhau, yêu đương một năm sau, đột nhiên Trương Cường được bệnh nặng, nhưng Trần Tiểu Hoa không rời không bỏ, dứt khoát quyết nhiên từ công việc chiếu cố Trương Cường. Về sau tại Trần Tiểu Hoa chiếu cố dưới, Trương Cường thân thể chậm rãi khá hơn, chờ Trương Cường thân thể triệt để khôi phục về sau, hai người bọn họ liền vui kết liền cành, kết hôn về sau cũng là nở hoa kết trái, Trần Tiểu Hoa cho Trương Cường sinh cái mập mạp tiểu tử. Có nhi tử về sau, Trương Cường liền tiếp tục trở về đánh xưởng công, mà Trần Tiểu Hoa ngay tại quê quán chiếu cố hài tử, chiếu cố Trương Cường phụ mẫu. Làm người ta cao hứng chính là, Trương Cường tại cái kia trong xưởng công việc 3 năm, không ngừng đạt được đề bạt. Đầu tiên là sinh sản ban trưởng, sau đó đến sinh sản chủ nhiệm, lại đến sinh sản chủ quản, liên tiếp nhảy ba cái chức vị, xem như liên tiếp cao thăng, chẳng qua quyền lợi cùng tiền tài cũng có thể làm cho nam nhân mê thất mình, không phải những vật này có bao nhiêu hiếm có, mà là dụ hoặc quá nhiều. Rất nhanh, Trương Cường liền cùng trong xưởng một cái gọi Lâm Hiểu Mỹ nữ nhân làm lại với nhau, nữ nhân này trước sau lồi lõm, là trong xưởng xưởng hoa, là cái nam nhân trông thấy nàng đều tâm thần dập dờn. Nhưng nàng không phải đứng đắn gì nữ nhân, bình thường nam nhân nàng nhưng không để vào mắt, chính là coi trọng Trương Cường. Lẻ loi một mình ở trong xưởng công việc Trương Cường cái kia chịu được dạng này dụ hoặc, đã sớm quên Trần Tiểu Hoa đối với hắn tình nghĩa, cũng quên lời thề của mình, rất nhanh liền cùng Lâm Hiểu Mị làm lại với nhau, hai người càng là vụng trộm ở tại một khối. Cũng không biết Trương Cường nghĩ như thế nào, nói lên cái này đoạn thời điểm đặc biệt hưng phấn cùng tự hào, nhưng ba người chúng ta lại cảm thấy đặc biệt buồn nôn. Chẳng qua cũng đúng, có thể đem nữ nhân xinh đẹp chiếm làm của riêng, là mỗi một nam nhân đều cảm thấy kiêu ngạo sự tình, nhưng hắn quên, trong nhà còn có một cái đối với hắn có tình có nghĩa thê tử. Về sau, Trương Cường cùng Lâm Hiểu Mỹ ở chung cái này sự tình truyền đi đầy xưởng đều biết, nhưng Trương Cường không có sợ hãi, bởi vì Trần Tiểu Hoa tại gia tộc, làm sao làm loạn nàng sẽ không biết. Chẳng qua để Trương Cường vạn vạn không nghĩ tới chính là, Trần Tiểu Hoa thế mà đến xem hắn, đương nhiên. Lâm Hiểu Mỹ cái này sự tình tự nhiên không có giấu giếm được nàng. Trần Tiểu Hoa chạy đến trong xưởng đại náo một trận, Trương Cường dưới cơn nóng giận, phiến nàng một bàn tay, còn gọi nàng lăn. Trần Tiểu Hoa không khóc, nàng ngược lại cười, cười đến cực kỳ làm người ta sợ hãi, tóc tai bù xù cùng chỉ nữ quỷ đồng dạng,
dọa đến Trương Cường không dám nói lời nào, chỉ là làm dương mắt nhìn nàng. Một lát sau, Trần Tiểu Hoa cùng mất hồn đồng dạng từng bước một rời đi nhà máy, rất nhiều người khuyên Trương Cường đuổi theo, gọi hắn nhận cái sai, nữ nhân rất dễ dàng hống, nhưng Trương Cường trong lòng lúc này chỉ có con hồ ly tinh kia, Trần Tiểu Hoa đã sớm biến thành hoàng kiểm bà, hắn nhìn xem đều phiền, đi tốt nhất, hắn mới lười nhác truy. Trương Cường sau khi tan việc, cùng Lâm Hiểu Mỹ nghênh ngang, anh em về chỗ ở, dù sao sự tình đều đã bại lộ, hắn cũng không nghĩ giấu giếm, vừa vặn nhân cơ hội này cùng Trần Tiểu Hoa ly hôn, sau đó cưới Lâm Hiểu Mỹ vị này mỹ nhân. Trở lại chỗ ở về sau, Trần Tiểu Hoa đã không tại, hành lý cũng không thấy, rất rõ ràng là tức giận về quê quán, Trương Cường nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng về tới đây còn muốn đại xảo một khung. Ngày thứ hai, Trương Cường cái thứ nhất liền đến trong xưởng. Khi hắn mở ra hán môn thời điểm, dọa đến kém chút tè ra quần, bởi vì Trần Tiểu Hoa treo cổ tại nhà máy bên trong. Trương Cường dọa đến sắc mặt tái nhợt, hắn luống cuống tay chân lấy điện thoại cầm tay ra báo cảnh sát, điều tử đến về sau, rất nhanh liền xử lý việc này, kết quả chứng minh Trần Tiểu Hoa thật là thắt cổ tự sát, cùng người khác không quan hệ, thế là nhà máy rất nhanh liền khôi phục công việc. Trần Tiểu Hoa sau khi chết, mặc dù bên ngoài khắp nơi đều là tin đồn, cái gì Tiểu Tam bức tử nguyên phối. Xưởng chủ quản vượt quá giới hạn hại thê tử thắt cổ tự sát, nhưng Trương Cường dùng quyền lợi của mình, rất nhanh liền đem sự tình cho đè ép xuống, để hắn cao hứng là, mình rốt cục có thể danh chính ngôn thuận cùng Lâm Hiểu Mỹ cùng một chỗ, bọn hắn còn quyết định chờ sự tình triệt để bình tĩnh về sau, liền về nhà kết hôn, dù sao trong nhà còn có một đứa bé, mà lại lão bà vừa mới chết, người trong thôn sẽ nói chuyện phiếm. Bọn hắn cũng không dám quá làm càn. Trương Cường coi là Trần Tiểu Hoa sau khi chết, cuộc sống của mình liền sẽ trôi qua hạnh phúc thoải mái, nhưng không nghĩ tới, nhà máy khởi công vài ngày sau, liền liên tiếp phát sinh chuyện quỷ dị. Trước đó Trần Tiểu Hoa thắt cổ vị trí kia, chỉ cần công nhân đứng ở nơi đó, thật giống như có một đôi chân tại trên đỉnh đầu của mình lúc ẩn lúc hiện đồng dạng, mà lại nóng bức nhà máy còn thỉnh thoảng có râm mát gió từ trên đỉnh đầu thổi xuống đến, để người dùng mình. Có một ngày ban đêm, trong xưởng tăng ca, một cái nữ hài tử đứng tại vị trí kia, đến lúc 12 giờ. Nữ hài tử kia cảm giác có đồ vật gì trên đầu lắc, nàng ngẩng đầu nhìn lên, thế mà nhìn thấy một nữ nhân treo ở nhà máy bên trên, mắt sắp lồi ra đến, cùng mắt cá chết đồng dạng trừng mắt nàng, đầu lưỡi từ miệng càng duỗi càng dài, kém chút liền rủ xuống tới trên đỉnh đầu nàng, hai cái chân ở bên trên lúc ẩn lúc hiện, bên trên dây thường phát ra chi chi tiếng vang. Nữ hài kia dọa đến hai mắt lật một cái, tại chỗ liền ngất đi, đợi nàng sau khi tỉnh lại, mới đem chuyện đã xảy ra nói cho chủ quản Trương Cường. Trương Cường an ủi nàng một phen, nói là công việc quá mệt nhọc sinh ra ảo giác, gọi nàng nhanh đi về nghỉ ngơi, không nên nghĩ nhiều lắm. Cái này sự tình mặc dù cho Trương Cường dăm ba câu giải thích qua đi, nhưng vẫn là tại nhà máy bên trong truyền đi xôn xao, nói Trần Tiểu Hoa chết không nhắm mắt, quỷ hồn một mực đang nhà máy quấy phá, làm cho lòng người bàng hoàng. Trương Cường không tin tà, Trần Tiểu Hoa khi còn sống hắn còn không sợ, chết hắn càng không có lý do sợ, vì vuốt lên lòng người. Hắn quyết định đêm nay tự mình tại vị trí này tăng ca đến rạng sáng 2 giờ. Bởi vì Trương Cường đã nhiều ngày không có làm qua sống, đến đại khái hơn 12 thời điểm, hắn liền mồ hôi rơi như mưa, thở hào hển không thể động đậy. Hắc hắc, cưới Lâm Hiểu Mỹ dạng này nữ nhân nhưng phải đoản mệnh mấy năm, hiện tại không được, trước kia làm việc gọi là toàn thân là lực. Trương Cường một người thầm nói, sau đó nhìn đồng hồ, mới hơn 12 giờ, cách rạng sáng 2 giờ còn có đoạn thời gian. Ngay tại Trương Cường muốn tiếp tục làm thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh đưa qua một đầu khăn mặt, lau mồ hôi đi, đừng quá vất vả. Trương Cường tưởng rằng Lâm Hiểu Mỹ đến, vô ý thức tiếp nhận khăn mặt xoa xoa cái trán, bảo bối, người thế nào đến rồi. Nhanh đi về đi, đừng thức đêm. Nhưng Trương Cường thanh âm rơi xuống về sau, không có người trả lời, chỉ có máy móc tút tút âm thanh. Trương Cường cảm thấy có chút kỳ quái, vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, bên người người nào đều không có. Hắn liền vội hỏi bốn phía công nhân, có nhìn thấy hay không Lâm Hiểu Mỹ tới, tất cả mọi người lắc đầu, nói không nhìn thấy, lúc này có người đột nhiên hô một câu, chủ quản, trong tay của ngươi làm sao có đầu người chết khăn mặt. Cái gọi là người chết khăn mặt chính là dùng giấy tiền vàng mã làm thành khăn mặt, sau đó đốt cho người chết. Trương Cường xem xét, quả thật trong tay khăn mặt là người chết khăn mặt, dọa đến hắn vội vàng ném ra ngoài, tà môn chính là... Đầu kia người chết khăn mặt lập tức biến thành tro, tán loạn trên mặt đất chung quanh. Cái này giật mình, đem Trương Cường vừa rồi lau đi mồ hôi lại dọa cho ra tới, chỉ chẳng qua lần trước là mồ hôi nóng, lần này là mồ hôi lạnh.
Chủ quản, cái này, này sao lại thế này? Những người khác cũng bị dọa cho phát sợ, tất cả đều dừng tay lại trên đầu công việc, đồng thời nhìn về phía Trương Cường trên đầu vị trí, chẳng qua kia cái gì cũng không có, chỉ có quỷ dị âm phong từ phía trên thổi xuống đến, nhưng vị trí kia phía trên là phong kín, căn bản thổi không tiến vào gió. Đêm nay phát sinh sự tình, ai cũng không cho phép nói ra. Trương Cường phân phó một câu, liền tông cửa xông ra, hắn là không tin tà, nhưng lần này hắn không thể không tin tưởng, Trần Tiểu Hoa thật âm hồn bất tán, nàng trở về. Trương Cường mở ra mình mua Honda, một đường phi nước đại, không đầy một lát hắn thì đến nhà, có thể để hắn kỳ quái là, chỗ ở đèn thế mà lóe lên, theo đạo lý Lâm Hiểu Mị nếu như ở nhà lời nói, hiện tại đã sớm đi ngủ, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không chờ Trương Cường trở về mới ngủ. Có thể là chuyện gần nhất huyên náo trong nội tâm nàng sợ hãi, cho nên ban đêm mở ra đèn ngủ. Trương Cường an ủi mình như vậy. Trương Cường sau khi đậu xe xong, trực tiếp thẳng lên lầu, hắn móc ra chìa khóa mở cửa, Lâm Hiểu Mị nằm tại trên ghế salon, ánh mắt của nàng có chút quái dị, biểu lộ càng là ngây ra như phỗng, giống như không có trông thấy Trương Cường đồng dạng. Trương Cường cảm thấy rất kỳ quái, Lâm Hiểu Mị cho tới bây giờ đều không có dạng này qua, cũng sẽ không chờ mình đến trễ như vậy. Đêm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khi hắn sắp tới gần Lâm Hiểu Mị thời điểm, đột nhiên liền dọa đến lùi lại mấy bước, bởi vì hắn trông thấy trên ghế salon có hai cái bóng, hắn còn cho là mình nhìn lầm, vội vàng dùng sức vuốt vuốt cặp mắt của mình, nhưng kết quả vẫn là không có biến. Thân thể của nàng quả nhiên so với ta đẹp mắt, cũng so với ta trẻ tuổi, trách không được ngươi chọn nàng không chọn ta. Một cái thanh âm quen thuộc từ Lâm Hiểu Mị trong cổ họng chui ra. Trần Tiểu Hoa, Trương Cường dọa đến chân mềm nhũn, toàn bộ té quỵ trên đất, ngươi. Ngươi đã chết rồi, liền không nên quay lại, không nên quay lại hại ta, chúng ta còn có đứa bé muốn ta nuôi dưỡng, cầu ngươi xin thương xót, không muốn lại quấn lấy ta, bỏ qua ta được không? Lâm Hiểu Mị không trả lời, nàng chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên, sau đó hướng Trương Cường đi đến. Lúc này cũng không biết Trương Cường nơi nào khí lực, đột nhiên liền thét lên một tiếng, từ dưới đất bắn lên. Sau đó quay người mở cửa chạy ra ngoài. Hắn liền xe cũng không dám lại đi mở, chỉ có một người nhanh chân phi nước đại, chạy đại khái sau mười mấy phút, mới không thể không ngừng lại, hai chân đều mệt đến nhanh rút gân. Quỷ, quỷ, Trương Cường dọa đến nói năng lộn xộn, lần thứ nhất gặp quỷ hắn, dọa đến toàn thân đều tại run rẩy. Hắn duy nhất nghĩ tới chính là, muốn tìm biết bắt quỷ người tới đối phó Trần Tiểu Hoa, Lâm Hiểu Mị chính ở chỗ này, hắn không thể bỏ xuống nàng mặc kệ. Trùng hợp lúc này, Trương Cường nhớ tới nhìn thấy qua mập mạp cái kia công chúng hào, thế là tìm một chút, liền theo địa chỉ tìm tới. Trương Cường sau khi nói xong, cầm thật chặt ta tay hô, đại sư, van cầu ngươi, giúp đỡ chút, giúp ta đem Trần Tiểu Hoa con quỷ kia đuổi đi đi, ta lão bà bây giờ còn đang trên tay nàng đâu, tranh thủ thời gian đi với ta cứu nàng. Cái này khiến ta có chút sở khóc sở cười, giống như Trần Tiểu Hoa mới là lão bà của hắn đi, cái này nam nhân thật đúng là bị ma quỷ ám ảnh. Đem Tiểu Tam làm chính thất, chẳng qua cũng thế, Tiểu Tam cũng sắp chuyển chính thức. Mập mạp lúc này lại một tay lấy hắn đẩy sang một bên, sau đó đem ta kéo đến cửa hàng nơi hẻo lánh bên trong nhỏ giọng hỏi, Tiểu ca, cái này sự tình ta cảm giác giống như không tốt lắm, nam này phụ nữ quỷ, chúng ta có thể đi thu sao? Giống như không phải rất giảng đạo nghĩa, càng thêm không phù hợp phép tắc. Ta lắc đầu, trừ phi là đại ác nhân, không phải bất kể như thế nào, mạng người quan trọng, người đã chết rồi. Liền không thể lại lý dương gian sự tình, huống hồ tình yêu nam nữ nói không thanh lý, nếu như là nam này giết cô gái này, vậy ta hoàn toàn chính xác không dám làm sao nhúng tay, nhưng cái này nữ chính là mình vì tình tự sát, cho nên việc này hoàn toàn phù hợp phép tắc. Không phải, tiểu ca ngươi sẽ không cũng bị quỷ nhập vào người đi. Nam nhân này ngươi cũng bang, đây là ta biết tiểu ca sao, mập mạp một mặt oán khí. Ta nhìn thoáng qua Trương Cường, sau đó thở dài một cái. Kỳ thật ta nhất xoắn suýt không phải cái này. Đó là cái gì? Cái này sự tình chúng ta không tiếp, nhất định cũng có người khác tiếp, âm hành cũng không chỉ chúng ta một nhà, Trần Tiểu Hoa đã đủ đáng thương, ta không nghĩ nàng lại bị đánh cho hồn phi phách tán, chúng ta đi xem có thể hay không điểm thông nàng, sau đó đưa nàng an tâm lên đường, kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt, không muốn lại đụng tới loại này cặn bã nam. Ta cau mày lo lắng nói. Mập mạp vội vàng hướng ta dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Vẫn là tiểu ca nghĩ đến chu đáo. Cùng mập mạp thương lượng một phen về sau, chúng ta quyết định đón lấy Trương Cường cái này đơn sinh ý. Đương nhiên,
tức giận bất bình mập mạp khẳng định phải hung ác gõ hắn một bút, chúng ta không gõ, vậy hắn sớm muộn cũng phải cho Lâm Hiểu Mị cái này hồ ly tinh lừa sạch tiền tài. Huynh đệ, cái này quỷ đâu, chúng ta nhất định có thể cấp cho ngươi, vấn đề nhỏ, chỉ là giá tiền nha. Mập mạp không ngừng xoa xoa hai cái ngón tay, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Giá tiền thương lượng là được, chỉ cần đem Trần Tiểu Hoa triệt để đuổi đi không nên quấn quanh ta, bao nhiêu tiền ta đều cho. Trương Cường kiên định nói, để phòng vạn nhất, tốt nhất có thể đưa nàng đánh cho hồn phi phách tán, tan thành mây khói, cái này đàn bà thúi thật là hung ác, thế mà chết đều không buông tha ta, ta không cho nàng điểm lợi hại nhìn, nàng vẫn không rõ mình là cái kia dễ hành. Hắn cái này chơi liều, đem ta cùng mập mạp giật nảy mình, cái này nam nhân, đã không có thuốc chữa. Phải xiết, kia một hơi giá, 4 vạn, mập mạp sư tử há mồm nói. Chúng ta đều coi là Trương Cường sẽ cò kè mặc cả một chút, nhưng không nghĩ tới hắn cắn răng, thế mà vỗ bàn một cái, la lớn, thành. Ta cùng mập mạp hai mặt nhìn nhau, kém chút nói không ra lời, ta tại mập mạp trên mặt nhìn thấy hối hận thần sắc, giống như lại nói, bà mẹ ngươi chứ gấu à, sớm biết ta liền gõ hung ác điểm rồi. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại đã nhanh trời vừa rạng sáng, ngày mai ta còn phải đi học, sớm một chút đem sự tình lo liệu tốt nghỉ ngơi. Thu thập xong gia hỏa, ba lô trên lưng, sau đó phân phó Thi Ngôn xem trọng cửa hàng. Gia hỏa này toàn bộ hành trình đều không có tham gia chúng ta nói chuyện, mà là tại một bên lẳng lặng nhai lấy đồ ăn vặt, giống như đối với mấy cái này sự tình đều không quan tâm. Được rồi, người tại cửa hàng tại, lão bản ngươi nhóm yên tâm đi thôi. Nói xong liếm liếm ngón tay, một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Tạm biệt về sau, ta cùng mập mạp đi theo Trương Cường một đường đi vào chỗ ở của hắn. Hiện tại đã rất muộn, chỉ có một nhà đèn vẫn sáng, không cần phải nói, nhà kia khẳng định là Trương Cường. Đại sư, Trần Tiểu Hoa con kia nữ quỷ ngay tại phía trên, nhanh lên đi trừng trị nàng, ta lão bà còn bị nàng khống chế đâu, nhờ ngươi nhất định phải cứu ra nàng. Trương Cường nói, gia hỏa này đối hồ ly tinh kia thật đúng là thiết tha chân tình, ta cùng mập mạp cũng không thể nói gì hơn, dù sao chuyện nam nữ, ai thua ai cũng không cần ngồi tù. Đi thôi, tiểu ca. Muốn ta xung phong không? Ta thật là sẽ cùng quỷ đàm phán, hiện tại dùng cái này sự tình bên trên phù hợp. Mập mạp nói. Ta lắc đầu, ra hiệu hắn không cần phải gấp, Trần Tiểu Hoa oán khí cực lớn, mà lại là thắt cổ chết. Từ xưa đến nay, tự sát người oán khí là lớn nhất, bởi vì tự sát người hơn nửa là sinh hoạt không như ý. Sau khi chết sẽ có một hơi ngăn ở trong cổ họng ra không được, sau khi chết oán khí liền càng là vô cùng lớn. Trần Tiểu Hoa như thế yêu Trương Cường, kết quả lại bị phụ. Cái này miệng oán khí phải lớn đến bao nhiêu? Vậy chúng ta nên làm cái gì? Cũng không thể ba cái đại nam nhân đặt bực này đến hừng đông a. Mập mạp nói. Ta từ trong ba lô móc ra một lớn chồng hoàng phù, sau đó đưa cho Trương Cường cùng mập mạp, chờ xuống lên lầu, liền đem những này hoàng phù dán tại trên cửa. Một tòa lâu trụ không ít người, nếu như nàng đi ra ngoài bên trên người khác thân, đến lúc đó liền phiền phức. Ta đi vào, các ngươi ở bên ngoài dán phù, hiểu không? Ta đối hai người bọn họ nói. Mập mạp cùng Trương Cường tiếp nhận trong tay của ta hoàng phù về sau, dùng sức nhẹ gật đầu. Ba người chúng ta rón rén lên lầu, Trương Cường đem chúng ta đưa đến bọn hắn ở phòng, hắn dùng chìa khóa mở cửa về sau, cũng không dám tiến vào, rụt lại đầu liếc một cái về sau, chỉ bên trong, ra hiệu ta đi vào. Ta tay cầm đào mộc kiếm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào về sau, trở tay liền đóng cửa lại. Đợi lát nữa mập mạp bọn hắn trên cửa dán hoàng phù về sau, kia quỷ lại nghĩ phá cửa mà ra liền khó. Đi vào về sau, để ta cảm thấy có chút kỳ quái, trong phòng mặc dù có chút dâm mát, nhưng không có mảy may oán khí. Oán khí cái loại cảm giác này rất buồn bực, thật giống như làm cho không người nào có thể hô hấp đồng dạng, sau đó tâm tình sẽ thụ ảnh hưởng, người sẽ trở nên bực bội, nhưng cái nhà này lại không có chút nào oán khí. Chẳng lẽ Trần Tiểu Hoa quỷ hồn đi rồi? Vậy ta một chuyến tay không liền thiệt thòi lớn. Ta cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, nghe Trương Cường nói Lâm Hiểu Mị nằm tại trên ghế salon, ta vội vàng tìm kiếm lấy trong phòng ghế sofa. Đi đến phòng ghế sofa chỗ, ta không có trông thấy có nữ nhân nằm ở nơi đó, nhưng lại rất có nghề quần áo trên mặt đất lung tung đặt vào, những cái kia quần áo rất gợi cảm, váy ngắn trong suốt áo, cái này khiến ta không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Trương Cường phòng khách có chút lớn, thả ghế salon địa phương cũng không phải là phòng khách chính giữa, mà là tại phòng khách một cái góc, đúng vào lúc này, đột nhiên từ phòng khách một chỗ khác truyền đến mùi thơm của thức ăn, cái này khiến ta cảm thấy có chút kỳ quái, nơi nào đồ ăn.
là Lâm Hiểu Mị vẫn là Trần Tiểu Hoa. Ta tìm mùi thơm của thức ăn từng bước một tới gần, ở phòng khách một chỗ khác là phòng bếp bên cạnh đặt vào một tấm hình chữ nhật bàn ăn, trên bàn tất cả đều là mỹ vị nóng hổi đồ ăn, mà trên ghế ngồi một nữ nhân, nàng mặc ngắn tay quần dài, trên thân bọc một đầu tạp dề, nàng trông thấy ta về sau, thuần thục đem tạp dề cầm xuống dưới, sau đó đối ta cười một tiếng, Trương Cường đâu? Nữ nhân này cười lên nhìn rất đẹp, khuôn mặt tinh xảo, coi như nàng ngồi, cũng có thể nhìn ra được nàng dáng người nhu mì xinh đẹp, chẳng qua chỉ là thanh âm có chút không được tự nhiên, tựa như là không thuộc về thân thể này đồng dạng. Trần Tiểu Hoa, ta nhíu mày, đối nàng hỏi, còn tưởng rằng nàng bên trên Lâm Hiểu Mị sau lưng, quần áo đều không xuyên nữa nha, hiện tại nhìn nàng đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, ta lập tức nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nàng đã là quỷ. Nhưng Lâm Hiểu Mị vẫn còn sống, nếu như nhìn thân thể của nàng, Trương Cường không được cùng ta liều mạng. Ngươi là, nữ nhân cũng nhíu mày, một mặt nghi hoặc nhìn ta. Trách không được Trương Cường bị nữ nhân này mê phải thần hồn điên đảo, nàng liền cau mày dáng vẻ, cũng có thể làm cho tâm thần người dập dờn. Ta là Trương Cường mời đến đối phó ngươi, ta giơ lên đào mộc kiếm, đối mặt của nàng cửa. À, thật sao, Trần Tiểu Hoa biểu lộ có chút yêu thương. Còn có bí mật mang theo một tiểu hứa thất vọng, nhưng cho tới bây giờ, ta y nguyên không cảm giác được bất luận cái gì oán khí, nữ nhân này trước mắt thật sự là bị quỷ nhập vào người sao? Thân thể này bên trong quỷ, thật sự là thắt cổ mà chết Trần Tiểu Hoa sao? Trần Tiểu Hoa, người không muốn lại u mê không tỉnh ngộ, người cùng Trương Cường duyên phận đã hết, đã người đã chết rồi, cũng không cần lại đến dương gian dây dưa, trách thì trách người quá không thương tiếc sinh mệnh của mình. Ta hảo ngôn khuyên bảo. Hy vọng Trần Tiểu Hoa có thể tự mình ngộ ra, ta đồng tình nàng gặp phải, nhưng ta không thể dung túng nàng, chẳng qua sự tình đến trình độ này, chỉ bằng ta một câu, cũng không có khả năng hóa giải Trần Tiểu Hoa oán khí. Trần Tiểu Hoa cười cười, trên mặt thế mà mang theo lệ quang, nàng dùng chính là Lâm Hiểu Mị thân thể, loại này lê hoa đái vũ biểu lộ, rất là để người cảm thấy thương tiếc. Nếu như ta muốn hại hắn nhóm, hắn cũng không có khả năng đi được ra cái cửa này, ngươi nhìn hai người bọn họ không đều tốt sao. Trần Tiểu Hoa thản nhiên nói, ngữ khí rất bình thản, nhưng biểu lộ lại sóng cả mãnh liệt, cực hạn bi thương. Trần Tiểu Hoa nói cũng có đạo lý, nếu như nàng thật muốn hại Trương Cường, nàng như thế nào lại thả hắn rời đi cái nhà này, Trương Cường cũng sẽ không đem ta mời tới nơi này. Ta nhận lấy đào mộc kiếm, sau đó nghi ngờ hỏi, vậy ngươi, đến cùng muốn như thế nào? Trần Tiểu Hoa cúi đầu, ta đều đã chết rồi, còn có thể thế nào? Nếu biết mình đã chết, kia cần gì phải lại tìm trở về. Trần Tiểu Hoa cười khổ một cái, nhưng hôm nay, là đầu của ta bảy nha. Nàng sau khi nói xong, biểu lộ tràn đầy đắng chát. Đầu bảy, Trương Cường tiểu tử kia cũng không có bàn giao chuyện này, đầu bảy, quỷ hồn sẽ về nhà đi một chuyến, sau đó liền sẽ thấy mình muốn gặp nhất người kia một mặt, không nghĩ tới Trần Tiểu Hoa biến thành quỷ về sau, muốn gặp nhất người vẫn là Trương Cường. Chẳng qua coi như đầu bảy, cũng không thể đi lên cùng người dây dưa. Cái này âm dương hai giới, đều không hợp phép tắc. Ta không hận hắn, cũng không oán hắn, trách thì trách chúng ta duyên phận quá nhỏ bé, ta thắt cổ tự sát, không phải là bởi vì ta hận hắn, mà là thế giới của ta bên trong chỉ có một mình hắn, hắn đem ta đuổi đi, vậy ta liền cái gì cũng không có, ta chết cùng bất tử, cũng không có gì khác biệt. Trần Tiểu Hoa vừa nói, một bên chảy nước mắt, không xem qua nước mắt là màu đen, nhìn có chút làm người ta sợ hãi, ta vẫn cho là quỷ nước mắt là tinh hồng sắc. Lại không nghĩ rằng quỷ nước mắt thế mà là màu đen. Nữ nhân này thật sự là quá ngu, Trương Cường dạng này cặn bã nam, căn bản không đáng vì đó mất đi sinh mệnh. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta thở dài hỏi. Một cái bàn này đồ ăn, đều là hắn thích ăn, ta chỉ muốn trước khi đi, cùng hắn ăn cuối cùng một bữa cơm. Trần Tiểu Hoa tiếp tục nói, đại sư, làm phiền ngươi giúp ta đem Trương Cường kêu đến, ta đối với hắn không có ác ý. Ta do dự mấy giây sau, liền gật đầu, Trần Tiểu Hoa quá thảm, vô luận như thế nào, ta đều muốn tâm nguyện của nàng, dù cho tâm nguyện này ngốc đến đáng thương. Ta vừa đi ra cửa phòng, đột nhiên mập mạp liền hướng ta kiểm môn, khuôn mặt dán một tấm hoàng phù, sau đó hô to một tiếng, lớn mật nữ quỷ, bàn ra ở đây, còn không mau mau cút về nhận lấy cái chết. Trương Cường thì ở một bên run lẩy bẩy hô hào quỷ ra tới, quỷ ra tới. Quỷ đầu của ngươi, thấy rõ ràng điểm, là ta. Ta đem hoàng phù xé xuống, vung trên mặt đất, hành lang là đèn cảm ứng, nếu như không có thanh âm, liền sẽ diệt, hiện tại hành lang đen xì, bọn hắn lại sợ, tự nhiên thấy không rõ ta. Tiểu ca,
người thế nào ra tới, xong việc rồi. Mập mạp liền vội vàng hỏi, Trương Cường cũng đi theo hỏi, Thu Trần tiểu hoa kia ác quỷ à nha. Tâm can bảo bối của ta đâu, có sao không? Ta trợn nhìn Trương Cường liếc mắt, sau đó cùng hắn nói, muốn biết nàng có sao không liền cùng ta vào đi. Còn lại lời nói ta cũng không có nhiều lời, một người trực tiếp vào phòng. Phía sau mập mạp cùng Trương Cường do dự một hồi, rất nhanh cũng theo sau, Trương Cường trông thấy Lâm Hiểu Mị ngồi tại trên bàn cơm, hưng phấn cùng đứa bé giống như, vội vàng nghĩ lên trước ôm lấy nàng, nhưng lập tức lại ngừng lại, không đúng, Hiểu Mị, người căn bản sẽ không làm đồ ăn, một cái bàn này đồ ăn là ai làm? Cường tử, là ta. Lâm Hiểu Mị mở miệng nói ra, nhưng cũng có thể thanh âm là Trần Tiểu Hoa, đem Trương Cường dọa đến sắc mặt tái xanh, vội vàng trốn ở phía sau của ta ấp úng nói, đại sư, nàng làm sao còn tại Hiểu Mị trên thân không đi? Ngươi nhanh chừng trị nàng, không phải một phân tiền cũng không cho ngươi. Cường tử, ngươi không cần sợ, ta không nghĩ tới muốn hại ngươi, chỉ muốn cùng ngươi vô cùng đơn giản ăn một bữa cơm, sau đó liền đi. Trần Tiểu Hoa cúi đầu, ngữ khí có chút bi thương. Trương Cường đối Trần Tiểu Hoa quỷ hồn từ đầu đến cuối ôm lấy cảnh giác, thậm chí có chút sợ hãi, hắn y nguyên trốn ở đằng sau ta mắng, Trần Tiểu Hoa, thức thời ngươi đi nhanh lên, không phải đại sư liền đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán, đến lúc đó đừng oán ta không niệm ngày xưa vợ chồng tình cảm. Ta nghe hắn lời này, lập tức có chút nổi trận lôi đình, liền vội vàng đem hắn từ phía sau nắm chặt ra tới, nếu như nàng muốn hại ngươi, vừa rồi ngươi liền không khả năng chạy ra gian phòng này, vợ chồng một trận. Hôm nay lại là đầu nàng bảy, ngươi liền cùng với nàng ăn cái này bỗng nhiên giải thể cơm, nếu như nàng còn dám dây dưa ngươi, ta tuyệt không nhân từ nương tay. Trương Cường nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi nhìn chằm chằm Trần Tiểu Hoa nhìn, ta. Ta cũng không dám cùng quỷ ăn cơm, ngươi vẫn là gọi nàng đi thôi, đã đều chết rồi, làm gì quấn lấy ta không thả, coi như ta Trương Cường xin lỗi nàng đi. Trần Tiểu Hoa nghe câu nói này, mặt xám như cho, trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng biểu lộ. Ta thực sự nhìn không được, liền lặng lẽ hù dọa hắn nói ngươi không được tâm nguyện của nàng, nàng nếu là khởi sướng giận đến, chờ xuống tâm can bảo bối của ngươi có cái gì sơ suất, ta cũng không chịu trách nhiệm, ngươi liền từ từ nhắm hai mắt ăn, ta ở phía sau nhìn xem ngươi, không có việc gì. Tại ta vừa đấm vừa xoa dưới, Trương Cường mới hơi để một bước, hắn sợ hãi rụt rè đối Trần Tiểu Hoa nói, ăn xong ngươi liền đi, sau đó mau chóng rời đi Hiểu Mị thân thể. Trần Tiểu Hoa nhẹ gật đầu. Khóe miệng nở một nụ cười, khổ liền khổ ta, cái này khổ tình ý thực sự rất khó chịu, Trần Tiểu Hoa chính là cái nữ nhân ngu ngốc, ai, mọi loại đều là mệnh a. Trần Tiểu Hoa đáp ứng về sau, Trương Cường mới ngồi xuống, chẳng qua hắn không dám cùng Trần Tiểu Hoa đối mặt, mặc dù dùng chính là Lâm Hiểu Mị thân thể, nhưng thanh âm lại là Trần Tiểu Hoa, đây đối với Trương Cường đến nói, đã là sợ hãi, lại là tra tấn, hắn sẽ thỉnh thoảng quay đầu nhìn ta, lo lắng ta không tại. Tính mạng của hắn liền không người cam đoan. Cường tử, ngươi không cần phải sợ, ta biết ngươi thích nữ nhân này, cho nên bên trên nữ nhân này thân cùng ngươi ăn cơm, ta kia âm trầm trầm hoàng kiểm bà hình tượng, liền không ra hù dọa ngươi. Trần Tiểu Hoa nói. Trương Cường không trả lời, cầm lấy đũa liền dúi đầu vào trong chén, sau đó không ngừng đào cơm, cũng không dám nhìn đối diện Trần Tiểu Hoa liếc mắt. Cường tử, những cái này đồ ăn đều là ngươi thích ăn nhất, ta cố ý chuẩn bị cho ngươi. Còn có cái này canh rất bổ, thân thể ngươi không tốt, muốn bao nhiêu húp chút nước. Trần Tiểu Hoa vừa nói, một bên cho Trương Cường thỉnh canh, nhưng Trương Cường cũng không dám đưa tay đón, ngược lại là mập mạp tiếp tới uống cái úp sấp, còn liếm liếm đầu lưỡi dư vị vô cùng, chậc chậc chậc, cái này ô canh gà bổ. Ta vội vàng đạp hắn một chân, người ta ăn cơm mắc mớ gì tới hắn, thèm ăn liền nghĩ mù lẫn vào, chẳng qua nhìn xem những cái kia thơm nức đồ ăn, ta cũng có chút chảy nước miếng. Trần Tiểu Hoa thật đúng là cái hiếm có tốt nàng dâu, đáng tiếc Trương Cường không hiểu được chân quý, thật sự là đồ đần một cái. Trần Tiểu Hoa cũng không có so đo, khả năng ngược lại muốn cảm tạ mập mạp, để nàng làm dịu một chút xấu hổ. Về sau, Trần Tiểu Hoa không còn có nói chuyện qua, dưng dưng cùng Trương Cường ăn xong bữa cơm này. Cơm cũng ăn xong, ngươi có thể đi rồi sao? Trương Cường ấp úng nói. Trần Tiểu Hoa nhẹ gật đầu, sau đó nói câu, chiếu cố tốt mình. Còn có chúng ta hài tử. Vừa dứt lời, đột nhiên một đạo hắc ảnh liền từ Lâm Hiểu Mị trong thân thể bay ra ngoài, sau đó chui vào cửa sổ chỗ không gặp, Lâm Hiểu Mị thân thể tùy theo đổ xuống, nhiệt độ trong phòng cũng bắt đầu chậm rãi tăng trở lại, sau đó khôi phục bình thường, còn tưởng rằng sẽ ác chiến một trận, kết cục này là ta vạn vạn không nghĩ tới. Nàng đi không? Trương Cường đối ta hỏi,
chờ ta nhẹ gật đầu, Trương Cường mới vọt tới đem Lâm Hiểu Mị ôm đến trên ghế salon. Một lát sau, Lâm Hiểu Mị mới tỉnh lại, nàng vịn cái trán hô, mẹ nó, đầu của ta vì cái gì như thế đau nhức, có phải là uống nhiều rượu, vẫn là có người đánh ta. Thanh âm rất nhẵn mịn, nhưng ngôn ngữ lại cực kỳ thô lỗ. Bảo bối, ngươi không uống rượu, vừa mới là cái kia xú bà nương quỷ hồn lại tới làm ngươi. Trương Cường vội vàng giải thích nói. Lời này đem Lâm Hiểu Mị dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi, a, quỷ, quỷ ở đâu? Bảo bối, đừng sợ, đi, ta mời người đến đem nàng đuổi đi. Trương Cường ôm chặt lấy nàng, nhưng Lâm Hiểu Mị lại ra sức tránh thoát hướng hắn hung hăng chùy một quyền, đều tại ngươi, đều cưới cái dạng gì nữ nhân, chết cũng không chịu đi, ngươi thế nào như thế xuẩn, loại nữ nhân này, thi thể đều hẳn là cầm cho chó ăn. Nữ nhân này nói chuyện thực sự quá phận, mập mạp nhịn không được dọa nàng một câu. Nói chuyện tích điểm đức, cẩn thận nàng quỷ hồn lại trở về làm ngươi. Mập mạp thật là có điểm có tác dụng, dọa đến nàng núp ở trên ghế salon, không còn dám chửi mắng, chỉ là sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, sau đó dùng không hữu hảo ánh mắt đánh giá chúng ta. Bọn hắn là ta mời tới đại sư, là bọn hắn giúp ta giải quyết cái kia xú bà nương. Trương Cường vội vàng giải thích nói. Hừ, hóa ra là hai cái đạo sĩ thúi, được rồi, chẳng thèm cùng bọn họ chào hỏi. Thân thể của ta làm sao như thế bẩn, ta trước đi tắm đi, ta sau khi ra ngoài cũng không muốn gặp lại bọn hắn. Lâm Hiểu Mị đối chúng ta một bộ chán ghét biểu lộ, sau đó đứng dậy đi phòng vệ sinh. Trương Cường đối với chúng ta lúng túng cười một tiếng, hai vị đại sư, ngượng ngùng nàng liền cái này tính tình, hy vọng các ngươi thứ lỗi, vậy liền mời hai vị. Trương Cường đối với chúng ta làm một cái mời đi thủ thế. Lúc đầu chúng ta cũng không nghĩ lưu, không cần mời chúng ta cũng sẽ mình đi. Nhưng tiền còn chưa thu được, mập mạp vội vàng hướng hắn nói, Trương lão bản, đừng có gấp đuổi chúng ta đi a, tiền còn không có cho đâu. Trương Cường nhíu mày, thần sắc giống như có chút không đúng, hắn ấp úng nói ta cho các ngươi chuyển 2 vạn đi. 2 vạn, mập mạp kém chút cái cằm đều muốn chấn kinh, đại ca, không phải đã nói 4 vạn sao? Chúng ta làm ăn liền giảng cái tin chữ, người dạng này đổi ý không thể được. Mập mạp lúc này khả năng đem hối hận phát điên. Trước kia đều là trước thu một nửa tiền đặt cọc, lần này vội vàng, có thể là quên thu, không nghĩ tới thế mà gặp được cái đổi ý. Trương Cường vội vàng giải thích nói là tốt 4 vạn, nhưng các ngươi tới cũng không có làm cái gì, nhiều nhất tính cho ta tráng một chút gan, cho 2 vạn cũng không tệ, nhanh, chờ xuống Hiểu Mị ra tới, cái này 2 vạn đoán chừng đều không có. Mập mạp nghe xong liền gấp, hắn săn tay áo, dự định cùng Trương Cường đại xảo một trận, nhưng ta kịp thời kéo hắn lại. Sau đó cho hắn một cái ánh mắt, ra hiệu cái này sự tình cứ như vậy được rồi. Mập mạp mặc dù mọi loại không nguyện ý, nhưng ta hắn vẫn là sẽ nghe, hắn uất ức lấy ra điện thoại di động, sau đó Trương Cường cho hắn đánh 2 vạn, hai chúng ta không nói gì nữa, trực tiếp liền xuống lầu. Xuống lầu dưới về sau, mập mạp một quyền liền đánh vào trên tường, tiểu ca, tiểu tử này quá không có giữ chữ tín, làm sao không để ta giáo huấn hắn một chút. Ta lắc đầu. Cái này sự tình nếu như hai người náo lên, chúng ta khẳng định không có chỗ tốt, giải quyết không được hắn có thể sẽ báo cảnh, đây đối với chúng ta đến nói phi thường bất lợi, mà lại hắn cái kia tình nhân Lâm Hiểu Mị cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, đêm nay sự tình coi như thuận lợi, cũng không tiêu tốn bao nhiêu công phu, cái này sự tình coi như xong đi. Mập mạp nghĩ nghĩ, cảm thấy lời ta nói có đạo lý, hắn thở dài một hơi, đi theo ta về cửa hàng. Trương Cường cái này sự tình xem như có kinh sợ nhưng không nguy hiểm. Mặc dù thua tiền ít, nhưng cũng không phải đặc biệt thua thiệt, ta còn tưởng rằng cái này sự tình cứ như thế trôi qua, thẳng đến không sai biệt lắm mấy tháng về sau, ta lần nữa gặp Trương Cường. Thời điểm đó Trương Cường miệng thanh môi trắng, sắc mặt cực kém, người gầy rất nhiều, nhìn qua giống như bị bệnh đồng dạng, hắn ngay tại cách ta cửa hàng con đường này chỗ không xa làm tiểu phiến. Ta cùng mập mạp trải qua thời điểm, liếc mắt liền nhận ra hắn đến, hắn phản ứng cũng nhanh, trông thấy chúng ta về sau. Đối với chúng ta cười khổ một cái, rất rõ ràng cũng nhớ kỹ chúng ta. Mập mạp cho hắn đưa một điếu thuốc, sau đó giúp hắn điểm, Trương Cường, người không phải ở trong xưởng làm chủ quản sao. Còn có cái như hoa như ngọc lão bà đâu, thế nào chạy tới đây làm tiểu phiến, cái này không dễ lăn lộn, giữ trật tự đô thị thường xuyên đến quét. Trương Cường hít vài hơi về sau, họ đến phổi đều nhanh phun ra, bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn đành phải lưu luyến không rời cầm trong tay khói ném đi. Rất rõ ràng, thân thể của hắn ra mau bệnh. Không có cách, chủ quản chức vị không gánh nổi, thân thể lại không tốt, rốt cuộc không đánh nổi xưởng công,
chỉ có thể qua tới nơi này làm tiểu phiến, thân thể ta dạng này, những cái kia giữ trật tự đô thị cũng không dám làm gì ta, vạn nhất ta có cái gì không hay xảy ra, bọn hắn đoán chừng không thường nổi. Trương Cường cười khổ nói, biểu lộ có chút cô đơn. Ta có chút không hiểu, liền vội vàng hỏi, đến cùng chuyện ra sao a? Thật tốt chủ quản làm sao liền không có, mà lại trạng huống thân thể của ngươi nhìn không lạc quan a, ngươi kia như hoa như ngọc thê tử đâu? Trương Cường thở dài, đừng đề cập cái kia tao bà nương, vừa nhắc tới ta liền một mồi lửa. Đến cùng tình huống gì, cùng chúng ta nói một chút chứ sao? Mập mạp lại đưa cho hắn một điếu thuốc, sợ hắn nói đến khó chịu, rút một chi tương đối tốt, nhưng hắn nhìn thoáng qua, không dám tiếp. Trương Cường cự tuyệt mập mạp khói về sau, liền theo chúng ta nói một lần hắn về sau gặp phải. Trần Tiểu Hoa quỷ hồn sau khi đi, quả thật không tiếp tục tới cuốn lấy bọn hắn, nhà máy bên trong những cái kia hiện tượng quỷ dị cũng biến mất, Trương Cường khi đó trong lòng tảng đá lớn mới hoàn toàn rơi xuống. Về sau hắn coi là liền có thể cùng Lâm Hiểu Mị vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, cấp trên lại còn nói hắn tác phong có vấn đề, phái người tới điều tra hắn. Dọa đến Trương Cường vội vàng lại tặng lễ lại đưa tiền, nhưng cứ việc dạng này, y nguyên không gánh nổi vị trí của hắn, cấp trên nói hắn tác phong có vấn đề, cùng nữ thuộc hạ lêu lổng, bức tử thê tử, lập tức đem hắn chức cho hàng, một lần nữa làm về phổ thông xưởng nhân viên. Lâm Hiểu Mị cũng không phải cái gì cô gái tốt, trông thấy Trương Cường dạng này, vội vàng đem hắn cho vung, không có mấy ngày liền dựng vào trong xưởng một cái khác cao quản, tức giận đến Trương Cường kém chút hộc máu. Trương Cường thân thể ban đầu liền kém, nhận biết Lâm Hiểu Mị về sau, ngày làm đêm làm, tố chất thân thể càng thêm không được, trước kia làm chủ quản ngồi động động miệng, vấn đề cũng không lớn, hiện tại muốn từ tầng dưới chót một lần nữa làm lên, vất vả có thể nghĩ, tăng thêm Lâm Hiểu Mị cùng người khác chạy đả kích, Trương Cường lập tức liền sụp đổ mất, rất nhanh hắn liền bệnh cũ tái phát. Đáng hận hơn chính là, Lâm Hiểu Mị đã sớm lưu lại một tay, đem Trương Cường thích xúc tất cả đều cuốn đi, rơi vào đường cùng. Trương Cường đành phải đem chiếc xe bán thành tiền đến chữa bệnh, nhưng bán xe tiền cũng căn bản không đủ chữa bệnh, về sau hắn dứt khoát liền bất trị, liền làm chờ chết, ra tới làm cái tiểu phiến giải quyết hạ ấm no, nếu như ngày nào bệnh phát tác, liền bạo chết đầu đường là xong. Sau khi nói xong, Trương Cường mắt đã đỏ một vòng, đều tại ta, là ta thân sinh đem gia đình của mình cho hủy, hủy chính ta, cũng hủy Tiểu Hoa, ta hiện tại nhất không bỏ xuống được chính là ta kia còn tuổi nhỏ nhi tử, ô ô. Nói, Trương Cường liền khóc giống lên, người chung quanh đều hướng chúng ta đưa tới ánh mắt khác thường, tựa như là chúng ta đối với hắn làm chuyện gì xấu đồng dạng. Được rồi, đại nam nhân khóc cái gì, cái này giữa ban ngày, vẫn là trên đường, người e lệ không xấu hổ. Mập mạp một chút cũng không có đồng tình, ngược lại có chút muốn cười, vẫn cố nén. Ta càng thêm sẽ không cùng tình hắn, loại người này coi như trôi qua lại thảm, cũng không đáng phải ta đồng tình. Hết thảy tất cả, đều là chính hắn gieo gió gặt bão. Nhìn hắn khóc bù lu bù loa, hai chúng ta cũng thực sự không dám tiếp tục chờ đợi, sợ người khác cho là chúng ta đối với hắn đã làm gì, đưa cho hắn một tờ giấy về sau, vội vàng cáo từ rời đi. Ngay tại chúng ta đi đại khái mấy chục bước về sau, đột nhiên liền nghe được đằng sau truyền đến tiếng thét chói tai, chúng ta nhìn lại, phát hiện Trương Cường nằm tại trên đường cái, toàn thân đều là máu, mắt của hắn chừng phải so trâu lớn. Thân thể nhưng không có phản ứng, tứ chi có chút vặn vẹo, giống như bị đâm đến không nhẹ. Lúc này, trên xe đi xuống một đôi nam nữ, nữ vội vàng oán giận nói, ngươi lái xe làm sao không có mắt, còn mở nhanh như vậy, hiện tại tốt, đụng vào, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Không, chuyện không liên quan đến ta, là chính hắn đột nhiên xông ra ven đường, thật chuyện không liên quan đến ta. Nam cũng hoảng, lời nói đều có chút nói không rõ. Trên trán tất cả đều là mồ hôi, nhìn xem Trương Cường thi thể sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên, kia nữ nói, thưa dịp hiện tại không có nhiều người trông thấy, chúng ta đi nhanh lên đi. Nam sợ hãi lắc đầu, không được, đây không phải gây chuyện bỏ trốn sao. Cái này không tốt. Có cái gì không tốt, nếu ngươi không đi liền đến không kịp, đi nhanh lên. Nói xong nữ nhân lại một đầu đâm vào trong xe. Nam nhân sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó lại liếc mắt nhìn Trương Cường, tiếp lấy quyết tâm liều mạng, cũng một đầu đâm vào trong xe. Nhất một màn kinh khủng xuất hiện, ta cùng mập mạp ý thức được thời điểm, muốn ngăn cản đã tới không kịp. Nam nhân kia sau khi lên xe, gần như không mang do dự, không cần suy nghĩ trực tiếp từ Trương Cường trên thân thể ép quá khứ, ta cùng mập mạp rõ ràng trông thấy, chiếc xe kia đi qua sau,
Trương Cường ruột đều ép ra ngoài, có còn rớt xuống, dính trên mặt đất, tình cảnh lại buồn nôn lại huyết tinh, người đi đường dọa đến hét lên, chẳng qua bây giờ còn không có tụ tập người nào, một hồi rất nhanh chung quanh liền chen lấn chật như nêm cối, tất cả mọi người lấy ra điện thoại di động vỗ vỗ đập. Ta cùng mập mạp báo cảnh sát về sau, liền cùng cảnh sát thúc thúc miêu tả một chút cảnh tượng lúc đó, sau đó nói người gây ra hỏa hình dạng đặc thù, chẳng qua khi đó tình cảnh quá rung động, bảng số xe ta không có ghi nhớ. Giao phó xong về sau, ta liền cùng mập mạp trực tiếp rời đi hiện trường, không nghĩ tới Trương Cường nghĩ như vậy không ra, thế mà lựa chọn tự sát, kết cục của hắn là ta vạn vạn không nghĩ tới. Người sống, có lẽ thật muốn bao nhiêu tích điểm đức, càng cần thiết phải chú ý chính là, muốn chân quý hiện tại, dụ hoặc rất nhiều, giữ vững mình có lẽ cũng không đơn giản, nhưng đây chính là sinh hoạt. Ngươi cho sinh hoạt cái gì, sinh hoạt liền sẽ bồi thường ngươi cái gì. Những sự tình này đều là nói sau. Đại khái thời gian hẳn là mấy tháng về sau, lại cụ thể liền quên. Đêm hôm đó, ta cùng mập mạp rời đi Trương Cường nhà liền trở lại cửa hàng, bởi vì đã rạng sáng, ta cũng không trở về trường học, trực tiếp trên mặt đất ngả ra đất nghỉ. Từ khi thi ngôn đến về sau, mập mạp liền không tại cái này gác đêm, hắn về nhà thiếp đi, trước khi đi còn đối hai chúng ta cười tà, các ngươi cô nam quả nữ, củi khô lửa bốc, ban đêm chú ý an toàn a, đừng đến lúc đó cho ta làm xảy ra chuyện gì đến. Cái này có thể sẽ ảnh hưởng tiệm chúng ta thanh danh, ngươi nhìn kia Trương Cường, chính là cùng nữ thuộc hạ làm loạn. Lão bà đều lên sâu, ai ai ai, các ngươi làm gì, chờ một chút tiểu ca, ngươi đi lấy đao làm gì. Mập mạp vừa nói, một bên đào mệnh giống như chạy ra cửa hàng. Trương Cường cái này sự tình xem như kết thúc, mặc dù hắn thoải mái chúng ta hẹn, tiền chỉ cấp một nửa, khả năng cũng ra ngoài áy náy, cho nên hắn hôm sau lại giới thiệu cho chúng ta một đơn sinh ý. Xem như cho chúng ta đền bù. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta liền rời giường về trường học, thứ nhất tiết chính là chủ nhiệm lớp khóa, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, hôm nay nên phát bài thi, chủ nhiệm lớp chính là biến thái như vậy, hôm nay cuộc thi, ngày mai là có thể đem bài thi phê ra tới, ta nhất chịu phục chính là điểm này, cứ việc nàng lại thế nào hung, dạng này chuyên nghiệp tinh thần, không ai có thể đen. Trương Tiểu Mạn dường như định liệu trước, nàng nhìn xem ta bộ dáng đều là vênh váo tự đắc, giống như tại nói với ta nói chịu chết đi. Ta cũng không chút nào chịu thua chừng mắt nàng nhìn, dù sao ta mời con kia thế nhưng là học thần cấp bậc nhân vật, nếu như không có gì ngoài ý muốn, phần thắng cũng không nhỏ. Chúng ta bộ dáng này lại đem Lâm Tuyết cho nhìn cười, nói chúng ta giống hai con gà trống, tùy thời muốn chuẩn bị bắt đầu lẫn nhau mổ, nàng không biết đánh cược của chúng ta, tự nhiên không biết chúng ta tâm tình lúc này. Một lát sau, chủ nhiệm lớp cầm trong tay một chồng bài thi từ ngoài cửa đi tới tiến đến, ta tâm lập tức bị nâng lên cổ họng, thật muốn phát quyền. Nói không giả là giả, dù sao ta cùng Trương Tiểu Mạn khác biệt, nàng chính là mình chân thực lực, mà ta lại là đầu cơ trục lợi, rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, hiện tại chỉ có thể dựa vào ông trời phù hộ. Chủ nhiệm lớp đem bài thi đặt ở trên bục giảng, sau đó hô một câu, hiện tại bắt đầu phát quyền, thất bại cho ta cẩn thận một chút. Nghỉ nhớ kỹ đến phòng làm việc của ta chịu đòn nhận tội. Sau khi nói xong, liền bắt đầu phát bài thi, ta cùng Trương Tiểu Mạn lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, hai người thần sắc đều lập tức khẩn trương lên. Rất nhanh, chủ nhiệm lớp liền niệm đến Trương Tiểu Mạn danh tự, từ chủ nhiệm lớp trong tươi cười, ta có thể đoán được, Trương Tiểu Mạn lần này lại thi tương đương hài lòng. Trương Tiểu Mạn, 97 phân, mọi người về sau phải nhiều hơn hướng Tiểu Mạn học tập, dùng nhiều công đọc sách, biết sao. Chủ nhiệm lớp tuét miệng nói, sau đó, tự nhiên Trương Tiểu Mạn tại mọi người sùng bái ánh mắt dưới, nhẹ nhàng tiếp nhận bài thi, sau đó cao ngạo xoay người rời đi, trở lại chỗ ngồi thời điểm, nàng còn khiêu khích nhìn ta liếc mắt, ý là ngươi chết chắc. Nghe thấy Trương Tiểu Mạn 97 phân, ta cả người đều không bình tĩnh, đây cơ hồ đều ổn đứng toàn lớp thứ nhất, ta còn có cơ hội không? Tưởng tượng một chút mình quang thân lõa chạy thao trường tràng cảnh, ta bắt đầu hối hận lúc trước mình quá xúc động, đánh cược này sao có thể hạ? Bài thi cũng không phải là theo xếp hạng tuần tự phát, cho nên thắng bại cũng không nhất định, chỉ là trở nên rất xa vời mà thôi, ủ rũ xong trong lòng ta lại hơi dâng lên một chút xíu hy vọng. Dày vò chính là, gần như tất cả mọi người phát xong, còn không có đến phiên ta, hiện tại ta trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi, khẩn trương đến tay chân đều có chút rất nhỏ rút gân. Đúng vào lúc này, đột nhiên chủ nhiệm lớp niệm đến tên của ta, mà ta, là cuối cùng một tờ bài thi, lòng ta lập tức liền nâng lên cổ họng. Thắng bại, liền trong nháy mắt. Lâm Nguyên, chủ nhiệm lớp hô một cuống họng, sau đó dừng một chút, 98 phân, toàn lớp đệ nhất.
Chủ nhiệm lớp hô lên câu nói đầu tiên, toàn lớp đều xôi trào, ánh mắt xoát xoát hướng ta bên này nhìn, có hoài nghi, có ao ước, có sùng bái, toàn lớp mang theo đủ loại cảm xúc nhìn về phía ta. Rất khiến người ngoài ý, nhưng Lâm Nguyên lần này xác thực kiểm tra toàn lớp thứ nhất, trả giá liền có cố gắng, nói rõ hắn khoảng thời gian này rất cố gắng đi dụng công đọc sách, mọi người muốn hướng hắn học tập, biết sao. Chủ nhiệm lớp sau khi nói xong, mọi người thế mà tuôn ra như sấm tiếng vỗ tay, đồng thời toàn diện nhìn về phía ta. Ta mang tâm tình kích động thu hồi bài thi, hiện tại mình tay còn cùng hội chứng Parkinson đồng dạng, không ngừng run đến run đi, ta thắng. Thắng hiểm một điểm. Quả nhiên học thần chính là học thần, nhưng nếu như bọn hắn cùng niên cấp, Trương Tiểu Mạn có lẽ sẽ không thua, chẳng qua trên thế giới lại lấy ở đâu nhiều như vậy nếu như. Có lẽ rất nhiều người sẽ hỏi, vì cái gì không có người hoài nghi ta gian lận. Nguyên nhân rất đơn giản, gian lận phân hai loại, một loại chỉ dùng của mình tài liệu hoặc là tại trên sách học gian lận, nói trắng ra chính là lợi dụng công cụ, bình thường loại này gian lận phương thức, muốn tại Anh ngữ bài thi bên trên cầm điểm cao cơ bản không có khả năng. Loại thứ hai gian lận phương thức chính là chép người khác, loại phương thức này cũng có một cái đặc điểm, chính là ngươi rất khó so chép người kia điểm cao, mặc dù cũng có tình huống đặc biệt, nhưng hoàn toàn chính xác có rất ít, ta một cái toàn lớp thứ nhất, ta có thể chép ai. Cho nên tự nhiên không ai sẽ hoài nghi ta gian lận, bao quát Trương Tiểu Mạn. Tan học về sau, ta vốn là muốn tùy tiện trêu chọc một chút Trương Tiểu Mạn, sau đó cái này sự tình thì thôi, dù sao thành tích của ta cũng không phải là của mình. Chờ lần sau chính ta cùng với nàng so sánh, lại tính sổ sách cũng không muộn. Nhưng Trương Tiểu Mạn thế mà sớm liền trượt, liền nàng bóng người đều không thấy được, cái này xấu bụng nữ quả nhiên tinh linh, biết ta khẳng định sẽ đi nói móc nàng, lập tức trước thời gian liền chuồn đi. Ngược lại là Lâm Tuyết quấn lên ta, gọi ta giúp nàng học bù Anh ngữ, lần này nàng kiểm tra toàn lớp thứ ba, cảm giác đặc biệt thật mất mặt, bởi vì nàng thế nhưng là lớp Anh ngữ đại biểu, nhưng ta cái này nửa vời, ta lấy cái gì dạy hắn. Thế là vội vàng kiếm cớ chuồn đi, tức giận đến nàng tại chỗ thẳng dậm chân, ta còn loáng thoáng nghe được nàng mắng một câu đồ đần. Khác nam đồng học đều hướng ta quăng tới ánh mắt kỳ quái, mỹ nữ chân dài tự động đưa tới cửa thế mà đều không cần, bọn hắn bắt đầu hoài nghi ta có phải là cái gay, thậm chí có một loại muốn thay thế ta ra chiến trường cảm giác, nhưng Lâm Tuyết ai cũng nhìn không thuận mắt, một cái ánh mắt lạnh lùng làm cho tất cả mọi người đều ăn bế môn canh. Rời phòng học về sau, ta mới hơi thở phào. Sợ Lâm Tuyết đuổi theo, vậy ta ở trước mặt nàng xác định vững chắc lộ tẩy, xem ra sau này muốn cuồng bổ Anh ngữ mới được. Ta đang chuẩn bị đi về ký túc xá học tập một chút tá thi hoàn hồn, đột nhiên điện thoại di động trong túi liền vang lên, ta nhận xem xét, là Mập Mạp điện báo. Ta tò mò hỏi, Mập Mạp, tìm ta có chuyện gì? Mập Mạp tại đầu kia tràn đầy phấn khởi hô, tiểu ca, tranh thủ thời gian trở về, lại có sinh ý đến. Ta ừ một tiếng. Sau đó đem điện thoại một quan, liền cơm trưa cũng chưa ăn trực tiếp cưỡi lên mình phá xe đạp tiến về cửa hàng. Đi vào trong tiệm về sau, ta nhìn thấy một người trung niên nam tử dẫn theo cặp công văn ngồi tại trên ghế salon, Mập Mạp chính đặt kia cùng hắn khoác lác, Thi Ngôn đập lấy hạt dưa câu được câu không cắm lời nói. Mập Mạp thấy ta đến về sau, vội vàng hô, Trấn Điếm Chi bảo đến, nhanh, khách nhân đến một hồi lâu rồi. Ngượng ngùng có chút việc tới chậm. Ta cũng không có dám nói mình vừa mới lên xong khóa, không phải sẽ cho người khác lưu lại miệng còn hôi sữa ấn tượng, có câu nói rất hay, ngoài miệng không có lông, làm việc không vững. Người trung niên kia cũng không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, ta là Trương Cường giới thiệu đến, cùng hắn một cái xưởng, ta là trong xưởng người phụ trách. Trương Cường gia hỏa này xem như còn có chút nghĩa khí, tiền không cho đủ biết giới thiệu khách nhân. Mập Mạp lẩm bẩm một câu, kia vị tiên sinh này. Xin hỏi ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Ta ngồi xuống, chậm rãi hỏi. Ta gọi Lý Hiểu, hiện tại là xưởng này người tổng phụ trách, trong xưởng một mực có náo qua quỷ, làm qua mấy trận pháp sự, cũng đi tìm thật nhiều cái đại sư nhìn qua, chính là không thấy hiệu quả. Lý Hiểu lắc đầu, một mặt tuyệt vọng. Trong xưởng lại nháo quỷ à nha, có phải hay không là lần trước chúng ta đưa tiễn cái kia Trương Cường thê tử? Mập Mạp hỏi. Lý Hiểu lắc đầu, không là, là một cái khác nhà máy. Cái kia xưởng hết thảy có 8 cái nhà máy, nháo quỷ không phải Trương Cường kia một gian, hiện tại cũng vứt bỏ một mực không dám lại dùng, thật sự nếu không giải quyết, xưởng này khôi phục không được muốn kiếm ít rất nhiều tiền, cuối năm không có cách nào đuổi theo đầu bàn giao, nhưng cái đồ chơi này vượt qua phạm vi năng lực của ta, mời đại sư cũng làm không tốt, tiền lại hoa, thực sự có chút đau đầu. Thi Ngôn phun ra vỏ hạt dưa ha ha cười nói, đại thúc,
ta nhìn ngươi 8-9 phần 10 mời thần côn, a, à, liền cùng ngươi trước mắt cái tên mập mạp này đồng dạng. Đi đi đi, mập mạp trợn nhìn Thi Ngôn liếc mắt, liền vội vàng đem nàng đuổi ra ngoài. Lý tiên sinh, cụ thể là cái tình huống như thế nào, có thể hay không cho chúng ta giảng một chút? Ta yếu ớt mà hỏi. Lý Hiểu nhẹ gật đầu, sau đó cho chúng ta giảng trong xưởng phát sinh cái này sự kiện quỷ dị. Lý Hiểu làm xưởng này người tổng phụ trách đã nhiều năm rồi, cái này 8 cái nhà máy cũng một mực thật tốt, chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, quanh năm suốt tháng đều kiếm không ít tiền. Về sau có một lần, một cái công nhân thao tác không thích đáng, tay bị máy móc quấy đi vào, toàn bộ tay đều bị quấy đoạn mất, may mắn đưa viện kịp thời, mới nhặt về một đầu mạng nhỏ, nhưng tay lại từ này không có. Xảy ra ngoài ý muốn về sau, trong xưởng bồi một khoản tiền cho hắn, tăng thêm công ty bảo hiểm bồi tiền, cũng đủ cái này công nhân tiêu xài rất nhiều năm, đôi bên không có dị nghị, chuyện này coi như lắng lại. Lại về sau, cái kia xưởng phát sinh một trận hỏa hoạn, hỏa tướng nhà máy thiêu đến rách mướp, may mà chính là, không có chết người, kinh điều tra, chẳng qua là một trận ngoài ý muốn. Nhà máy đốt cũng không tính lớn vấn đề, không có chết người liền tốt, nhiều nhất tiêu ít tiền một lần nữa xây qua, lại mua về mấy máy, nhà máy lại có thể một lần nữa vận hành. Ngay tại Lý Hiểu chuẩn bị xây dựng lại nhà máy thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện một kiện đặc biệt chuyện quỷ dị, cái kia đã bị thiêu đến rách mướp thậm chí vứt bỏ một đoạn thời gian nhà máy, thế mà thường xuyên nghe được bên trong truyền ra quỷ dị tiếng bước chân, ban ngày rất ít xuất hiện loại tình huống này, lúc buổi tối hắn thường xuyên nghe thấy. Như loại này nhà máy, người bình thường sẽ không tiến đi, càng thêm không thể nào là tặc, cái nào tặc sẽ ngốc đến đó trộm đồ, bên trong chẳng những có chút nguy hiểm, mà lại cái gì đều đã không có. Lý Hiểu suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có kia một loại khả năng, có thể là có nam nữ ở trong đó trộm hoan. Nghĩ tới đây, Lý Hiểu liền có chút sinh khí, hoa mấy đồng tiền đi mở cái phòng làm sao vậy, càng muốn tới chỗ như thế tìm kích động, hắn sau khi suy nghĩ cẩn thận, đêm đó tìm trong xưởng bảo an, chuẩn bị đến cái bắt rùa trong hũ. Đợi đến hơn 10 giờ đêm thời điểm, Lý Hiểu cùng hai tên bảo an mai phục tại nhà máy lân cận, không đầy một lát, bọn hắn liền nghe được quỷ dị tiếng bước chân. Lý Hiểu cho hai tên bảo an làm một chút ánh mắt, ra hiệu bọn hắn là thời điểm bắt người. Hai bảo vệ liếc mắt nhìn lẫn nhau, sau đó cầm gậy điện liền cẩn thận từng ly từng tí vọt vào, loại này từng bị lửa thiêu nhà máy có rất nhiều ẩn tàng nguy hiểm, Lý Hiểu khẳng định không muốn đi vào, loại này việc nặng để lại cho bảo an liền tốt. Nhưng một lát sau về sau, hai bảo vệ sắc mặt tái nhợt đi ra, Lý Hiểu hướng bọn họ hỏi, người đâu? Hai bảo vệ không hẹn mà cùng lắc đầu. Lý Hiểu có chút sinh khí, kế hoạch một ngày, kết quả thế mà chưa bắt được người, lần sau lại nghĩ bắt bọn họ, vậy coi như khó. Người kia chưa bắt được, dù sao cũng nên thấy đi. Là một đôi nam nữ, Lý Hiểu tiếp tục hỏi. Hai bảo vệ lại không hẹn mà cùng lắc đầu, sắc mặt có chút dị thường. Đến cùng làm sao rồi? Hai người các ngươi ngược lại là nói chuyện a? Lý Hiểu tức giận đến kém chút xông lên tát bọn hắn một to mồm. Trông thấy Lý Hiểu nộ khí như thế lớn, trong đó một cái bảo an mới ấp a ấp úng nói, Lý Tổng, cái này nhà máy bên trong, người nào đều không có. Đúng vào lúc này, đột nhiên nhà máy bên trong lại truyền tới tiếng bước chân, bạch 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 vang, dọa đến hai bảo vệ run lập cập. Cái gì, không ai, hiện tại không cũng còn có tiếng bước chân sao, mà lại dựa theo vừa rồi cái kia tốc độ, các ngươi xông đi vào thời điểm, dù cho bắt không được người cũng khẳng định nhìn thấy. Tăng thêm ta một mực đang cửa ra này ngồi xổm, có người ra tới ta cũng nhất định có thể thấy. Lý Hiểu một mặt không thể tin, hắn thậm chí hoài nghi hai người an ninh này có phải là đang nói láo, khả năng vừa mới đi vào lại ra tới, cũng là bởi vì sợ hãi. Trong đó một cái bảo an còn nói thêm, Lý Tổng, ta không có lừa ngươi, trong này đã cùng phế tích không sai biệt lắm, công sự che chắn không nhiều, chúng ta đi vào liếc mắt liền có thể nhìn thấy đầu, nhưng chính là không thấy được đầu, càng quỷ dị hơn chính là. Chúng ta liền đứng kia, nhưng thân thể vẫn có tiếng bước chân, hai anh em chúng ta chính là tìm không ra có người. Nhân viên an ninh kia sau khi nói xong, một cái khác bảo an lập tức nói tiếp, hắn nói đều là thật, nếu như chúng ta dám có nửa câu nói láo, trời đánh ngũ lôi, cả nhà chết không yên lành, mộ tổ bị đào, Lý Tổng, cái này nhà máy trước đó có phải là từng thiêu chết người, nháo quỷ. Lý Hiểu nghe bọn hắn, có chút nửa tin nửa ngờ, thật chẳng lẽ có tà môn như vậy. Nhưng cái này nhà máy rõ ràng không có từng thiêu chết người a. Các ngươi theo giúp ta đi vào một chuyến. Lý Hiểu quyết định mình đi vào tìm tòi hư thực. Nếu như hai người an ninh này là nói dối, kia bát ăn cơm của bọn họ cũng đừng nghĩ bảo trụ,
thế mà liền lên ti cũng dám lừa gạt. Kia hai bảo vệ nghe xong còn muốn đi vào, liền vội vàng đem đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng, sắc mặt xanh lét một khối, bạch một khối, hình như rất sợ lại đi vào một lần. Lý Hiểu nhìn hai người bọn họ không muốn động dáng vẻ, vội vàng uy hiếp bọn hắn, nếu như không tiến, kia bát cơm liền mất đi, ngày mai cuốn gói rời đi. Hai bảo vệ thực sự không có cách, thế là kiên trì bồi Lý Hiểu lại đi vào một chuyến, ai kêu trước mắt đây là đại ca đâu. Lần này bọn hắn đánh lấy đèn pin, từng bước một chậm rãi đi vào nhà máy, Lý Hiểu vừa đi vào, đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi khét, loại này mùi khét là máy móc bị thiêu hủy hương vị, không nghĩ tới một đoạn thời gian, loại vị đạo này còn lưu lại. Lý Hiểu dẫn theo đèn pin chung quanh chiếu một cái, phát hiện xưởng này phòng nội bộ đã hủy phải khá là nghiêm trọng, hẳn không có người dám đi vào, mà lại hương vị không dễ ngửi, trước đó cái kia phỏng đoán, hắn đã hoàn toàn bác bỏ, hoàn cảnh quá ác liệt, không có người có tâm tư ở loại địa phương này tìm kích động. Lý Hiểu sau khi đi vào, tiếng bước chân lại đình chỉ là bọn hắn ba cái căn bản nhìn không được người, nếu như vừa rồi thực sự có người trong này đi lại, bọn hắn ba nhất định có thể trông thấy. Thật sự là tà môn, cái kia tiếng bước chân đến cùng chuyện gì xảy ra? Chỉ nghe tiếng bước chân, lại nhìn không thấy người, thật chẳng lẽ nháo quỷ? Lý Hiểu tự nhủ. Trong đó một cái bảo an cũng phụ họa nói, Lý Tổng, nơi này là thật tà môn, chúng ta đi nhanh lên đi, muốn tới ta ban ngày cùng ngươi đến, cái này đêm hôm khuya khoát, khiến cho người ta sợ hãi. Lý Hiểu không cam tâm, đã tiến đến, hắn liền nghĩ nhìn nhiều, đúng vào lúc này. Làm người ta sợ hãi sự tình lần nữa phát sinh, bên cạnh của bọn hắn thế mà vang lên tiếng bước chân, nhưng không có trông thấy bất cứ người nào. Lý Tổng, cái này, chúng ta đi nhanh lên đi. Hai bảo vệ dọa đến miệng thanh môi trắng, tay chân không ngừng run rẩy. Lý Hiểu mặc dù cũng dọa đến quá sức, nhưng dù sao cũng là nhân vật cao tầng, kiến thức rộng, đảm lượng cũng lớn, hắn ổn ổn cảm xúc kiên định nói, đừng hốt hoảng, tìm cẩn thận một chút, có thể là trong này có cái gì thứ chúng ta không biết. Kia hai bảo vệ nghe Lý Hiểu, vội vàng lắc đầu, ra hiệu không nghĩ đợi tiếp nữa, hai người không để ý Lý Hiểu thuyết phục, cùng tựa như phát điên phải liền xông ra ngoài, Lý Hiểu gọi đều gọi không ngừng, dù sao mệnh so bát cơm trọng yếu. Hai tên tiểu tử thúi, chút can đảm này làm sao làm bảo an? Lý Hiểu hung hăng mắng một câu. Sau khi hai người đi, vứt bỏ nhà máy cũng chỉ thừa Lý Hiểu một cái, hắn không tự chủ được khẩn trương lên, nhưng đã quyết định lưu lại, liền phải kiên trì tới cùng. Nếu như bây giờ lao ra, chắc là phải bị người chê cười. Lý Hiểu khẩn trương dẫn theo đèn pin tìm kiếm tiếng bước chân cụ thể nơi phát ra, trên lòng bàn tay của hắn tất cả đều là mồ hôi, đèn pin trong tay hắn đều trở nên trơn mượt. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, Lý Hiểu rốt cục xác định tiếng bước chân nơi phát ra, chính là tại một đài thiêu hủy máy móc trước, máy kia đã bị thiêu đến rách mướp, căn bản không cách nào lại dùng, máy móc cũng đã trở nên cháy đen vô cùng. Lý Hiểu nuốt một ngụm nước bọt, dùng đèn pin cẩn thận chiếu vào tiếng bước chân vị trí kia, nhưng không có trông thấy bất luận kẻ nào, nhưng tiếng bước chân vô cùng rõ ràng, tuyệt đối là có người ở đây đi đường. Lý Hiểu đi vào máy móc trước, không có phát hiện bất kỳ dị thường, cái này kỳ quái, tiếng bước chân đến cùng là thế nào đến. Đúng vào lúc này, đột nhiên Lý Hiểu nghe thấy mình bên tai truyền đến một câu, ách, đi đâu rồi? Đến cùng đi đâu rồi? Câu nói này mặc dù nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Lý Hiểu nghe được rõ rõ ràng ràng, hắn quan sát chung quanh, vẫn là không có bất kỳ người nào, loại kia cảm giác rợn cả tóc gáy nháy mắt bò lượt toàn thân hắn, sợ hãi liền giống như rắn, côn trùng, chuột, kiến, không ngừng gặm xương cốt của hắn, để hắn toàn thân đều đang run rẩy. Hắn cũng không nén được nữa mình, hét lên một tiếng, cùng nổi điên giống như xông ra nhà máy, hắn vừa mới chạy đến, hai bảo vệ liền nghênh đón tiếp lấy, nguyên lai bọn hắn lo lắng Lý Hiểu sẽ ra ngoài. Cho nên một mực chờ ở bên ngoài, không dám rời đi, nhưng bởi vì sợ hãi, lại không dám tiến vào, đương nhiên, cũng bởi vì cử động lần này hai người bảo trụ chén cơm của mình. Lý Tổng, người không sao chứ? Trong đó một cái bảo an hỏi, nhìn xem mặt không có chút máu Lý Hiểu, hai người bọn họ cũng không khỏi có chút bận tâm. Lý Hiểu khoát tay áo, ra hiệu không có việc gì, chỉ là hai chân có chút mềm, vừa ra tới nhìn thấy hai bảo vệ, lập tức đặt mông ngồi trên mặt đất. Hai người muốn đi đỡ, lại bị Lý Hiểu cho cự tuyệt, được rồi, để ta ngồi sẽ liền tốt, tranh thủ thời gian cho ta điểm điếu thuốc. Hai người bận bịu từ trong túi móc ra một điếu thuốc, sau đó đưa qua lại điểm lên, một điếu thuốc qua đi, Lý Hiểu sắc mặt mới hơi khôi phục một điểm huyết sắc, hắn thở ra một hơi dài nói quá làm người ta sợ hãi,
ngày mai sáng sớm tìm hai cái đại tiên tới xem một chút, không phải coi như xây dựng lại nhà máy, cũng nên hù chết người. Hai người bận bịu cúi người gật đầu nói là, sau đó liền vịn Lý Hiểu rời đi. Mấy ngày qua đi, Lý Hiểu quả thật tìm mấy cái đạo trưởng đại tiên tới làm pháp sự, nhưng việc lạ cho tới bây giờ không ngừng qua, tiếng bước chân kia liền cùng ác mộng đồng dạng, truyền khắp toàn cái xưởng, cái này vứt bỏ nhà máy gần như không người còn dám từ bên cạnh trải qua. Lý Hiểu vì thế phi thường buồn rầu, tiền cũng hoa, pháp sự cũng làm, vì cái gì chính là lắng lại không được việc này. Về sau, Trương Cường đem hắn giới thiệu cho ta. Nghe xong Lý Hiểu về sau, ta nhíu mày, bắt đầu phân tích, người kia nhà máy thật không có đi ra nhân mạng. Lý Hiểu rất kiên định gật đầu, tuyệt đối không có, liền phát sinh hỏa hoạn đều không có người thụ thương. Vậy cái này liền thật là chuyện lạ, nếu như không chết qua người, theo lý mà nói sẽ không nháo quỷ, có phải hay không là cố ý? Ta nói. Lý Hiểu lắc đầu, sẽ không, ta đã điều tra qua, khẳng định không phải người làm. Vậy được đi, đêm nay ta đến các ngươi nhà máy nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lý tiên sinh yên tâm, tiệm chúng ta không giải quyết vấn đề không lấy tiền, nhưng muốn trước giao tiền đặt cọc, nếu như chúng ta làm không xong cái này sự tình, tiền vốn nhất định trả lại gấp đôi. Ta lời thề son sắt nói. Lý Hiểu nghe ta vừa nói như vậy, lập tức cứ yên tâm, tốt, vậy làm phiền đại sư, đây là xưởng chúng ta vị trí cùng điện thoại, đến liền liên hệ ta. Ta muốn bị điện giật lời nói cùng địa chỉ về sau, còn lại nói giá cách sự tình liền giao cho mập mạp, lần này mập mạp quả nhiên lại hạ sát thủ, trực tiếp muốn 2 vạn, kỳ thật lần này nếu thật là quỷ, giá cả cũng không cần thu cao như vậy, bởi vì cái này quỷ cũng không tính hại người, chẳng qua không thể không cảm thán, âm hành tiền thật sự là dễ kiếm, người nói chuyện đến mấy thứ bẩn thỉu đều sắc mặt đột biến, người một hại sợ, tiền cũng không có cái gì cái gọi là. Lý Hiểu giao 1 vạn tiền đặt cọc về sau, liền rời đi. Người ngoài sau khi đi, chúng ta ba liền bắt đầu thảo luận lên chuyện này, bởi vì chuyện này thực sự là rất cổ quái, rõ ràng nhà máy không người chết, tại sao lại nháo quỷ. Mập mạp uống một ngụm trà phân tích nói, cái này nhà máy là không chết qua người, kia nhà máy trước đó đâu. Cái chỗ kia trước kia là làm gì không ai biết, có thể là cái mộ địa hoặc là địa phương nào khác, loại sự tình này rất phổ biến, xây nhà máy về sau, nhiều người dương khí đủ, con quỷ kia khả năng liền không dám ra tới. Hiện tại nhà máy vứt bỏ, không ai ở thời điểm, hắn lại ra tới quấy phá. Khoan hãy nói mập mạp là thần côn, phân tích phải có chứng có cứ, có lẽ nên được thần côn lâu, kinh nghiệm cũng đủ. Thi Ngôn, ngươi thấy thế nào? Chiều ta ngay tại đập hạt dưa Thi Ngôn hỏi. Thi Ngôn lật ra bạch nhãn, sau đó mới lên tiếng, ta cảm thấy cái này sự tình, cùng cái kia tay gãy nhân viên có quan hệ. Vì cái gì, cái kia người còn chưa chết, ta có chút kỳ quái Thi Ngôn mạch suy nghĩ. Giống như so mập mạp nghĩ đến lệch nhiều. Thi Ngôn lắc đầu, không biết, trực giác của nữ nhân đi. Ta một trận cuồng choáng, còn tưởng rằng nàng sẽ nói ra cái gì long trời lở đất lý do, không nghĩ tới bằng chính là trực giác. Ta cũng chẳng thèm cùng bọn họ thảo luận, đêm nay đi xem một chút tình huống thực tế liền rõ rõ ràng ràng. Trở lại trường học về sau, ăn một thùng mì tôm nghỉ ngơi 10 mấy phút liền đến về thời gian khóa, đến phòng học về sau, ta nhìn một cái Trương Tiểu Mạn. Phát hiện nàng cảm xúc có chút xa xút, không hề giống cái kia vênh váo tự đắc nàng. Lâm Tuyết còn truyền tờ giấy hỏi ta, có phải là ta chọc tới nàng, nói nhận biết nàng lâu như vậy thời gian, cho tới bây giờ chưa thấy qua Trương Tiểu Mạn dạng này. Cũng thế, Bạch Phú Mỹ Trương Tiểu Mạn, từ nhỏ đến lớn lại là người nổi bật, trên mặt làm sao có thể có loại vẻ mặt này, có lẽ đời này, ta là cái thứ nhất để nàng có cảm giác bị thất bại nam nhân. Ta không dám cùng Lâm Tuyết nói đổ ước sự tình. Chỉ là tùy tiện qua loa quá khứ, Trương Tiểu Mạn loại tình huống này, ta cũng lười lại đi đả kích nàng, không thể thắng đổ ước, thua khí lược, huống chi ta đối nàng khí cũng tiêu phải không sai biệt lắm, ta lại hung, cũng hiểu được thương hương tiếc ngọc. Lúc buổi tối, ta học tập một hồi tá thi hoàn hồn liền tiến về cửa hàng, sau đó cùng mập mạp cùng đi Lý Hiểu cái kia xưởng, Thi Ngôn nhìn bầy. Mập mạp cưỡi lên xe điện chở ta một đường phi nước đại, qua đại khái sau 1 tiếng, chúng ta liền đến Hán Môn trước. Bởi vì không có xưởng bài, bảo an không để chúng ta tiến, ta không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại ra dãy số gọi cho Lý Hiểu, gọi hắn ra tới tiếp chúng ta. Lý Hiểu xưởng này kỳ thật còn rất lớn, rời thành thành phố có chút xa, tại tương đối xa xôi vùng ngoại thành, nhưng bởi vì xưởng nguyên nhân, nơi này cũng là tiếng người huyên náo, chung quanh không ít cửa hàng. Đại khái sau 10 phút, Lý Hiểu liền ra tới đem chúng ta đón vào, sau lưng còn đi theo 2 bảo vệ, một người dáng dấp tương đối đen. Người rất tráng,
một cái khác là đầu trọc, dáng người phi thường cao lớn, hàn huyên một phen về sau, hắn liền đem chúng ta đưa đến cái kia vứt bỏ nhà máy. Đại sư, chính là ở đây, các ngươi cẩn thận nghe, nơi này có phải là có tiếng bước chân? Lý Hiểu nói. Ta cùng mập mạp vểnh tai cẩn thận nghe, quả nhiên nghe được rất rõ ràng tiếng bước chân, nhưng xưởng này phòng tuyệt đối sẽ không có người, loại địa phương này ai ban đêm đi vào đi lung tung người đó là đồ đần. Hắc tử, các ngươi cho đại sư dẫn đường, cho đại sư đưa vào đi. Lý Hiểu đối cái kia đen nhánh bảo an phân phó nói. Ta không đi, ngươi gọi đầu chọc đi. Hắc tử bảo an vội vàng cự tuyệt nói. Lời ta nói ngươi cũng dám không nghe, ngươi cùng đầu chọc cùng đi. Lý Hiểu sinh khí nhìn hắn chằm chằm nhóm, cảm giác uy nghiêm của mình nhận khiêu chiến. Đầu chọc bảo an mặc dù trâu cao mã đại, nhưng giống như đối quỷ quái phi thường sợ hãi, hắn vội vàng cầu xin tha thứ. Lý Tổng, ngươi liền bỏ qua chúng ta, lần trước anh ta hai kém chút liền dọa đến tẻ ra quần, ngươi gọi ta cùng người liều mạng, ta quần lót ghim lại, tuyệt đối một câu không nói, nhưng ngươi gọi ta cùng quỷ liều mạng, cái này không hợp tình lý nha. Hai người các ngươi tiểu tử thúi. Nhát gan thành dạng này, ta chỉ có điều gọi các ngươi cho đại sư dẫn đường, sợ thành cái này điều dạng, mất mặt hay không? Lý Hiểu lại là một trầu thoá mạ. Được rồi, đi, đèn pin cho ta, chính chúng ta đi vào. Ta đối kia hai bảo vệ nói, hai người bọn họ lập tức cao hứng muốn chết, vội vàng đem trong tay đèn pin đưa cho ta cùng mập mạp. Ta cùng mập mạp cầm đèn pin cẩn thận từng ly từng tí đi tới nhà máy, đằng sau ba người không có một cái dám theo vào đến. Ta không khỏi cười khổ một tiếng, có hay không khủng bố như vậy. Đi vào cái này rách mướp nhà máy về sau, mập mạp lập tức che mũi mắng, ta đi, cái này mùi khét cũng quá nặng đi đi, dựa theo Lý Hiểu nói, đều đi qua lâu như vậy, làm sao còn không tán đi, cái đồ chơi này nghe nhiều, người cũng dễ dàng ra ảo giác, người nói có phải hay không là bọn hắn. Ta liền vội vàng lắc đầu bác bỏ thuyết pháp này, chúng ta ở bên ngoài cũng nghe được, cái này tuyệt đối không phải là ảo giác. Ta cùng mập mạp cầm đèn pin khắp nơi loạn chiếu, thẳng đến chuẩn xác tìm được kia loạt tiếng bước chân vị trí, ngay tại một đài bị thiêu hủy máy móc phía trước. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, tiếng bước chân phi thường quỷ dị, giống như có người tại bên người chúng ta đi tới đi lui đồng dạng, nhưng chính là nhìn không thấy người, trách không được những người kia không dám vào đến, liền hai chúng ta đều cảm giác có chút làm người ta sợ hãi. Tiểu ca, kiểu gì? Mập mạp hỏi. Cái gì kiểu gì? Ta hỏi ngược lại. Tiếng bước chân này đến cùng là người hay là quỷ? Mập mạp yếu ớt mà hỏi. Ta nhíu mày, không giống người, cũng không giống quỷ. Mập mạp không hiểu, tiểu ca, người câu nói này tại sao ta cảm giác cùng đánh giấm không sai biệt lắm, kia rốt cuộc làm sao dạng? Mở thiên nhãn liền biết, ta hai ngón giao nhau, sau đó tách rời, tại mặc niệm chú ngữ, xong việc về sau, năm ngón tay sát nhập, cấp tốc tách rời, cắn nát ngón tay gạt ra một giọt máu điểm tại cái trán vị trí giữa. Tiểu ca, ta nhìn ngươi mỗi lần cách làm đều cắn nát ngón tay, ngươi cái này tay đoán chừng đều cắn nát. Mập mạp ha ha cười nói. Đi một bên, cách làm hắn chính là như thế cái quá trình, cần ngón giữa cùng ngón trỏ dương huyết thôi động đạo thuật có hiệu lực, ngươi cho rằng ta nghĩ a, lão tử mẹ nó ngón tay đều không có tốt qua, ta nhiều sợ sẽ phải uốn ván. Ta đối mập mạp mắng. Mập mạp cũng không cãi lại, vội hỏi mở thiên nhãn về sau, có thể thấy thứ gì không? Ta trừng lớn mắt. Hướng kia phát ra tiếng bước chân vị trí nhìn lại, thanh âm vẫn tại, chính là không gặp có bất kỳ đồ vật, chẳng lẽ ta mở thiên nhãn thất bại rồi? Không thể a, ta cái này chiêu đã dùng đến thuộc lầu, làm sao lại không được? Làm sao rồi? Mập mạp giống như nhìn ta sắc mặt không đúng, liền vội vàng hỏi. Ta khoát tay áo, sự tình rất kỳ quái, thiên nhãn mở, chính là cái gì đều không thấy được, nhưng tiếng bước chân rõ ràng ngay tại bên người chúng ta, vì cái gì nhìn không thấy? Có phải hay không là ngươi mở thiên nhãn thất bại? Mập mạp hỏi. Ta lắc đầu, biểu thị không biết, nhưng sự tình ta mơ hồ cảm thấy không có đơn giản như vậy, quỷ dị để người tê cả ra đầu. Dẹp đi đi, thời khắc mấu chốt còn phải ta bàn ra xuất mã, may mắn ta mỗi lần ra tới vì để phòng vạn nhất, đều sẽ mang một bình ngưu nhãn nước mắt. Mập mạp từ trong túi móc ra một bình nhỏ thuốc nhỏ mắt, bên trong chứa không rõ chất lỏng. Mở mắt phương pháp có rất nhiều. Giọt ngưu nhãn nước mắt cũng coi như trong đó một loại, đem ngưu nhãn nước mắt lau tại trên mí mắt, liền có thể thông âm dương, nhìn thấy người bình thường không nhìn thấy đồ vật, chẳng qua loại phương pháp này đối với chúng ta học đạo người là rất khinh thường, huống chi ngưu nhãn nước mắt cực quý, bỏ được mua cũng không nhất định cam lòng dùng.
mập mạp đem kia bình niu nhãn nước mắt đặt ở trong lòng bàn tay nói khoác nói bình này vật nhỏ ngươi biết muốn bao nhiêu tiền sao. Dòng dã hoa lão tử 10000 khối đại dương, mua vẫn luôn không nỡ dùng, hôm nay rốt cục có đất dụng võ. Kia tranh thủ thời gian cả lên đi, ta cũng chỉ là nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua niu nhãn nước mắt, hôm nay đổ phải xem thử xem. Mập mạp chen một điểm ra tới nhỏ tại trên mí mắt, sau đó cẩn thận đưa cho ta, cũng căn dặn đừng dùng quá nhiều, hắn thịt đau tâm cũng đau, cái này ái tài chủ, thật sự là im lặng. Ta học mập mạp như thế, đem niu nhãn giọt nước mắt tại trên mí mắt, có một ít dọc theo lông mi tuột xuống, ta vô ý thức nháy mấy cái, có một ít bọt nước nháy mắt tiến vào trong mắt, không biết mập mạp thả bao lâu, có chưa quá hạn, những cái kia niu nhãn nước mắt tiến vào mắt của ta về sau, đau đớn kịch liệt, mà lại dinh dính. Phi thường không thoải mái, ta lại không dám vỏ, bắt đầu có chút hối hận giọt cái đồ chơi này, may mắn một lát sau liền không sao. Mập mạp, thế nào, có nhìn thấy hay không thứ gì? Mắt của ta khôi phục về sau, vội vàng hướng mập mạp hỏi. Mập mạp không ngừng nháy mắt, sau đó một mặt ngây ngốc mắng, cái gì cũng không có a, chẳng lẽ cái này niu nhãn nước mắt là giả? Bà mẹ ngươi chứ gấu à, ta ngày mai liền đi tìm hắn tính sổ sách, lại dám bán hàng giả cho ta. Ta lần nữa hướng phát ra tiếng bước chân vị trí kia nhìn lại, vẫn không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật, giống như tiếng bước chân này chính là trống rỗng phát ra tới. Hẳn không phải là niu nhãn nước mắt vấn đề, khả năng thật không phải quỷ, chúng ta không cần thiết để tâm vào chuyện vụn vặt. Ta nói, nhưng tiếng bước chân này, mập mạp lời nói đều chưa nói xong, đột nhiên cái kia quỷ dị tiếng bước chân liền biến mất, đem mập mạp dọa đến khẽ run rẩy, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía ta. Đúng vào lúc này, có một thanh âm tại bên người chúng ta vang lên, đi đâu rồi? Đến cùng đi đâu rồi? Thanh âm có chút ít, so tiếng bước chân kia đều nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng, ta cùng mập mạp nghe được rõ rõ ràng ràng. Thanh âm rơi xuống không lâu, tiếng bước chân lần nữa vang lên, này quỷ dị một khắc, ta đoán chừng mập mạp giống như ta, toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên, không phải là bởi vì sợ quỷ, là bởi vì chúng ta căn bản phát hiện không được cái này đến cùng là người vì vẫn là quỷ. Cái này sự tình quỷ dị để người tê cả da đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiểu ca, mặc dù chúng ta nhìn không thấy quỷ, nhưng ta vững tin, nơi này tuyệt đối có mấy thứ bẩn thỉu. Mập mạp sắc mặt tái nhợt nói, đừng nói hắn, liền ta cũng có chút không nghĩ ra sợ hãi bắt nguồn từ không biết, hiện tại ta coi như nhìn thấy 100 con quỷ, đoán chừng lông mày đều không nhíu một cái, để ta sợ hãi chính là, ta căn bản không biết đối phương là cái gì. Người vì cũng tốt, quỷ quái cũng được. Ta quyết định ở đây đối không khí lung tung cách làm, nhìn có thể hay không đem thứ đồ gì ép ra ngoài. Ta quơ đào mộc kiếm, đang phát ra tiếng bước chân vị trí không ngừng du tẩu, sau đó trong tay hoàng phù cùng minh tệ đồng thời tung ra, làm đào mộc kiếm xuyên qua mấy chương hoàng phù thời điểm. Ta hô to một tiếng, lão quân chân hỏa đốt âm dương, quỷ quái hiện thân không ẩn trốn. Lập tức, những cái kia hoàng phù liền phốc một tiếng, phát ra ánh lửa chói mắt, ta chỉ vào ánh lửa bốn phía chiếu một cái. Vẫn là không nhìn thấy có quỷ, tiếng bước chân vẫn như cũ, bạch 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 quỷ dị âm thanh, không đứng ở đầu óc ta quanh quẩn. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta rốt cục nhìn không được, sổ một câu nói tục. Mập mạp vội vàng khuyên ta nói tiểu ca, chúng ta tìm không ra đầu mối, nếu không rút ra. Trở về nghĩ một chút biện pháp, trời tối ngày mai lại đến nhìn xem. Mập mạp cũng có chút đạo lý, nếu như tìm không ra sự tình căn nguyên. Ta cùng tôm tép nhãi nhép giống như ở đây múa múa đi cũng không có tác dụng gì, mà lại cái này nhà máy hiện tại là thật có chút nguy hiểm, ta mới vừa rồi còn trông thấy phía trên khối kia đã bị thiêu đến cháy đen tảng đá lớn muốn nói lại thôi, giống như lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống đồng dạng. Ngay tại chúng ta chuẩn bị rút lui thời điểm, đột nhiên bao lưng của ta có đồ vật gì rớt xuống, phát ra đinh một tiếng. Đây vốn là một cái ngoài ý muốn, nhưng để ta cảm thấy chuyện kỳ quái phát sinh, tiếng bước chân đình chỉ. Mà lại tiếp xuống không còn có vang lên qua, giống như đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ta nhặt lên từ trong túi đeo lưng rơi ra đến đồ vật, kia là một cái hình bát giác tiểu linh đang, là dùng đến định quỷ cùng chiêu hồn, bởi vì không có trông thấy có quỷ, ta liền không có đem nó lấy ra, bình thường một mực thả ba lô, có đôi khi cũng quên nó tồn tại. Ai, tiểu ca, kỳ quái, ngươi chuông này vang một chút về sau, tiếng bước chân liền biến mất ai, là trùng hợp sao? Vẫn là có nguyên nhân khác, mập mạp tò mò hỏi. Đối mặt mập mạp vấn đề, ta cũng chỉ có thể lắc đầu, nếu như không phải trùng hợp, nói rõ cái này linh đang đối phát ra tiếng bước chân đồ vật là có tác dụng,
kia rốt cuộc là thứ gì có thể đối ta cái này linh đang lên phản ứng đâu? Linh đang tác dụng là định quỷ cùng chiêu hồn, quỷ chúng ta không thấy được, kia chẳng lẽ là hồn? Hồn lại phân sinh hồn cùng tử hồn chính là chúng ta nói tới quỷ hồn, mà sinh hồn chỉ là hồn phách ly thể, tuyệt không tử vong. Quỷ hồn chúng ta vừa rồi đã dùng hết biện pháp, nhưng lại không có cách nào trông thấy bất luận cái gì đồ vật, chẳng lẽ là sinh hồn? Sinh hồn cùng tử hồn khác biệt, ngoại trừ chính hắn muốn gặp người, ai cũng không có cách nào trông thấy. Mặc dù không có cách nào xác định có phải như vậy hay không, nhưng ta mơ hồ cảm giác không sai, cái này bát giác linh đang xem như cho ta lập công. Nếu thật là sinh hồn, nói rõ cũng không có nguy hiểm, cho nên chúng ta cũng không phải vội tại nhất thời, ta cho mập mạp một cái ánh mắt, ra hiệu hắn cùng rời đi nơi này. Đi ra nhà máy về sau, Lý Hiểu cùng hai bảo vệ vội vàng đón, đại sư, thế nào? Ta nghe thấy tiếng bước chân biến mất, có phải là đã giải quyết? Ta lắc đầu, chỉ là tạm thời đem hắn đuổi đi, tình huống cụ thể ta còn không có biết rõ ràng, mời cho ta một chút thời gian, còn có, tiếng bước chân này hẳn không phải là quỷ hồn gây nên, cũng không có cái gì trên thực tế nguy hiểm, các ngươi không cần sợ hãi. Không phải quỷ hồn gây nên, đến cùng là thứ đồ gì có thể làm ra quỷ dị như vậy sự tình, sẽ không phải là người vì a? Lý Hiểu nửa tin nửa ngờ mà hỏi. Tuyệt đối không phải, theo ta bước đầu phán định, có thể là sinh hồn. Ta trả lời. Lý Hiểu cùng hai bảo vệ gãi đầu một cái, có chút không phải rất rõ ràng, đầu chọc bảo an càng là trực tiếp hỏi, đại sư, cái gì là sinh hồn? Ta cũng chẳng thèm cùng bọn họ giải thích cặn kẽ, chỉ là đơn giản sáng tỏ nói, chính là các ngươi người sống ném hồn. Bọn hắn sau khi nghe, mới hơi rõ ràng một chút, sau đó Lý Hiểu lại hỏi, đại sư, vậy ai sẽ đem hồn nhét vào cái này vứt bỏ trong nhà xưởng? Hắc tử bảo an rất nhanh liền phản ứng lại, hắn vội vàng cướp lời nói, Lý Tổng ngươi quên à nha. Xưởng này phòng trước đó bốc lửa quá, đoán chừng khi đó có người dọa đến hồn đều mất đi, đại sư, ngươi nói có hay không khả năng này? Ta nhẹ gật đầu, xưng cũng không bài chứ có khả năng này, người nhận được cực độ kinh hãi về sau, hồn phách cũng sẽ bị dọa đến chạy ra trong cơ thể, có câu nói rất hay, dọa đến hồn đều mất đi. Chính là ý tứ này. Lý Hiểu nghe xong, giống như hoàn toàn minh bạch, hắn vỗ đùi nói, đại sư, kia mất hồn người có cái gì đặc thù, ta lập tức liền đem hắn tìm ra, sau đó ngươi giúp hắn đem hồn một lần nữa gọi trở về trong cơ thể, chuyện kia chẳng phải giải quyết. Cái này Lý Hiểu không hổ là làm cao tầng, đầu chính là linh quang, một điểm liền thông, mà lại cấp tốc nghĩ đến biện pháp ứng đối. Ta nhíu mày, nghĩ một hồi, Mao Sơn quỷ đạo bên trên ghi chép qua. Người có tam hồn lục phách, không gặp một hồn, người liền ngây ra như phỗng, ánh mắt ngốc trệ, khóe miệng có nước bọt chảy ra, người khác cùng nó nói chuyện, mắt điếc tai ngơ, không gặp hai hồn, người như tên điên, ăn nói linh tinh, có lẽ có bạo lực hành vi, gặp người lại đánh lại cắn, không biết thân nhân, không gặp ba hồn, như cái xác không hồn, trừ mắt, thân thể không phản ứng chút nào, nói minh bạch điểm, liền cùng y học giới người thực vật không sai biệt lắm. Cũng không bài trừ hiện tại người thực vật là đem ba hồn đều ném kết quả. Nghe xong ta, Lý Hiểu lập tức đối hai bảo vệ ra lệnh, hắc tử, đầu chọc, ngày mai bắt đầu đối lại trước tại xưởng này phòng làm việc qua nhân viên tiến hành kiểm tra, có đại sư nói mấy cái này đặc điểm, đều tìm cho ta ra tới. Hai bảo vệ nhẹ gật đầu, vỗ bộ ngực nói bao trên người bọn hắn, ngày mai khẳng định tận tâm tận lực tiến hành loại bỏ. Đã sự tình có tiến triển, vậy ta cùng mập mạp cũng không nhiều lưu lại. Hai bảo vệ đem chúng ta đưa ra cửa liền theo chúng ta cáo biệt. Ra cửa về sau, ta cùng mập mạp ngồi lên xe điện liền bắt đầu trở về, xa hành đến nửa đường thời điểm, bỗng nhiên mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, mập mạp hô to một tiếng, tiểu ca, hai anh em ta thật là không may mắn, trở lại nửa đường thế mà muốn mưa. Ta ngẩng đầu nhìn trời một chút, mặc dù đã mây đen dày đặc, nhưng cái này mưa phô trương lớn, trong thời gian ngắn khẳng định cũng sượng mặt, ta đối mập mạp hô một tiếng. Dùng hết tốc độ lớn nhất, mau đem ta đưa về trường học, thuận tiện ngươi cũng tránh mưa. Loại này trời mưa lên, không có một cái giờ khẳng định ngừng không được, nếu như chúng ta nửa đường tránh mưa, kia nhưng không biết đợi đến năm nào tháng nào, còn không bằng thêm chút sức trở về. Yên tâm tiểu ca, ta thu danh sơn sa thần cũng không phải là trưng cho đẹp, cam đoan đem lão nhân ra người đưa đến địa. Nói xong điên cuồng bão tố lấy hắn kia xe điện, nói là bão tố, kỳ thật cũng liền như thế. Một cỗ xe điện tốc độ có thể có bao nhanh, lại thêm hai người, tốc độ càng là chậm một mảng lớn, muốn tại trước khi mưa đến trường học, đoán chừng là không thể nào. Quả nhiên, ngay tại cách trường học còn có mười mấy phút đường thời điểm,
liền hạ lên mưa rào tầm tã, ta cùng mập mạp hai người nháy mắt liền bị tưới ướt như chuột lột, nhưng chúng ta lại không chút nào thụ ảnh hưởng, cứ việc gió to mưa lớn, y nguyên cười lớn tiến lên, mập mạp càng là hát lên ca tới. Lạnh lùng băng vũ tại trên mặt ta lung tung đập, ấm áp mưa lạnh cùng nước mắt hỗn thành một khối. Khoan hãy nói, mập mạp kia vịt công tiếng nói hát lên hoa tử băng vũ đến, thế mà còn có mấy phần thần vận, có thể là trận mưa này quá hợp với tình hình, kích phát mập mạp ca hát tiềm năng, ta thế mà kìm lòng không được cũng đi theo hừ vài câu. Tiểu ca, hai anh em ta lúc nào khả năng kiếm đủ tiền mua xe, không cần cưỡi cái này nát xe điện dãi gió dầm mưa, lúc nào khả năng đem cửa hàng làm lớn, lúc nào mới có thể làm âm hành long đầu đại ca, cùng trời một như vậy có khí chàng, nghĩ nện ai cửa hàng liền nện ai cửa hàng. Mập mạp trên xe đứng lên, đón gió mưa đối với thiên không hét lớn một tiếng, dù sao lúc này đường đi không có bất kỳ ai, hắn có thể thỏa thích gọi. Ta lau mặt một cái bên trên nước mưa, lớn tiếng trả lời một câu, rất nhanh, những vật này cũng sẽ có, một ngày nào đó, chúng ta tại âm hành thanh danh sẽ vang vọng toàn bộ âm dương giang hồ. Âm hành chén cơm này mặc dù không thể ăn, lại nguy hiểm, khắp nơi tràn ngập lòng người ghê tởm mặt, nhưng đại phong hiểm mang ý nghĩa có cao hồi báo. Chờ đem thôn trưởng kia 10 vạn cho còn, ta chuyện thứ nhất chính là mua một chiếc xe cho mập mạp mở, không vì cái gì khác, liền vì hắn một tiếng này giống. Chẳng qua sau đó ta lại bồi thêm một câu, chỉ cần ta còn sống. Xảo chính là, ta nói câu nói này thời điểm, đột nhiên một cái tiếng sấm từ trên trời xẹt qua, đem ta câu nói này cho úp tới, mập mạp hoàn toàn không nghe thấy. Tiểu ca, bàn ra ta trước kia chính là cái đại thần côn, no bụng dừng lại đói dừng lại. May mắn thời điểm liền có thể lừa gạt một chút ăn, lừa gạt một chút uống, không giống như ngươi, có bản lĩnh thật sự, người cũng thiện lương có tinh thần trọng nghĩa, ta bàn ra đời này đều nhận định ngươi, liền theo ngươi hỗn. Mập mạp đón gió mưa ha ha cười nói, ngẫu nhiên lau lau trên mắt nước mưa. Ha ha ha, ta phá lên cười, có lẽ tại thành phố này, ta cũng tìm không được nữa một cái giống như vậy có thể đón gió to mưa lớn tiễn ta về đến bằng hữu, ta là một cái nông thôn đến thiếu niên. Cả nhà đều tử quang, là một cái chân chính cô nhi, với ta mà nói, chỉ có dị dạng cùng đồng tình ánh mắt, mập mạp người bạn này, ta cũng phủ kín. Ha ha ha, mập mạp thấy ta cười to, hắn cũng đi theo phá lên cười. Ha 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 ha, hai cái cởi mở tiếng cười tràn ngập ở trong mưa gió. Ta cùng mập mạp trải qua mưa gió, rốt cục tại nửa giờ về sau, thuận lợi đến cửa trường học. Đến trường học về sau, mưa chẳng những không có giảm nhỏ. Ngược lại càng rơi xuống càng lớn, oanh tai tiếng sấm nổ một chút lại một chút, sấm sét cùng hỏa tác đồng dạng, không ngừng ở chân trời hiển hiện, đem mây đen dày đặc thiên không chiếu sáng nửa bên. Trường học đại môn đều là thường mở, học sinh tự nhiên là không cho phép nửa đêm ra vào, đại môn mở là để cho tiện trường học lão sư lãnh đạo, mà ta mỗi lần nửa đêm dứt khoát không trở lại, nếu là trở lại, đều là thừa dịp an ninh trường học không chú ý lặng lẽ tiến vào tới. Đưa đến cổng về sau. Dự định gọi mập mạp đi vào tránh mưa một chút, mưa lớn đổ không quan hệ, chỉ là cái này sấm sét oanh lôi quá nguy hiểm, không cẩn thận liền dễ dàng độ kiếp, nhưng gia hỏa này thế mà rất thẳng thắn cự tuyệt, cũng không có muốn đi vào muốn tránh mưa ý tứ. Mập mạp lau mặt một cái bên trên nước mưa, vừa cười vừa nói, không sợ, ông trời nào dám bổ ta bực này người tốt, trừ phi hắn nha mắt mù. Mập mạp sau khi nói xong, đột nhiên một cái tiếng sấm tại trên đầu của hắn hiện lên, dọa đến hắn rụt rụt đầu. Sau đó chắp tay trước ngực, ông trời, người đại nhân có lượng lớn, ta nói đùa, người không muốn nổi giận. Sau khi nói xong cũng không cùng ta nhiều bức, xưng trường học bực này học sinh chi phủ, hắn một cái thần côn liền không đi vào, mở ra xe điện liền quên về phi nước đại. Ta lau mặt một cái bên trên nước mưa, đưa mắt nhìn một chút mập mạp bóng lưng, tiếp lấy thừa dịp bảo an không chú ý, vụng trộm tiến vào trường học. Hiện tại đã rất muộn, tăng thêm dạng này thời tiết sông tố. Phía ngoài trường học chắc chắn sẽ không có người, lầu ký túc xá cũng nên ô đèn mù lửa, có thể để ta không nghĩ tới chính là, mấy tòa nhà lầu ký túc xá trên hành lang thế mà tiếng người huyên náo, đèn đích thật là đóng, nhưng là đoàn người tất cả đều đánh lấy đèn pin tuôn ra lại với nhau, sau đó hướng thao trường bên này chiếu. Ta nhìn đồng hồ, đã nhanh 12 giờ, này sẽ thao trường có cái gì tốt hiếm có, tất cả đều không ngủ được cầm đèn pin hướng bên kia chiếu cái gì. Mà lại lấy lầu ký túc xá cùng thao trường khoảng cách. Đèn pin ánh sáng làm sao có thể chiếu lên đến. Nhưng khi sấm sét chiếu sáng lầu ký túc xá thời điểm, ta rõ ràng nhìn thấy hành lang bên trên kia từng trương hèn mọn mang trên mặt nét mặt hưng phấn, mắt mở cùng trứng gà đồng dạng, làm không biết mệt nhìn qua thao trường bên kia.
Buổi tối hôm nay bọn gia hỏa này đến cùng phát cái gì thần kinh, chẳng lẽ tập thể chúng ta rồi? Ta trong lòng lẩm bẩm một câu về sau, cũng không nhịn được lên lòng hiếu kỳ, thế là vụng trộm sờ đến thao trường bên cạnh một cái dưới đại thụ ẩn nấp lên. Hiện tại là sét đánh thời tiết, dưới tàng cây là vô cùng nguy hiểm, nhưng ta không có cách, cũng tìm không được nữa thích hợp công sự che chắn. Ta nói với mình, chỉ cần nhìn một cái rồi đi, ta cũng không muốn đi ra bọn hắn kia một con đường. Trốn đến dưới đại thụ về sau, tiếng sấm y nguyên trận trận kinh vang, nhưng ta đã quản không được nhiều như vậy, lòng hiếu kỳ chiến thắng hết thảy. Ta trợn to mắt hướng phía trên bãi tập nhìn lại, ngay từ đầu còn không có phát hiện có cái gì ly kỳ đồ vật. Về sau một luồng sấm sét đem toàn bộ thao trường chiếu sáng về sau, ta lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh tại trên bãi tập chạy, thân ảnh kia rất mị hoặc, rất rõ ràng là một cái nữ hài, mà lại ta cuối cùng đã rõ những cái kia hèn mọn lão ban đêm không ngủ được chạy ra hành lang nhìn thao trường nguyên nhân. Trong đầu của ta lập tức hiện ra một cái tên, Trương Tiểu Mạn. Đầu óc của ta lập tức cùng bị sét đánh đồng dạng, oanh một tiếng vang, Trương Tiểu Mạn thế mà thực hiện mình hứa hẹn, thật tới chạy thao trường. Nói thật, nếu đổi lại là ta, tuyệt đối không có dũng khí tuân thủ mình đổ ước, nữ nhân này, đến cùng là một cái dạng gì người, lại có thể làm được tình trạng như vậy, nàng trong lòng ta, một mực chỉ là cái xấu bụng thiên kim đại tiểu thư hình tượng, điểm khác biệt lớn nhất, chính là nàng muốn so cái khác rất nhiều thiên kim đại tiểu thư đều muốn ưu tú. Trên bãi tập đen xì, lại tăng thêm trời mưa, trừ phi có sấm sét xẹt qua, không phải vô luận ngươi cố gắng thế nào, đều không cách nào thấy rõ trên bãi tập người kia tình huống cụ thể. Nhiều nhất có thể nhìn thấy một thân ảnh tại trên bãi tập chạy, Trương Tiểu Mạn không hổ là Trương Tiểu Mạn, hiểu được lợi dụng thời tiết như vậy đến thực hiện lời hứa, ta không thể không bội phục thông minh của nàng, còn có dũng khí, nhưng cho dù là dạng này, phong tư của nàng vẫn là dẫn tới mấy cái lầu ký túc xá nam nhân. Nếu như bị mọi người biết đây là người người đều muốn đuổi theo đến tay giáo hoa, kia đoán chừng đêm nay tất cả đều phải ôm nhau mà khóc, sau đó đối ta mang ơn, không phải ta, bọn hắn cũng không có bực này may mắn được thấy. Bởi vì trời mưa, cho nên Trương Tiểu Mạn chạy rất chậm, lúc đầu thao trường một vòng rất nhanh liền có thể kết thúc, nàng mạnh mẽ dùng hai lần thời gian, chẳng qua chạy một hồi, cũng rốt cục phải kết thúc. Ngay tại thời điểm, ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, bởi vì Trương Tiểu Mạn tạo thành oanh động quá lớn, rất nhanh liền có hai tên bảo an cầm dù che mưa hướng thao trường bên này đi tới, ta nhìn thấy Trương Tiểu Mạn lập tức liền hoảng, nàng không cần suy nghĩ thế mà hướng ta bên này chạy tới. Ngay từ đầu ta cho là nàng cũng giống như ta muốn tới dưới đại thụ tránh né, nhưng ta sai, ta trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên cây, phát hiện phía trên cành cây có một bộ hoàn chỉnh quần áo, ta liếc mắt liền nhận ra được, chính là Trương Tiểu Mạn, nàng không phải muốn tới đây tránh né, nàng là tới bắt quần áo. Trương Tiểu Mạn bởi vì rất gấp, gần như là tốc độ cao nhất độ lao đến, nơi này bản thân liền cách thao trường rất gần, ta căn bản không có thời gian phản ứng cùng chạy trốn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chạy tới. Đợi nàng tới gần về sau, ta lại trông thấy kia để ta quen thuộc thân thể, lần trước là tại trong nhà nàng, lần này là dưới tảng cây, nàng toàn thân đều là giọt nước, ướt sũng tóc dài để người tràn ngập không gian tưởng tượng. Trương Tiểu Mạn bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi, hoàn toàn không có chú ý tới ta giấu ở dưới cây, chờ xông lại sau nàng mới phát hiện ta, dọa đến nàng khuôn mặt thất sắc, rát cuống họng liền phải hét dầm lên, may mắn ta kịp thời tới gần che miệng của nàng. Không phải khẳng định phải đem bảo an hấp dẫn tới. Đừng kêu, ta là Lâm Nguyên, nếu là đem bảo an hấp dẫn tới vậy liền hỏng bét. Ta tại bên tai nàng nhỏ giọng nói. Trương Tiểu Mạn đột nhiên ra sức giẫm ta một chân, đau đến ta vội vàng buông lỏng tay ra, nhưng ta lại không dám lớn tiếng gọi, đành phải cố nén, vì phát tiết, ta đem đầu lưỡi đều cắn nát, miệng bên trong đều là mùi tanh. Hỗn đản, lưu manh, Trương Tiểu Mạn trực tiếp thưởng ta cái nóng bỏng cái tát. Cái này bàn tay so tiếng sấm còn muốn lớn, tát đến ta cả người đều chóng mặt, tiểu nương môn này xuống tay thật là nặng, kém chút đem ta cái cằm đều phiến lệch ra. Có thể là cái này bàn tay tiếng vang, đem hai vị kia bảo an dần dẫn đi qua, nhưng Trương Tiểu Mạn lại quên cái này gốc dạ, nàng nhớ lại tình huống của mình về sau, bắt đầu tay chân luống cuống loạn che lấy, nhưng muốn che địa phương nhiều lắm, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết che nơi nào tốt, may mắn ta cũng là cái chính nhân quân tử, không nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Ta không chiếm tiện nghi, không có nghĩa là người khác sẽ không, ta cũng không phải chưa có xem, nhưng là muốn cho kia hai bảo vệ trông thấy sự tình liền nghiêm trọng, sự tình truyền đi về sau, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng Trương Tiểu Mạn đã quên đi nguy hiểm ngay tại hướng bên này tới gần, nàng phát hiện mình thủ không được toàn bộ thân thể về sau,
ý tưởng đột phát vội vàng che mắt của ta, cái này phòng ngừa sai sót. Thối thần côn, nếu như ngươi dám tránh thoát mắt, ta nhất định đem ngươi tròng mắt đâm bạo. Trương Tiểu Mạn hung hãn nói. Ta cũng không có tuân thủ nàng căn dặn, mà là ngồi xổm xuống, đưa nàng toàn bộ gánh lên, sau đó nhẹ tay nhẹ kéo một cái, đem y phục của nàng từ trên cây lôi xuống, lấy tốc độ cực nhanh khiêng nàng về sau chạy. Thừa dịp bóng đêm cùng mưa to, cũng là giấu giếm được hai vị bảo an, ta một hơi đem Trương Tiểu Mạn khiêng đến phòng học dưới lầu, đương nhiên cũng không có hoàn toàn giấu giếm được bảo an, đoán chừng hắn cũng phát hiện chúng ta hướng lầu dạy học bên này chạy, hai người rất nhanh lại hướng bên này chạy tới. Thả ta ra, đồ lưu manh, thối thần côn, làm gì luôn khi dễ ta, làm gì luôn chọc ta hận ngươi, ta chán ghét ngươi, mau buông ta xuống. Trương Tiểu Mạn không ngừng nện lấy phía sau lưng của ta, về sau cảm thấy không dùng được, liền bắt đầu dùng răng cắn, đau ta toàn bộ phía sau lưng đều tại rút gân, ta thậm chí có thể cảm thấy có giọt máu thuận phía sau lưng chảy xuống. Tiểu nương môn này thật đúng là hung ác, ngay từ đầu ta còn không muốn cùng nàng so đo, bởi vì không có thời gian, vì danh dự của nàng, ta nhất định phải liều lên tính mạng chạy trốn, nếu như cho kia hai bảo vệ bắt đến, kia nàng liền xong. Nhưng nàng cắn ta cắn quá hung ác, đau ta nhanh không còn khí lực chạy trốn, tức giận đến ta hung hăng vỗ một cái mông của nàng, chớ quấy rầy, đằng sau bảo an cùng lên đến, lại nhao nhao ta liền ném ngươi xuống dưới, để bảo an đem ngươi bắt đi nhìn ngươi về sau làm sao gặp người. Ta nói xong về sau, Trương Tiểu Mạn mới yên tĩnh trở lại, tại ta trên vai không nhao nhao cũng không náo. Thừa dịp nàng không nổi điên khoảng thời gian này, ta mưu đủ lực một hơi khiêng nàng bên trên lầu dạy học, sau đó tìm một cái không có khóa cửa phòng học mèo đi vào. Buông xuống Trương Tiểu Mạn về sau, nàng ngồi xổm trên mặt đất nức nở lên, cũng không nói chuyện, cũng không náo, một người núp ở phòng học nơi hẻo lánh. Ta lập tức liền hoảng, lúc đầu ta vừa nhìn thấy nữ hài tử khóc ta liền hoảng, càng đừng đề cập là Trương Tiểu Mạn cô gái như vậy. Tại trong tim ta, nàng vẫn luôn là không sợ trời không sợ đất nữ vương, ta là vạn vạn không nghĩ tới nàng thế mà cũng sẽ khóc, trong lúc nhất thời ta cũng không biết làm sao an ủi nàng tốt. Thời gian ngưng kết mười mấy giây sau, ta mới nhớ tới trên người nàng không có quần áo, mà lại nàng toàn thân đều ướt đẫm, cực kỳ dễ dàng cảm mạo, ta vội vàng đem y phục trong tay đưa cho nàng, ra hiệu nàng mặc vào. Trương Tiểu Mạn tiếp nhận quần áo về sau, mắt đỏ trừng ta liếc mắt, sau đó mới mặc quần áo vào, toàn bộ hành trình đều không có đã cho ta sắc mặt tốt nhìn, cũng không quan tâm ánh mắt của ta nhìn loạn, đương nhiên, tiến phòng học về sau, ta phần lớn thời gian đều là quay lưng lại đi. Trương Tiểu Mạn mặc quần áo tử tế về sau, lại nức nở lên, làm cho trong lòng ta cũng cực không dễ chịu, cảm giác cả kiện sự tình đều là lỗi của ta, trong tim ta áy náy cực. Đúng vào lúc này, đột nhiên ta nhìn thấy trong hành lang thêm ra hai bó đèn pin ánh sáng, trong lòng ta lạc một chút, xong, kia hai bảo vệ vẫn là tìm tới, cái này lớn chừng cái đấu điểm phòng học, dù cho có bàn học cản trở, cũng tuyệt đối ẩn tàng không được chúng ta, nếu như là ta một người, còn có thể đánh cược một lần, cược kia hai bảo vệ tiến phòng học cũng nhìn không thấy chúng ta. Nhưng là ta không gặp cược, vạn nhất cược thua, Trương Tiểu Mạn làm sao bây giờ? Ta nhìn một chút ngồi xổm ở góc tường thút thít Trương Tiểu Mạn, trong lòng nhất thời hạ quyết tâm, hai người an ninh này, ta phải đi ra ngoài dẫn ra, mặc kệ nhiều nguy hiểm, đêm nay Trương Tiểu Mạn cái này sự tình, tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết. Hai bảo vệ đèn pin quang càng ngày càng sáng, tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần, đoán chừng cách lục soát chúng ta cái này phòng học cũng không xa. Ta đối Trương Tiểu Mạn nhỏ giọng nói, Tiểu Mạn, người hãy nghe cho kỹ, chờ xuống ta ra ngoài dẫn ra kia hai bảo vệ, chờ an toàn về sau, người lại rời đi, người không muốn lại khóc, chờ xuống sẽ đem bảo an dẫn tới. Sau khi nói xong, ta lấy hết dũng khí, sau đó đem áo cởi xuống che tại trên đầu, sau đó nhanh như chớp chạy ra phòng học, lúc đi ra cố ý làm ra đặc biệt động tĩnh lớn, đem kia hai bảo vệ lực chú ý hấp dẫn đi qua. Ai, lập tức hai chùm sáng hướng ta chiếu đi qua. Sau đó hai bảo vệ nổi điên giống như hướng ta đuổi đi theo. Ta dọa đến nhanh chân liền chạy, đến thang lầu thời điểm trực tiếp liền ba chân bốn cẳng nhảy, sau khi xuống lầu ta cũng không dám quay đầu, nghe thanh âm giống như cũng không có vứt bỏ kia hai bảo vệ, sau lưng y nguyên có ánh sáng chiếu vào, nói rõ bọn hắn một mực theo sát lấy ta sau đó. Ta không dám trực tiếp chạy về ký túc xá, nơi đó hành lang bên trên đoán chừng còn có người, cũng không dám chạy đại môn bên kia đi. Bởi vì khả năng còn có bảo an ở bên kia trông coi, không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, một giây qua đi, ta trực tiếp chạy hướng vứt bỏ lầu dạy học. Đón mưa to, ta liều mạng phi nước đại,
lúc này cảm giác hai chân của mình đều không phải là của mình, chỉ có chết lặng chạy, chạy đến vứt bỏ lầu dạy học thời điểm, chân cảm giác có chút rút gân, lập tức dùng hết khí lực toàn thân chạy nhanh, quả nhiên hai chân có chút tiếp nhận không được. Ta không dám nghỉ ngơi, liền chạy mang bò sờ lên lầu 2, lúc này ta cẩn thận từng ly từng tí hướng dưới lầu nhìn, phát hiện kia hai bảo vệ cũng đi theo truy xuống lầu dưới, trong lòng ta mắng to một câu, nương, thật sự là âm hồn bất tán. Đoán chừng không lâu sau đó bọn hắn liền sẽ đi lên, nơi này phòng học đều là trống không, liếc mắt liền có thể nhìn thấy có người, ta liền giấu cơ hội đều không có, làm sao bây giờ? Ta trong lòng nhất thời hoảng hốt, xem ra lần này ta thực sự vì Trương Tiểu Mạn kia xấu bụng nữ hiến thân, nước mắt của nữ nhân quả nhiên là vũ khí lợi hại nhất. Nghĩ thì nghĩ, thừa dịp bọn hắn không có đi lên trước đó, ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến vào thứ 9 ở giữa phòng học, cái này phòng học trước đó dùng để chiêu bút tiên. Hiện tại còn có ngọn nến nhỏ xuống đến vết tích. Ta như lần trước Bạch Doãn hội trưởng như thế, trốn vào mở ra cửa sau bên trong, hy vọng bọn họ chủ quan không có phát hiện. Qua đại khái một hồi lâu, rốt cục nghe được tiếng bước chân tới gần, ta lập tức ngừng thở, chăm chú núp ở cửa sau bên trong, đến rồi. Lão Lý, thừa hai cái phòng học, chú ý điểm, đoán chừng ở ngay chỗ này, lần này không thể lại để cho hắn chạy mất. Yên tâm Lão Lưu. Lần này chúng ta một người chắn một cái cửa, lần này để hắn mọc cánh khó thoát. Hai thanh âm trao đổi lẫn nhau, sau đó chậm rãi tới gần ta căn phòng học này, nghe tiếng bước chân, đã tiến đến. Ai, căn phòng học này cũng không có, có phải hay không là tại cuối cùng một gian? Khó mà nói, có thể là trên lầu phòng học cũng không nhất định, cái này lầu dạy học lại không chỉ một tầng. Không có khả năng, ta tận mắt nhìn thấy tiểu tử này vừa rồi tại lầu 2 lộ đầu. Tuyệt đối tại tầng này. Nghe hắn, lòng ta lập tức lạc một chút, vừa rồi rõ ràng đã rất cẩn thận, thế mà còn là bị phát hiện, đoán chừng là ta hướng dưới lầu nhìn thời điểm cho hắn nhìn thấy. May mà chính là, bọn hắn cũng không có xem xét phía sau cửa, mà là chuẩn bị rời đi, ta lập tức thở ra một hơi dài, trong lòng một khối đá lớn rơi xuống một nửa. Ngay tại lúc này, đột nhiên ta nhìn thấy dưới chân có đèn pin quang chiếu vào. Hỏng bét, chân bị phát hiện. Ngay tại lúc này, đột nhiên ta nhìn thấy dưới chân có đèn pin quang chiếu vào. Hỏng bét, chân muốn bị phát hiện. Trong lòng ta bắt đầu cầu nguyện kia hai bảo vệ ánh mắt không tốt, dạng này ta liền có thể trốn qua một kiếp, nhưng rõ ràng ông trời cũng không có đứng ở bên ta, kia hai bảo vệ phát ra cười lạnh một tiếng, ý là đã phát hiện ta. Ta lập tức cùng chỗ này quả cà, cũng lười lại trốn, cứ việc ta hiện tại lao ra, khẳng định cũng sẽ cùng gà con đồng dạng, bị hai bảo vệ bóp lấy cổ đưa ra đi. Đã vận mệnh như thế, vậy cũng chỉ có thể nhận, vì Trương Tiểu Mạn chỉ có thể xé rách mình tấm mặt mo này, ta đã thấy ngày mai thảm trạng, hiệu trưởng khẳng định sẽ toàn trường thông cáo, nói ta là cái đổ biến thái cuồng, thích tại trên bãi tập không mặc quần áo tản bộ, nghiêm trọng sẽ còn trực tiếp nghỉ học. Ngay tại ta muốn chờ lệnh vận thẩm phán thời điểm, đột nhiên chung quanh yên tĩnh lại, không khí giống như ngưng kết đồng dạng, kia hai bảo vệ không nói gì, không biết chuyện gì xảy ra, cũng hoàn toàn không có bước kế tiếp hành động. Nhưng là ta có thể nghe được một cái bảo an tiếng thở dốc phi thường lớn, mà lại cực kỳ lộn xộn, vì cái gì chỉ có một cái bảo an bộ dạng này. Một cái khác đâu? Trong lòng ta hiếu kỳ tới cực điểm, ngay tại ta dự định đưa đầu ra ngoài nhìn một chút tình huống thời điểm, đột nhiên có một cái bảo an mở miệng nói chuyện, dọa đến ta lại vội vàng đem đầu rụt trở về. Lão Lưu, ngươi làm sao rồi? Cha hỏi thanh âm run rẩy, ngữ khí có chút sợ hãi. Kỳ quái là... Một cái khác bảo an không trả lời, mà là dùng tay đi đào cửa, trong lòng ta lập tức lạc một chút, lần này thật muốn xong, còn tưởng rằng sẽ xuất hiện cái gì chuyển cơ, không nghĩ tới vẫn là khó thoát vận rủi. Cửa kít một tiếng liền gỡ ra đến một nửa, ngay tại lúc này đột nhiên dừng lại, ta nghe thấy ba một tiếng, một cái bảo an ầm vang đổ xuống, hắn hai mắt trắng dã, rất rõ ràng là ngất đi, cửa chỉ là mở một nửa, hắn cũng không nhìn thấy mặt của ta. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có một cái bảo an té xỉu rồi? Chẳng lẽ là bị một cái khác đánh ngất xỉu? Ta rốt cuộc kìm nén không được lòng hiếu kỳ, từ nửa mở cửa chui ra. Ra tới về sau, chỉ thấy một cái bảo an biểu lỗ ngốc trệ, cầm trong tay một cây gậy điện hai mắt vô thần nhìn ta. Ta vội vàng lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt này, không thể nghi ngờ là chúng ta. Cho tới bây giờ ta mới đột nhiên nhớ tới, cái này phòng học giống như vốn là cất giấu một con quỷ, chẳng lẽ là hắn? Ta toàn thân đều cảnh giác, trong tay đào một kiếm vận sức chờ phát động, một cái tay khác trưởng thì giấu một tấm hoàng phù. Lại là ngươi,
Ta câu nói này hỏi được rất huyền, nhưng ta lại không biết làm như thế nào đi xưng hô hắn. Trước đó Bạch Doãn hội trưởng có đề cập qua tên của hắn, nhưng ta đã nhớ không rõ. Bảo an thế mà nhẹ gật đầu, sau đó đông một tiếng, trong tay gậy điện rơi trên mặt đất, hắn ý tứ rất rõ ràng, hắn đối ta cũng không có ác ý, mà cái này dưới mặt đất nằm bảo an, cũng hẳn là hắn cho điện choáng, chẳng lẽ hắn là tới giúp ta? Đây cũng là vì cái gì? Ta cùng hắn không thân chẳng quen, hắn không hại ta đã vạn hạnh, vì sao muốn ra tới giúp ta? Ta vừa định hỏi nó nguyên nhân, nhưng không đợi ta mở miệng, từ cái kia bảo an trong thân thể mạnh mẽ gạt ra một câu, mau cứu nàng, mau cứu Bạch Doãn. Thanh âm này không phải trước đó cái kia bảo an, ta nghe ra, mặc dù miệng của hắn đang động. Vì cái gì, ta đang nghĩ hỏi nó nguyên nhân, đột nhiên cái kia bảo an cũng oanh một tiếng, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Uy, người đến nói là cái gì a? Ta đối chống trải phòng học hô, đây coi là chuyện gì? Nói một câu phi lý liền đi rồi. Đến đều đến, liền không thể nói rõ điểm sao. Đúng vào lúc này, ta đầu đột nhiên linh quang lóe lên, giống như nghĩ đến cái gì, đúng, cái này quỷ âm khí giống như so trước đó yếu thật nhiều, lần trước hắn xuất hiện thời điểm, chỉ ít còn âm phong trận trận, cả kiện phòng học nhiệt độ sẽ trở nên dâm mát, nhưng lần này xuất hiện, ta hoàn toàn không cảm giác được. Nếu như không phải oán quỷ cùng lệ quỷ, chỉ là phổ thông cô hồn dã quỷ, tại dương gian thời gian du đãng lâu, âm khí sẽ từ từ biến ít. Đến cuối cùng thậm chí sẽ tan thành mây khói, theo Bạch Doãn nói thời gian, cái này quỷ âm khí xác thực sẽ đang từ từ giảm bớt, đoán chừng hắn thượng nhân thân đã rất tốn sức. Ta nhìn một chút trên mặt đất hai bảo vệ, cảm thấy rời khỏi nơi này trước vi diệu, trường học cũng không chỉ hai bảo vệ, chờ xuống tìm đến, vậy ta nhưng chịu không nổi, hoặc là bọn hắn sớm tỉnh lại, đối ta cũng khá bất lợi. Nghĩ đến nơi này, ta vội vàng chạy ra phòng học, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mò xuống lâu. Quan sát bốn phía phát hiện không có người về sau, mới một hơi chạy về vừa rồi Trương Tiểu Mạn cất giấu phòng học. Tiểu Mạn, người vẫn còn chứ? Ta một bên nhỏ giọng hỏi, vừa đi tiến phòng học, khiến cho thất vừa rồi cái kia nơi hẻo lánh chữ ẩm ướt cộc cộc, đã sớm không gặp người, ta cũng không dám đến chỗ tìm, vội vàng nhanh như chớp chạy về ký túc xá. Vừa rồi phong ba vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, phần lớn trong túc xá người còn tại chậm rãi mà nói, đoán chừng còn tại dư vị. Ta cũng lười để ý đến bọn họ, trực tiếp sờ về mình ký túc xá. Ta kia hai cái cùng phòng tự nhiên cũng sẽ không thất bại, hai người tại kia nói đến say sưa ngon lành, ta trở về đều không có coi ra gì, nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt, ta cũng không thèm để ý bọn hắn, tắm rửa đổi một bộ quần áo sau liền chuẩn bị lên giường đi ngủ, chuyện tối nay đã đủ nhiều, may mắn đều là có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, hy vọng Trương Tiểu Mạn không có việc gì liền tốt. Ngay tại ta nghĩ nhắm mắt mà ngủ thời điểm, đột nhiên bụng bắt đầu rời sông lấp biển lên, một cỗ hồng hoang lực lượng bay thẳng hoa cúc chỗ, ta vội vàng nhảy xuống giường đi nhà xí giải phóng. Kỳ cái quái, chẳng lẽ ta ăn sai đồ vật rồi? Hẳn là sẽ không, trường học đồ vật đều rất sạch sẽ không là bởi vì mắc mưa. Kia càng thêm sẽ không, gặp mưa nhiều nhất cảm mạo, làm sao có thể tiêu chảy. Kéo đến một nửa thời điểm, ta đột nhiên nghĩ tới Mao Sơn quỷ đạo phía trên có một đầu giới huấn. Phàm là lợi dụng đạo thuật thỏa mãn mình bản thân tư dục người, sẽ gặp báo ứng, cái nhỏ thân thể khó chịu, kẻ nặng khắc phụ khắc mẫu khắc vợ khắc tử, hoặc cố gắng cả đời, không may đến chết, hoặc vô cớ chết đột ngột, gặp thiên khiển. Ta vì thắng Trương Tiểu Mạn, mời quỷ tới giúp ta, tiêu chảy khả năng chính là ta báo ứng, bởi vì cái này án lệ Mao Sơn quỷ đạo bên trên cũng có ghi chép. Đã từng có một cái Mao Sơn đạo sĩ cùng người đánh cược, cược người kia vác không nổi khối đá lớn kia. Cược 5 lượng bạc để cho ổn thỏa, hắn thi thuật mời quỷ đến giúp đỡ, để quỷ ngồi tại tảng đá kia phía trên, như thế tảng đá liền sẽ nặng như ngàn cân, đánh cược người tự nhiên vác không nổi tảng đá. Về sau Mao Sơn đạo sĩ thắng cược, có trời có chịu người kia cho hắn 5 lượng bạc, Mao Sơn đạo sĩ qua đại khái 1-2 ngày, đột nhiên điên cuồng tiêu chảy, uống thuốc cũng vô dụng, kém chút đem ruột đều muốn lôi ra đến, may mắn hắn ý thức được mình là phạm giới, thế là vội vàng đem bạc trả lại, cũng thành khẩn nói xin lỗi. Tiêu chảy cái này sự tình mới chậm rãi ngừng lại, không tiếp tục phạm. Mao Sơn quỷ đạo bên trên thường xuyên có ghi chép những chuyện này, không biết là người khác cộng vào, vẫn là nguyên bản liền có, khả năng những sự tình này chính là vì để hậu nhân lấy đó mà làm gương, nhưng không đơn thuần là vì truyền thụ đạo thuật. Cái này hơn nửa đêm còn tiêu chảy thật sự là khó chịu, ta khóc đều không có nước mắt lưu, che khó chịu bụng, trong lòng âm thầm hạ quyết định, ngày mai nhất định phải kéo xuống mặt mo cho Trương Tiểu Mạn xin lỗi. Không phải ta không biết phải gặp báo ứng bị tới khi nào.
một lần qua đi ta coi là liền sẽ không có việc gì, nhưng đêm nay, ta ròng rã kéo 7, 8 lần, kém chút đem ruột đều kéo ra tới, hai chân đã ngồi xổm đứng cũng không vững, nằm trên giường cùng đầu tử thi một loại, gần như một đêm cũng không ngủ, đến đại khái rạng sáng 4 giờ nhiều thời điểm mới buồn ngủ, ngày thứ hai kém chút liền vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, may mắn ta đã không có việc gì, bụng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng đã không có loại kia muốn phát triển mạnh mẽ cảm giác, khả năng ta phạm giới trình độ tương đối nhẹ, nhận báo ứng cũng không có lớn như vậy. Đơn giản rửa mặt về sau, ta liền đỉnh lấy xong mắt gấu mèo đi học, trông thấy Trương Tiểu Mạn ngồi tại vị trí bên trên, ta cũng yên lòng, may mắn tối hôm qua không có xảy ra chuyện, chẳng qua nàng không ngừng nhảy mũi, hẳn là mắc mưa cảm mạo, loại này thiên kim đại tiểu thư, làm sao chịu được phong hàn, giống ta loại này nông thôn người tới, khi còn bé không có việc gì liền thích đi ra ngoài gặp mưa, cứ việc trở về muốn chịu một trận đánh đập, nhưng vẫn làm không biết mệt, cho nên tối hôm qua xối phải điểm kia mưa với ta mà nói. Cũng không có cái gì. Sau khi tan học, ta cố lấy dũng khí đi đến Trương Tiểu Mạn trên chỗ ngồi, vừa định cùng nàng xin lỗi nhận lầm, không nghĩ tới nàng trợn mắt nhìn ta một cái, sau đó nhỏ giọng nói một câu, cút. À, ta có chút phản ứng không kịp. Tối hôm qua sự kiện kia nếu như ngươi dám nói ra ngoài, ta nhất định thiến ngươi, hừ, thối thần côn. Trương Tiểu Mạn hung hãn nói, nàng đã khôi phục ngày xưa hung tướng, tối hôm qua bi thương bộ dáng đã sớm không thấy tăm hơi. Phảng phất tối hôm qua cái kia nàng cảm giác ta bị sai, ở trước mặt ta mềm yếu cùng nước mắt đều là trang đồng dạng. Nghe nàng, ta dọa đến thân thể co rụt lại, vô ý thức kẹp lấy mình đúng quần, đúng a, ta đều quên đây là cái nữ ma đầu, nào có yếu ớt như vậy, nghĩ nghĩ, kia mới thiết kế tốt xin lỗi từ tất cả đều nuốt xuống bụng bên trong, dù sao báo ứng cũng qua, sẽ không có sự tình, ta mới không muốn cùng cái này nữ ma đầu xin lỗi. Yên tâm tốt, ta chính là ghé thăm ngươi một chút có sao không? Chuyện tối ngày hôm qua, ta tuyệt đối sẽ không nói ra, sẽ chỉ vụng trộm viết tại trong nhật ký. Miệng ta cứng ngắc lấy nói. Trương Tiểu Mạn tức giận đến mặt đều đỏ, nhưng nàng lại không dám tại lớp học phát tác, một mực kìm nén đến toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Lâm Nguyên, ngươi. Ngươi chờ đó cho ta, lão nương rất tốt, không cần ngươi nhìn, cút nhanh lên, A Thu. Trương Tiểu Mạn vừa mắng, một bên đánh lấy hắt xì. Ta cho nàng làm bái bai thủ thế, thật tốt, ta chờ. Trở lại chỗ ngồi về sau, ta lại có chút hối hận, vạn nhất lại bắt đầu tiêu chảy làm sao xử lý. Ai, ta vừa rồi nên thật tốt nói lời xin lỗi, nhưng nữ ma đầu này cũng quá khó hầu hạ, ta còn chưa mở miệng liền bị nàng đỗi mấy đao, thực sự mất hết mặt mũi. Sau đó mấy tiết khóa, ta đều lên phải có điểm lo lắng bất an, may mắn chẳng có chuyện gì phát sinh, bụng cũng thật tốt, xem ra là báo ứng đã qua, đa tạ ông trời phù hộ. Sau khi tan học, ta lúc đầu dự định đi điều tra một chút Bạch Soán, tối hôm qua con quỷ kia giúp ta bận bịu, ta hẳn là cũng ứng yêu cầu của hắn, chẳng qua làm ta không hiểu là, Bạch Soán có thể có cái gì nguy hiểm. Nếu quả thật có chuyện gì, nàng hẳn là cũng sẽ hướng ra dài hoặc là trường học lão sư cầu cứu, vì sao muốn ta đi cứu nàng? Chẳng lẽ là cùng linh dị xã có quan hệ? Bạch Soán cao hơn ta một giới, phòng học cũng tại ta trên lầu, ta thừa dịp tan học vội vàng sờ lên lớp học của nàng. Hy vọng có thể theo dõi nàng đạt được điểm tin tức, đây cũng không phải là tốt sống, nếu như không phải thiếu con quỷ kia nhân tình, ta mới không nghĩ quan tâm nàng đâu. Bên trên Bạch Doãn lớp về sau, phát hiện nàng đã không ở phòng học, chẳng lẽ đã đi rồi. Vậy ta thật sự là đi một chuyến uổng công, hội học sinh hội trưởng chính là bận bịu. Ta thất vọng đi xuống cầu thang, xuống lầu dưới chỗ góc cua, ta đột nhiên đã nhìn thấy Bạch Doãn, nàng cùng trường học một cái chủ nhiệm song song mà đi. Giống như thảo luận cái gì, ta vội vàng đi theo phía sau của nàng, may mắn hiện tại là tan học thời điểm, đi trên đường học sinh tương đối nhiều, ta rất khó bị phát hiện. Bạch Doãn cùng trường học chủ nhiệm một bên nói vừa đi, bọn hắn giống như muốn đi phòng họp, có thể là chốt mở tại hội học sinh hội nghị, mà bình thường hội học sinh có vài việc gì đó, cũng là vị chủ nhiệm này phụ trách truyền đạt cùng chỉ đạo. Rất nhanh bọn hắn liền đến cửa phòng họp. Cứ như vậy. Bạch Doãn cùng trường học chủ nhiệm một trước một sau tiến phòng họp, cửa cũng rất nhanh bị bọn hắn đóng lại, bọn hắn ở bên trong đã làm gì ta tự nhiên cũng sẽ không biết, cái này giữa ban ngày, ta cũng không có khả năng đem lỗ tai dán tại trên cửa nghe lén, vạn nhất bị học sinh khác sẽ thành viên trông thấy làm sao bây giờ. Đúng vào lúc này, đột nhiên trong túi điện thoại vang lên, đem ta giật mình kêu lên, không biết vì cái gì ta sẽ có loại này cảm giác có tật giật mình, có thể là bởi vì ta lần thứ nhất làm theo dõi loại sự tình này đi. Ta nhìn thoáng qua điện thoại điện báo,
phát hiện là mập mạp, chẳng qua trừ mập mạp, gần như cũng không có người nào sẽ gọi điện thoại cho ta đi. Uy, mập mạp tìm ta chuyện gì? Ta nhận nghe điện thoại nói. Tiểu ca, Lý Hiểu đến, ngươi qua đây nhìn một chút. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của mập mạp. Ta sau khi cúp điện thoại, đơn giản đào hai ngụm cơm liền đi cửa hàng, đi vào liền thấy Lý Hiểu. Hắn trông thấy ta sau nói thẳng, đại sư, ta điều tra qua, trong xưởng căn bản không có loại kia mất hồn đặc thù người, có phải hay không là ngươi lầm rồi? Ta nhíu mày, không có khả năng, cái này tuyệt đối không sai, nếu như là quỷ hồn, chúng ta đêm đó nhất định có thể nhìn thấy, là sinh hồn không có chạy, có phải hay không là ngươi không có tra toàn diện, còn có người để lọt rồi? Đúng a, Lý lão bản, người nghĩ a, hồn đều mất đi, ai còn lưu bên trong xưởng, kia còn có còn sống không? Xác định vững chắc đưa về quê quán a, mập mạp cũng phụ vừa nói. Lý Hiểu lắc đầu, một bộ rất xác định bộ dáng, ta điều tra, tại cái kia nhà máy làm việc qua công nhân, cho tới bây giờ, tất cả cũng không có từ chức, cũng không có đi, ta còn cố ý liệt một tấm danh sách, tất cả mọi người điều tra, đều tốt, không có người nói loại kia ném hồn đặc thù. Kia có phải hay không là người khác nhà máy công nhân? Mập mạp tiếp tục hỏi. Lý Hiểu gãi đầu một cái này, toàn bộ xưởng người như thế lớn, lưu động tính cũng mạnh, người chẳng lẽ gọi ta đem toàn bộ xưởng người đều lật ra tới đi? Coi như lật ra đến đi cũng tìm không thấy, ta cũng không phải điều tử. Lý Hiểu nói đến cũng đúng, dạng này cha khẳng định không phải biện pháp, thực sự là để người đau đầu. Nếu không ngươi đừng quản nó được, sinh hồn sẽ không hại người. Ta nói. Lý Hiểu đầu co rụt lại, rõ ràng vẫn còn có chút sợ hãi, vậy cái này sinh hồn, nó lúc nào có thể đi? Sinh hồn, muốn chờ chủ nhân tử vong về sau, chủ nhân chết rồi, kia sinh hồn cũng liền biến thành tử hồn, ba hồn không đủ, vậy cái này đơn độc ra tới sinh hồn, cũng sẽ rất nhanh tiêu tán. Ta giải thích nói. À, phải đợi người chết về sau, kia quỷ biết hắn lúc nào chết, có lẽ ta chết rồi, hắn cũng chưa chết. Lý Hiểu rõ ràng có chút không vui lòng. Ta tiếp tục khuyên, cái này sinh hồn lại không hại người, lại vì sao muốn chờ nó đi đâu, người tiếp tục xây dựng lại nhà máy chính là, nó lại không hại người. Lý Hiểu mím môi không nói lời nào, một bộ không vui lòng dáng vẻ, nhưng cái đồ chơi này cũng quá làm người ta sợ hãi, đến lúc đó ai dám lên ban, đừng nói đi làm, chỉ những thứ này xây nhà máy cũng chưa chắc dám khởi công a. Lý Hiểu nói cũng có đạo lý, đã người thuê không nguyện ý như vậy được rồi, vậy ta cũng không có cách, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, làm sao ta đều muốn đem sự tình cho người ta làm thỏa đáng, không phải thanh danh này truyền đi, đối ta cũng không tốt lắm. Đúng vào lúc này, mập mạp đột nhiên nói, ai, tiểu ca, người có nhớ hay không con kia sinh hồn nói qua một câu. Mập mạp vừa nói như vậy ta mới nghĩ tới, liền vội vàng gật đầu nói, nhớ kỹ, hắn giống như đi nói nơi nào đây. Đây có phải hay không là đang tìm đồ vật? Tám thành là, mập mạp phụ họa nói. Lý Hiểu nhún vai, vậy thì thế nào? Khả năng người này trước đó tại nhà máy bên trong ném đồ vật, liền xem như dạng này, chúng ta y nguyên tìm không thấy manh mối. Lý Hiểu giống như có chút uể oải, nét mặt của hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Người trước không muốn uể oải, người nói một người ném thứ gì trọng yếu như vậy, thế mà trọng yếu đến hồn phách ly thể, đây nhất định không phải phổ thông đồ vật. Ta nói, mất hồn liền rất trọng yếu a. Mập mạp cười hắc hắc nói. Ta chừng mập mạp liếc mắt, dọa đến hắn tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Ta vừa nói như vậy, Lý Hiểu giống như có chút thông suốt, hắn nhíu mày, người nói là, người này tại nhà máy bên trong ném đặc biệt trọng yếu đồ vật. Ta nhẹ gật đầu, vô cùng trọng yếu, cực kỳ trọng yếu, quan trọng nhất. Lý Hiểu ngẩng đầu lên, giống như đang suy nghĩ, một lát sau, hắn vẫn lắc đầu một cái, ta thực sự là nghĩ không ra có đồ vật gì trọng yếu như vậy. Lúc này thì ngôn bu lại. Một mặt thần bí nói, ném hồn cái này sự tình, ta nhưng thấy tận mắt. Ba người chúng ta nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, mập mạp là người nóng tính, lập tức cướp hỏi, nhanh nói cho chúng ta một chút, đến cùng là vì cái gì ném hồn. Thi ngôn uống một ngụm trà, sau đó cùng chúng ta cẩn thận nói mình thấy tận mắt ném hồn sự kiện. Sự tình qua đi cũng không bao lâu, đại khái cách hiện tại có khoảng 3 tháng, một đôi mẹ con ra đường du ngoạn, rất nhiều người. Mẫu thân lập tức không coi chừng nhi tử, sau đó người liền không có. Mẫu thân lập tức hoảng hốt, khắp nơi tìm kiếm, nhưng chính là tìm không thấy, về sau thông chi người trong nhà đến cùng một chỗ tìm kiếm, cũng không tìm được, lúc ấy bọn hắn trên đường tìm kiếm thời điểm,
trong đám người đột nhiên có người nói câu, đứa nhỏ này a, tám thành là bị bọn buôn người cho bắt cóc. Vừa dứt lời, đám người lập tức bộc phát thảo luận, các loại bọn buôn người ngoặt nhi đồng thảm sự bị nói không ngừng, mẫu thân nghe đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Về sau, toàn gia tại 24 giờ về sau, liền vội vàng đi báo cảnh sát, nhưng mẫu thân sau khi tỉnh lại, người liền si ngốc ngơ ngác, bên miệng chảy nước bọt, thỉnh thoảng sẽ hô vài câu nhi tử, cái khác lời nói một câu sẽ không nói, bác sĩ nói nàng bị kích thích quá độ mới có thể dạng này. May mà chính là, không bao lâu đứa bé kia liền bị tìm được, thật đúng là cho người ta con buôn cho bắt cóc, là cảnh sát nhân dân từ kẻ buôn người ổ cấp cứu ra tới. Hai tử trở về, vốn cho rằng mẫu thân bệnh cũng sẽ đi theo tốt, nhưng để người không tưởng tượng được chính là, coi như hài tử xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, nàng không phản ứng chút nào, trong mồm vẫn là hô hào hài tử, bác sĩ nói nàng thân thể đã không có gì đáng ngại, không biết vì cái gì chính là không khôi phục lại được. Đến nơi đây, liền phải nói đến Thi Ngôn, nói có khéo hay không, khi đó Thi Ngôn vừa vặn tại hài tử mất tích đầu kia trên đường ăn xin, ban đêm cũng ở đó đi ngủ. Một đêm bên trên, Thi Ngôn ngủ đến nửa đêm, đột nhiên chỉ nghe thấy có người đang gọi nhi tử, nàng mở ra cặp mắt mông lung nhìn khắp nơi, nhưng chính là nhìn không thấy người, nàng lập tức đánh run một cái, cho là mình đụng quỷ. Thi Ngôn mặc dù sẽ không bắt quỷ, nhưng cho tới bây giờ còn không sợ quỷ, nàng gõ gõ mình chén bể, phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy, sau đó quát to, yêu nghiệt phương nào, lại dám đánh nhiễu bản tiên nữ đi ngủ. Thi Ngôn nói đến đây thời điểm, mập mạp che miệng lại cười ra heo tiếng kêu, trêu đến Thi Ngôn chừng mắt nhìn nhau, còn cho hắn hung hăng đạp một cước, lúc ấy cái kia đau đến a, ta nhìn thấy hắn nước mắt đều chảy ra. Trở lại chuyện chính, Thi Ngôn hô một tiếng về sau, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, nữ nhân kia như cũ tại hô hào nhi tử, thanh âm rất quỷ dị, có điểm giống loại kia âm trầm trầm hồi âm, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Thi Ngôn lập tức có chút không nghĩ ra, nghĩ thầm hẳn là cái này quỷ hồn chỉ là đến tìm nhi tử. Nếu thật là dạng này, đổi lại bình thường, Thi Ngôn khẳng định cũng lười để ý tới, nhưng bây giờ nàng đang ngủ, cô gái này dạng này kêu to, nàng cái kia ngủ được. Đủ rồi, mặc kệ ngươi là người hay quỷ, tìm nhi tử đi địa phương khác tìm, đừng ảnh hưởng bản tiên nữ đi ngủ. Thi Ngôn sinh khí hô. Mặc kệ Thi Ngôn nói cái gì, kết quả vẫn là đồng dạng, cái thanh âm kia cùng đoạt mệnh tiếng chuông, một mực đang Thi Ngôn chung quanh du đãng. Ai nha, đại gia, có phải là lão tử không mắng ngươi không được, nhiễu người thanh mộng, cả nhà hỏa táng chàng không biết sao. Thi Ngôn coi là hung hăng mắng một câu về sau, tình huống sẽ tốt một chút, chỉ ít cái kia nữ sẽ có chút phản ứng, nhưng không nghĩ tới chính là, cái kia nữ vẫn là không để ý tới nàng. Thi Ngôn lập tức cảm thấy có điểm gì là lạ, nếu thật là quỷ hồn, kia nàng hẳn là có thể cảm giác được một điểm âm khí, chỉ ít đường phố này hẳn là cũng sẽ trở nên râm mát không ít a. Nhưng loại cảm giác này Thi Ngôn hoàn toàn không có cảm giác được. Chẳng lẽ là người, sẽ không phải là cái nữ nhân điên a? Nghĩ tới đây, Thi Ngôn trong lòng nhất thời khí u cục, quỷ nàng không sợ, nhưng tên điên cũng không đồng dạng, vạn nhất thừa dịp nàng ngủ, cầm đao chém chết nàng làm sao bây giờ? Tên điên giết người thế nhưng là không cần đền mạng. Cảm giác được không ổn về sau, Thi Ngôn bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, nếu thật là dạng này, kia nàng phải suy tính một chút dọn nhà, mặc dù tìm thật lâu mới tìm được một đầu như thế phồn hoa đường cái, ấm no không cần sầu, nhưng cùng mệnh so ra, cái này lại đáng là gì đâu. Tìm sau khi, nàng căn bản không có phát hiện người tung tích, nhưng thanh âm lại một mực tồn tại, Thi Ngôn triệt để lộn xộn, nàng điên cuồng gãi đầu, cực kỳ không hiểu, không phải người, cũng không phải quỷ, kia rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Nếu như Thi Ngôn là người bình thường, kia lúc này sớm đã bị dọa chạy, nhưng nàng cũng không phải, trong lòng không chỉ có không sợ, ngược lại lòng hiếu kỳ cùng thủy triều đồng dạng tuôn ra. Đột nhiên, Thi Ngôn ý tưởng đột phát, nàng đối thanh âm chỗ hô một câu, ta gặp được con của ngươi, tranh thủ thời gian tới ta cho ngươi biết. Thi Ngôn không có nghĩ qua sẽ có hiệu quả, nàng lúc ấy chính là thuần túy vì hợp ý, quan tâm nàng là người hay quỷ, không tìm nhi tử sao. Ta liền nói nhìn thấy ngươi nhi tử. Ra ngoài ý định sự tình phát sinh, đột nhiên từ trong không khí đột nhiên thoát ra một bóng người này rất kỳ quái, đen thui, nhưng toàn thân lại là trong suốt, nhìn qua cảm giác giống một hình bóng, lại giống một tầng màu trắng trong suốt hồ dán giấy. Dựa theo Thi Ngôn nói, cái đồ chơi này nhìn qua chính là người không ra người, quỷ không quỷ. Cái này có thể thực đem Thi Ngôn giật mình kêu lên, nàng thét lên một tiếng sau hỏi, đại tỷ, ngươi là cái thứ gì a? Nữ nhân kia không trả lời nàng vấn đề này,
mà là lo lắng hỏi, nhi tử, ngươi có nhìn thấy con của ta sao? Con của ngươi làm sao rồi? Tên gọi là gì? Thi Ngôn hỏi. Nhi tử ta tại con đường này không gặp, hắn gọi Tiểu Đồng, ngươi trông thấy hắn sao? Nữ nhân kia đáp rất nhanh, nói chuyện cùng máy móc đồng dạng, những lời này giống như đã sớm thiết lập tốt chương trình đồng dạng. Nghe nàng kiểu nói này, Thi Ngôn mới nhớ tới, giống như trước đó tại con đường này thật có cái tiểu hài không gặp, chẳng lẽ nữ nhân này là trẻ con mẫu thân? Nhưng nàng cái này người không ra người, quỷ không quỷ chính là cái gì? Đại tỷ, ta không nhìn thấy con của ngươi nha, ngươi vẫn là gọi cảnh sát thúc thúc giúp ngươi tìm một cái a. Thi Ngôn hảo tâm khuyên nhủ. Nhưng Thi Ngôn vừa nói, nữ nhân kia đột nhiên liền không gặp, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, cũng không có bất kỳ cái gì báo hiệu, liền xem như gió, ngươi cũng có thể cảm giác được một điểm, nhưng nàng liền cùng đột nhiên biến mất đồng dạng, đột nhiên liền dung nhập không khí bên trong. Thi Ngôn vội vàng hô vài câu đại tỷ đều không có phản ứng, qua mấy giây sau, Thi Ngôn lại nghe thấy nàng hô, nhi tử ngươi ở đâu? Thi Ngôn rụt rụt đầu, cũng không dám tại ngưng lại, vội vàng cuốn gói đi địa phương khác ngủ. Ngày thứ hai, Thi Ngôn hướng khác tên ăn mày sau khi nghe ngóng, mới hiểu được sự tình đại khái trải qua. Đã nữ nhân kia còn chưa có chết, nói rõ tối hôm qua gặp phải không phải quỷ hồn, Thi Ngôn một suy nghĩ, rất nhanh liền minh bạch, nguyên lai nữ nhân này là đem hồn nhét vào trên đường cái. Không gặp yêu nhất thân nhân, thương tâm quá độ đem hồn ném cũng bình thường, mẫu thân không hổ là vĩ đại nhất, nhưng vị mẫu thân này cũng không đáng kể, thế mà có thể trên đường đem tiểu hài cho mất đi, may mắn tìm trở về. Chiêu hồn là một kiện tương đối sự tình đơn giản, Thi Ngôn mặc dù không có chiêu qua, nhưng lại biết trình tự, vì để cho mẹ con bọn hắn đoàn viên, Thi Ngôn tìm được bọn hắn, sau đó hỗ trợ đem mẫu thân tại trên đường cái hồn gọi trở về tới. Quá trình không cần tường thuật, ngay từ đầu khẳng định là gian nan nhất, bởi vì Thi Ngôn một cái tên ăn mày, người khác chắc chắn sẽ không tin, bác sĩ đều trị không hết, người một cái tên ăn mày có thể trị hết không? Mặc dù có chút uất ức, dù sao cũng là vì người khác. Không vì lợi làm việc tốt, nhưng Thi Ngôn vẫn là hao hết miệng lưỡi thuyết phục người nhà của nàng, cuối cùng Thi Ngôn rốt cục thành công đem hồn cho gọi trở về đến trên người của mẫu thân, để hai mẹ con đoàn tụ. Nghe xong Thi Ngôn cố sự, mập mạp nhíu mày, tiểu ăn mày ý của ngươi là, cái kia nhà máy cũng có người thân nhân bị thiêu chết rồi. Lý Hiểu bận bịu giải thích nói bậy, nhà máy căn bản không có từng thiêu chết người. Vậy ngươi chuyện này không bạch giảng sao? Mập mạp trợn trắng mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Ta vội vàng đạp hắn một cước, đần, Thi Ngôn nghĩ biểu đạt không phải cái này. Đó là cái gì? Mập mạp gãi đầu một cái, người có chút mộng, Lý Hiểu cũng nhìn ta, hy vọng ta có thể nói ra chút gì. Ta thở dài, cái này phản ứng của hai người cũng quá chỉ độn đi, Thi Ngôn có ý tứ là, chỉ cần chúng ta hợp ý, liền có thể đem sinh hồn dẫn ra ngoài. Hợp ý? Ta nhẹ gật đầu, đúng, sinh hồn cùng tử hồn người bình thường đều là không cách nào nhìn thấy. Nhưng quỷ hồn có thể thông qua phương pháp đặc thù nhìn thấy, sinh hồn lại không được, chỉ có bọn chúng muốn gặp người, mới có thể trông thấy, chỉ cần chúng ta hợp ý, đưa chúng nó hấp dẫn tới, vậy liền có thể gặp đến bọn chúng. Mập mạp vỗ tay một cái, đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới, chỉ cần nhìn thấy cái này cái gì sinh hồn bộ dáng, liền có thể biết hắn là ai. Không sai, đêm nay lại đi nhà máy bên trong thăm dò một chút liền biết, hy vọng có thể mau chóng tìm ra sinh hồn chủ nhân. Vậy chúng ta liền có thể giao nộp. Ta thở ra một hơi dài, hy vọng hết thảy đều thuận lợi, lần này thật đúng là nhờ có Thi Ngôn, nàng nhưng giúp chúng ta rất nhiều lần bận bịu. Đưa tiễn Lý Hiểu về sau, ta tiếp tục đi học, ban đêm đến sau ta cũng không làm phiền, trực tiếp cùng mập mạp cưỡi xe điện thẳng đến Lý Hiểu nhà máy, nghênh đón chúng ta vẫn là kia hai bảo vệ. Đi vào vứt bỏ nhà máy về sau, chúng ta lại dẫn theo đèn pin tiến đến, lần này chúng ta lôi kéo Lý Hiểu cùng một chỗ tiến đến. Không phải dù cho nhìn thấy sinh hồn bộ dáng, chúng ta cũng không cách nào nhận ra. Lý lão bản, chờ xuống nếu quả thật nhìn thấy kia sinh hồn bộ dáng, người phải nhớ kỹ, sau đó lại đem người kia điều tra ra. Ta dặn dò. Lý Hiểu nhẹ gật đầu, được, không có vấn đề. Ba người chúng ta tiến nhà máy về sau, dùng đèn pin chiếu vào phát ra tiếng bước chân vị trí, mập mạp muốn nói chuyện dẫn hắn ra tới, nhưng lại bị ta kịp thời ngăn lại. Làm sao rồi? Không phải muốn đem hắn dẫn ra sao? Mập mạp không hiểu hỏi. Chờ, ta thản nhiên nói. Chờ cái gì? Chờ hắn phát ra tiếng, không phải ta sợ không có hiệu quả. Ta tiếp tục nói. Mập mạp điểm tới gật đầu, dường như minh bạch ta lo lắng, từ đó ba người chúng ta đều không nói chuyện,
ngay tại nhà máy bên trong một mực ở lại, nơi này bọn hắn lại không dám hút thuốc lá, nhàm chán có chút khó chịu, mà lại cái này nhà máy mùi khét đặc biệt nặng, nghe lâu người có chút không thoải mái. Qua đại khái nửa giờ sau, cái kia quỷ dị tiếng bước chân rốt cục cũng ngừng lại, ba người chúng ta người nhất thời cảnh giác, tất cả đều dựng thẳng lên lỗ tai bắt đầu lắng nghe. Thời gian một giây trôi qua, tiếng bước chân không có, thanh âm cũng không thấy có, cái này khiến chúng ta quả thực có chút gấp. Tiểu ca, cái đồ chơi này sẽ không phải là đi đi. Mập mạp lo lắng nói. Ta lắc đầu, biểu thị không biết, tất cả mọi người nhìn không thấy hắn, toàn bộ nhờ tiếng bước chân để phán đoán, hiện tại tiếng bước chân không có, hắn có hay không tại quỷ biết. Qua đại khái một phút đồng hồ sau, rốt cục có âm thanh từ trong không khí phát ra, đi đâu rồi? Ở đâu, ta làm sao tìm được không được? Mập mạp nghe xong, lập tức hưng phấn đến nhảy dựng lên, nhưng miệng hắn giật giật, lại ngừng lại, sau đó nhìn ta. Ngươi thế nào rồi? Nói a, vừa rồi không rất tích cực sao? Hiện tại đến phiên ngươi ra sân lại tắt máy rồi. Ta bất mãn nói. Mập mạp gãi đầu một cái lúng túng cười nói, ta đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Ta lập tức một trận cuồng choáng, cái này mẹ nó thật sự là phục, thời khắc mấu chốt thế mà héo. Ta cũng lười để ý đến hắn, đối phát ra âm thanh địa phương hô một câu, ai, người thứ muốn tìm chẳng phải đang kia sao? Ta nhìn thấy, mặc dù ta không biết sinh hồn muốn tìm cái gì, nhưng hắn đã muốn tìm đồ, vậy ta liền thuận hắn nói, dạng này hẳn là có thể hấp dẫn đến chú ý của hắn. Quả nhiên, sinh hồn vội vàng hỏi, ở đâu? Đến cùng ở đâu? Ta làm sao không nhìn thấy? Sinh hồn mặc dù nói chuyện với ta, nhưng ta y nguyên nhìn không thấy hắn, hắn hiện tại bước chân phi thường lộn xộn, giống như thụ ta ảnh hưởng, hắn hiện tại đang cố gắng tìm được. Tìm được, ở ta nơi này đâu? Ta nói láo, xem ra không lừa gạt một chút hắn là sẽ không muốn thấy ta. À, tìm được, ở chỗ nào, nhanh còn cho ta, sinh hồn thanh âm có chút hưng phấn, lại có chút nóng nảy. Đúng vào lúc này, ta đột nhiên trông thấy trong không khí chạy ra một cái hơn 40 tuổi nam nhân, hắn đối ta hưng phấn hỏi, trên mặt còn lộ ra một chút sốt ruột. Ra tới, ta trong lòng nhất thời kêu lên, cái đồ chơi này không nghĩ tới dễ dỗ dành như vậy, vừa lừa liền bị lừa, mặc dù có chút không nhân nghĩa, nhưng dù sao chỉ là một cái sinh hồn, không cần thiết nói với hắn nhân nghĩa đạo đức. Lý lão bản, nhanh, người này ngươi nhận ra không, không nhận ra liền vội vàng ghi xuống hắn bộ dáng, chờ xuống trở về điều tra thêm. Ta vội vàng hô. Bên cạnh Lý Hiểu một mặt ngây ngốc, hắn mê mang nhìn ta hỏi, nhìn cái gì? Nào có đồ vật, ta cái gì đều không nhìn thấy a. Mập mạp cũng một mặt mờ mịt, hắn giống như cũng cái gì đều không nhìn thấy, trong lòng ta lập tức mắng một câu nương, lời nói là ta nói, sinh hồn chỉ muốn thấy ta, bọn hắn tự nhiên không gặp được, ta hẳn là để Lý Hiểu hỏi, thế nào liền quên cái này gốc dạ. Sinh hồn giống như biết ta là lừa gạt, hô một tiếng liền biến mất không thấy gì nữa. Tiếp xuống không còn có nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Uy, tiểu ca, người có phải hay không nhìn thấy hắn rồi? Mập mạp yếu ớt mà hỏi. Ta cười khổ một cái, gật đầu bất đắc dĩ. Vậy bây giờ hắn đi đâu rồi? Mập mạp tiếp tục hỏi. Nhưng có thể đi được chưa, hiện tại ta cũng nhìn không thấy. Ta lại cười khổ một cái, chẳng qua may mắn, ta ghi nhớ hình dạng của hắn. Vậy là được, ta hiện tại liền dẫn người đi tìm đọc mấy ngày này nhân viên tư liệu. Giờ trước cùng không nghỉ việc máy tính đều nàng có. Lý Hiểu nói. Nghe hắn, ta thật muốn đập đầu chết ở trên tường, cái này xưởng như thế lớn, phải có bao nhiêu nhân viên tư liệu. Từng bước nhìn thấy hừng đông đều chưa hẳn có thể xem hết, lúc đầu muốn mau sớm giải quyết, sau đó trở về ngủ ngon giấc, không nghĩ tới thế mà còn muốn vất vả một phen. Không có cách, ai kêu ta là một cái duy nhất gặp qua sinh hồn bộ dáng người, ta cùng mập mạp đi theo Lý Hiểu đi vào văn phòng. Hắn mở ra một đài máy tính, sau đó tùy tiện làm một chút liền ra tới rất nhiều nhân viên tư liệu, mặt trên còn có ảnh chụp, chỉ cần điểm một chút, liền sẽ thay đổi một cái. Đại sư, đêm nay vất vả ngươi, ha ha. Lý Hiểu cười ha hả nói, cái này sự tình càng nhanh càng tốt, không phải ta cũng sẽ không để đại sư khổ cực như vậy. Ai, lấy người thiền tài, trừ tai họa cho người, không có cách, vuốt vuốt huyệt thái dương về sau, liền bắt đầu từng tờ đảo, ngay từ đầu còn tốt. Đến sau nửa đêm bắt đầu, cả người liền choáng đống đống, một bên ngáp một cái một bên nhìn, Lý Hiểu cùng mập mạp ngược lại tốt, hai người ổ trên ghế nằm ngáy o o lên, tiếng lẩm bẩm cùng sét đánh giống như, ta nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã trời vừa rạng sáng nhiều, ta tối thiểu nhìn mấy giờ,
xem ra đêm nay lại không cần về trường học. Trong lòng ta một bên mắng bọn hắn, một bên tiếp tục đảo, đúng vào lúc này, ta đột nhiên cả người đều hưng phấn lên, bối rối lập tức quét sạch, mắt chừng phải so trứng gà còn lớn hơn, nhiều lần xác nhận mấy lần sau ta mới dám khẳng định, chính là cái này nam nhân, ta tìm được. Ngoá, lão tử rốt cuộc tìm được, ta giống lớn một tiếng, lập tức đem ghế bên trên hai người dọa đến ngã xuống. Ngay từ đầu bọn hắn miệng bên trong còn phát ra khó nghe tiếng oán giận, kịp phản ứng về sau, hai người đều cấp tốc vây quanh, ta chỉ trên máy vi tính ảnh chụp nói, liền a hắn, chính là cái này nam nhân. Lý Hiểu ngủ được mắt có chút mông lung, bên khóe mắt còn mang theo rử mắt, hắn dùng sức dụi dụi mắt sau mới hướng trên máy vi tính nhìn kỹ. A, cái này người không phải Vương Mãnh sao? Lý Hiểu kinh ngạc nói, trên tư liệu biểu hiện danh tự đích thật là Vương Mãnh, năm nay hẳn là vừa vặn 40 tuổi. Thế nào, người nhận ra hắn, bây giờ còn đang trong xưởng không? Ta vội vàng hỏi, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, lần này nhưng làm ngươi cho tìm được. Ta còn đang suy nghĩ cái này Vương Mãnh đến cùng ném thứ gì tại nhà máy, thế mà liền hồn đều không có, không nghĩ tới Lý Hiểu lúc này lại kinh hô một tiếng, Vương Mãnh chính là cái kia xảy ra chuyện nhân viên, hắn tay bị máy móc cho cắt đứt. Hóa ra là hắn, vậy hắn tìm chẳng lẽ là chính hắn tay, nhưng hắn tay đã không có, cũng bồi thường tiền, cái này sự tình không đi qua sao? Chẳng lẽ là quá tưởng niệm mình tay rồi, nghĩ mình tay nghĩ đến đem hồn đều ném người ta còn thực sự là chưa từng nghe thấy. Mập mạp dường như nhìn ra nghi ngờ của ta, hắn vỗ nhẹ bờ vai của ta nói, tiểu ca, ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều, ngươi đây liền không hiểu, nam nhân tay đều là mình mối tình đầu, tưởng niệm ra tật cũng rất bình thường, nghĩ đi nghĩ lại, hồn đều chạy đến cũng không khó nói qua đi. Mập mạp nói lời rất hèn mọn, chẳng qua ta thế mà tìm không đến bất luận cái gì lời nói đi phản bác, chỉ có thể cười khổ nhìn hắn, cái này tiểu mập mạp, là một nhân tài a. Không bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, ngươi còn có thể liên hệ với hắn không, ngày mai tìm đến tới, ta giúp hắn đem hồn cho gọi trở về đi. Ta đối Lý Hiểu nói. Lý Hiểu nhẹ gật đầu, yên tâm, những người khác ta không dám đánh cam đoan, người này ta nhất định có thể liên hệ với, hắn thụ thương thời điểm. Ta đi qua nhà hắn thăm hỏi, tiền cũng là ta tự tay đưa lên, ngày mai ta đem hắn cho tìm đến. Vậy được, nhớ kỹ là ban đêm, cái này giữa ban ngày, chiều không được hồn. Ta dặn dò. Lý Hiểu nhẹ gật đầu, được, ta buộc cũng phải cho hắn buộc đến, ta cái này nhà máy mở không trở lại, một năm tổn thất không ít tiền, cấp trên bàn giao, lại không xây dựng lại, muốn cho ta xuống chức. Trách không được cái này người liều mạng như vậy, hóa ra là cấp trên đã hạ tử mệnh lệnh. Cũng khó trách, vì mình trên đầu mũ ô sa, làm sao cũng phải vất vả chút. Bàn giao vài câu về sau, ta liền cùng mập mạp cùng rời đi, tại trên đường trở về, ta căn dặn mập mạp chuẩn bị cho ta mấy thứ đạo cụ, chiêu hồn phiên, gà tơ máu, còn có ba ngọn thất tinh đèn. Mập mạp đánh cái đại đại ngáp, sau đó nhẹ gật đầu, ý bảo hiểu rõ, ta nhìn hắn một mặt bối rối, sợ bỏ sót cái gì, lại cho hắn nói một lần, hắn không kiên nhẫn nói biết. Còn oán trách ta tuổi còn trẻ, cùng cái lão thái bà giống như. Chúng ta trộn lẫn vài câu miệng về sau, liền đến cửa tiệm, hiện tại đã rạng sáng, ta cũng lười về trường học, trực tiếp tới trong tiệm ngả ra đất nghỉ, mập mạp đem ta trả lại về sau, cũng một mình đi về nhà. Ngày thứ hai về trường học về sau, đơn giản rửa mặt một chút liền đi lên lớp, trước kia ta kia hai cái cùng phòng sẽ còn ngẫu nhiên cùng ta nói mấy câu, từ khi ta khoảng thời gian này không định giờ về ký túc xá về sau. Bọn hắn cũng không còn nói chuyện với ta, nhìn ánh mắt của ta là lạ, thật giống như ta là thiếu niên bất lương giống như, nhất ca cao ác chính là, bọn hắn lại có thời điểm hướng túc quản đánh ta tiểu báo cáo, nói ta thường xuyên đêm không về ngủ, có đôi khi còn mang về một chút người chết cùng thần thần bí bí đồ vật. Cũng chính là ta thường xuyên lấy ra cách làm đạo cụ. May mắn ta người này cũng không có bắt đầu đơn thuần như vậy ngây thơ, từ khi gần mập mạp về sau, cũng biến thành xã hội lên. Túc quản A-Z là người tham tiền nữ nhân, ta ngẫu nhiên cho nàng hối lộ mấy trăm khối, sau đó thường xuyên mua chút đồ ăn vặt cho nàng ăn, còn cam đoan tuyệt đối sẽ không cho nàng thêm phiền phức, nàng đối ta cũng liền một con mắt mở một con mắt đóng. Hai người này báo cáo thất bại, chỉ có thể nghiến răng nhìn ta, cứng rắn nghẹn đầy bụng tức giận, ta cũng không muốn cùng bọn hắn nhiều so đo, dù sao còn muốn cùng sinh hoạt tại một cái trong túc xá. Trước kia giờ đi học luôn cảm giác trôi qua đặc biệt chậm. Nhưng bây giờ lại cảm thấy qua thật nhanh, bởi vì ta tá thi hoàn hồn còn không có học bao nhiêu, lại mẹ nó tan học, hiện tại vì tiền, ta đều không thể không đem công khóa làm trễ nải.
Sau khi tan học, Lâm Tuyết chạy tới đối ta thần thần bí bí nói, đêm nay, linh dị xã cuối cùng một đạo khảo nghiệm đến, thông qua về sau, chúng ta liền có thể tiến linh dị xã rồi. Trong lòng ta trực tiếp cao hứng hò hét một câu, đại gia, rốt cục đến sau cùng khảo nghiệm, nếu như thông qua cái này đạo khảo nghiệm lời nói, Trương Tiểu Mạn tiền còn lại ta liền có thể cầm tới. Đêm nay lúc nào, địa điểm nào, ta cao hứng hỏi, chẳng qua hỏi đồng thời, mắt của ta liếc về phía Trương Tiểu Mạn vị trí, bình thường đều là nàng tới nói, đoán chừng còn đang vì lần trước chuyện này cùng ta đánh cực khí, không muốn nói với ta lời nói. Ta liếc về phía Trương Tiểu Mạn thời điểm, phát hiện nàng cũng đang xem hướng ta bên này, nàng phát hiện ta cũng đang nhìn nàng thời điểm, vội vàng đem đầu xoay quá khứ. Đêm nay 10 điểm, nhà vệ sinh nữ thấy, Lâm Tuyết sau khi nói xong, trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười. À, ta một cái đại lão ra đến đó làm gì? Bị người nhìn thấy khó lường coi ta là bại hoại sao? Ta lúng túng nói, lần trước chuyện này dư chấn còn không có đi qua đâu, lần này còn tới giày vò ta. Lại nói lần trước Trương Tiểu Mạn thao trường chạy sự tình còn có chút nói sau, kia hai bảo vệ sau khi tỉnh lại, đoán chừng báo cáo nhanh cho nhân viên nhà trường là cái nam tại thời tiết mưa to thao trường chạy, bởi vì bọn hắn một đường đuổi theo ta, mặc dù không có bắt lấy ta, cũng không thấy được ta bộ dáng, nhưng rất rõ ràng ta chính là cái nam nhân, đây là không thể nghi ngờ, nhưng là không phải bản trường học sinh bọn hắn liền không quá xác định. Về sau nhân viên nhà trường phát cái chú ý thông cáo, nói trường học gần đây xuất hiện cái bệnh tâm thần, nhìn các vị học sinh chú ý an toàn, như có phát hiện, lập tức báo cáo. Tin tức này mới ra, nam sinh ký túc xá tất cả đều nổ tung ổ, bọn hắn đêm đó vốn cho rằng là nữ, đoán chừng còn ảo tưởng cả đêm, không nghĩ tới là cái nam. Đoán chừng bọn hắn về sau tất cả đều trốn ở trong nhà vệ sinh khóc, lúc đầu coi là nhìn thấy một kiện cuồng dã lại chuyện kích thích, không nghĩ tới họa phong nhất chuyển biến, nháy mắt muốn ói, nhưng bọn hắn càng không nghĩ tới là, Trương Tiểu Mạn vị này mê người giáo hoa, gần như bị toàn trường nam nhân mắt thấy, trừ ta, lại không người biết. Ta cũng không biết, dù sao Tiểu Mạn là nói với ta như vậy, sẽ không có sai. Lâm Tuyết nói, vừa nhắc tới Trương Tiểu Mạn, ta lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Nữ ma đầu này, cũng không phải là muốn trả thù ta đi. Nhà vệ sinh nữ cũng không phải cái gì nơi tốt, nếu như bị người ta tóm lấy, ta chăm miệng khó cãi, lần trước trốn qua một kiếp đã là phúc lớn mạng lớn. Lâm Tuyết, nếu không ngươi gọi kia cái gì linh dị xã chuyển sang nơi khác đi, cái này nhà vệ sinh nữ, ta một cái đại lão ra thực sự không tiện. Ta đau khổ cầu khẩn nói. Lâm Tuyết giang tay ra trưởng, ta cũng không có cách, linh dị xã quyết định sự tình, liền cùng cuộc thi đồng giảng. Người còn có thể để lão sư đổi một cái cuộc thi sân bãi sao? Nghe nàng, ta lập tức không lời nào để nói, bởi vì nói quá có đạo lý, nhà vệ sinh nữ liền nhà vệ sinh nữ đi, dù sao cầm Trương Tiểu Mạn tiền, làm sao cũng phải đem cửa ải cuối cùng đã cho dù là nàng bày ra cạm bẫy, ta cũng phải kiên trì xông vào một lần, làm khó ta là đêm nay còn phải đuổi hai cái chàng tử, Lý Hiểu bên kia giải quyết về sau, lại muốn ngựa không dừng vó chạy về đến, cái này cần phải mệt chết người. Mà lại đuổi không theo kịp còn khó nói. Trường học kia như thế lớn, đến cùng là cái nào nhà vệ sinh nữ đâu? Ta hỏi, trường học nhà vệ sinh nữ cũng không ít, lầu dạy học mỗi một tầng đều có một gian nhà vệ sinh nữ, sau đó trường học còn có một cái lớn nhà vệ sinh nữ, còn có nữ trong túc xá. Lâm Tuyết lắc đầu, ta đây cũng không biết ha, linh dị xã người thật giống như chưa hề nói, đợi đến lúc 10 giờ, hắn tại thông chi chúng ta. Dựa vào. Đi nhà vệ sinh nữ chắp đầu còn làm cho thần thần bí bí, ta thật muốn đem linh dị xã người tìm ra, sau đó dừng lại quần ẩu. Ta cố nén tức giận, tiếp lấy tách ra một cái nụ cười miễn cưỡng nói, biết, vậy chúng ta đêm nay thấy đi. Lâm Tuyết nhẹ gật đầu, được, đêm nay thấy. Đến đại khái ban đêm lúc 7 giờ, ta liền tìm tới Mập Mạp, sau đó cùng một chỗ tiến về Lý Hiểu nhà máy, trên đường thời điểm Mập Mạp cho Lý Hiểu gọi điện thoại, tiểu tử kia quả nhiên tâm so ta còn gấp. Sớm liền đem cái kia tay gãy nhân viên Vương Mãnh cho tìm trở về. Vương Mãnh đến thế là được, chiêu hồn kỳ thật còn rất đơn giản cùng nhanh chóng, Trương Tiểu Mạn kia sống ta đoán chừng còn có thể theo kịp. Mập Mạp mang theo ta một đường phi nước đại, rất nhanh liền đến cổng, Mập Mạp quay đầu oán trách ta một câu, tiểu ca, ta đây là xe điện, không phải xe thể thao, người ở phía sau một mực thúc giục ta làm gì, ta đem bình điện gánh trên vai cũng mở không được nhiều nhanh a. Được được được. Đừng dài dòng, chỉ cần ngươi cái này xe điện có điện trở về là được. Ta cũng trả lời một câu. Lúc này hán môn miệng hai bảo vệ đã sớm ở nơi đó chờ lấy, một cái cùng đêm tối hòa thành một thể hắc tử bảo an,
một cái đầu ở buổi tối đều có thể tỏa sáng đầu chọc bảo an. Bọn hắn không nói hai lời liền đem chúng ta đón vào, chờ ngươi thật lâu, đi thôi đại sư. Chúng ta một nhóm bốn người trơn tru đi vào vứt bỏ nhà máy, nơi đó trừ Lý Hiểu, còn mặt khác nhiều đứng hai nam nhân, một cái ta không biết, hình dạng đại khái 30 mấy tuổi, một cái khác ta liếc mắt liền nhận ra, là Vương Mãnh, ta gặp qua hình của hắn, mà lại hắn kia sóng vai đoạn cánh tay phải cũng rất nói rõ thân phận, chẳng qua hắn ánh mắt ngốc trệ, khóe miệng nước bọt đều có dài hơn nửa thước, nhìn hoàn toàn chính xác giống mất hồn, đương nhiên, trừ cái này. Nhà máy bên trong y nguyên truyền ra một trận khiến người tê cả da đầu tiếng bước chân. Vương Mãnh bên cạnh nam nhân giống như không biết nguyên nhân gì, tưởng rằng bên trong có quỷ, dọa đến sắc mặt tái xanh, may mắn Lý Hiểu ở một bên an ủi hắn. Đại sư, người rốt cục đến, người nhìn, đây chính là Vương Mãnh, ta mang cho người đến. Lý Hiểu chỉ vào bên người tay cụt nam tử nói, sau đó vừa chỉ một nam nhân khác, cái này là đệ đệ hắn, Vương Thương. Đại sư tốt. Vương Thương hướng ta nhẹ gật đầu, còn rất có lễ phép, ta cũng hướng hắn nhẹ gật đầu. Đại sư, nghe nói anh ta đem hồn ném khỏi đây, là thật sao? Vương Thương hỏi. Ta nhíu mày, cũng có thể nói như vậy, nhưng có thể là ngươi ca hồn sau khi ra ngoài, mình tìm tới cái này đến, nhưng những cái này đều không phải mấu chốt là nhanh đưa hồn gọi trở về ngươi ca trong cơ thể. Vương Thương suy nghĩ một chút cũng thế, vội vàng gật đầu, ra hiệu ta bắt đầu, Lý Hiểu cũng phụ họa nói. Nhanh lên đem hắn hồn chiêu đi, cũng bởi vì cái đồ chơi này, tổn thất bao nhiêu tiền, ta bồi cho tiền của hắn đã đủ nhiều. Ta cũng không làm phiền, trực tiếp gọi mập mạp đem hắn chuẩn bị đồ vật đem ra. Mập mạp nhẹ gật đầu, đem ta trước đó dặn dò chiêu hồn phiên, gà tơ máu còn có 3 ngọn thất tinh đèn đem ra. Nhóm lửa 3 ngọn thất tinh đèn, phân biệt đặt ở Vương Mãnh hai bên dưới chân cùng đỉnh đầu, qua mấy giây sau, Vương Mãnh trên đỉnh đầu thất tinh đèn đột nhiên dập tắt. Này thời không có bất cứ gì gió thổi qua, cũng không có ai đi ác ý thổi chiếc đèn này. Tiểu ca, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn, trên đỉnh đầu hắn thất tinh đèn tắt, mập mạp nóng nảy nói, một mặt không hiểu nhìn ta, những người khác cũng toàn dùng một bộ vì cái gì biểu lộ nhìn về phía ta. Ta khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không nên gấp gáp, sau đó giải thích nói, cái này 3 ngọn thất tinh đèn phân biệt người đại biểu 3 hồn, chỉ có 3 hồn đủ, 3 đèn liền sẽ không diệt. Đây chính là trên đường thường nói, 3 đèn tụ hồn, trên đỉnh đầu hắn đèn tắt, nói rõ hắn thiếu khuyết 1 hồn. Nghe ta về sau, mọi người mới hiểu được nhẹ gật đầu, tiếp lấy ta lấy ra chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên lại gọi linh cờ, cổ đại thu hút phong hồn lá cờ, chiêu hồn phiên tại cổ đại một loại sử dụng tại bất cát chuyện lợi bên trên, nhưng Mao Sơn quỷ đạo bên trên ghi chép, chiêu hồn phiên để mà thu hút sinh hồn hiệu quả càng tốt, mà lại sẽ không tổn thương sinh hồn. Mập mạp mua cái này chiêu hồn phiên muốn so bình thường nhỏ một chút, bởi vì hắn nói lớn không tốt lắm lấy tới, cột cờ muốn khá ngắn, chẳng qua ta cầm trên tay vừa vặn, cũng là không được tự nhiên. Vương Thương, người cầm cái này chiêu hồn cờ gọi ngươi ca danh tự, đi nhà máy trước cửa không ngừng gọi, lớn tiếng gọi. Chiều ta Vương Thương dặn dò. Vương Thương không hiểu hỏi, tại sao phải ta đi gọi, không nên đại sư ngươi đi không? Gọi hồn muốn hôn người tốt nhất. Bởi vì thanh âm của ngươi hắn quen thuộc nhất, vừa gọi hắn khẳng định sẽ hạ ý thức liền đi theo ngươi. Ta giải thích nói, thật đúng là nhờ có Vương Thương cùng đi theo, có thân nhân gọi hồn, cái này sự tình liền dễ làm nhiều. Vương Thương minh bạch về sau, liền cầm chiêu hồn phiên đi đến nhà máy cổng, dắt cuống họng kêu to lên Vương Mãnh danh tự, có thể khiến ta kỳ quái là, nhà máy tiếng bước chân vẫn không có đình chỉ qua, giống như Vương Thương thanh âm không có tác dụng gì. Đại sư, ta gọi đến cuống họng đều câm, đi không? Vương Thương làm ho 2 tiếng. Ta gãi đầu một cái, cảm thấy cực kỳ kỳ quái, vì cái gì không được, đến cùng là nơi nào phạm sai lầm rồi. Chẳng lẽ là tìm tay tìm quá nhập thần, không nghe thấy Vương Thương tiếng kêu? Sinh hồn cũng không phải người, một khi nghĩ đến thứ nào đó, liền cùng cử chỉ điên rồ đồng dạng, bằng không thì cũng sẽ không chạy ra thể xác, ngàn dặm xa xôi tới tìm tay. Ngươi chờ một chút, ta phải đem hắn tỉnh lại. Không phải hắn một mực tìm đồ, khả năng căn bản liền không tâm tư nghe ngươi nói chuyện. Nói, ta từ trong túi đeo lưng lấy ra trước đó cái kia bát giác linh đan. Trước đó cái này bát giác linh đan không cẩn thận rơi trên đất thời điểm, đột nhiên liền đem sinh hồn cho sợ quá chạy mất, cho nên cái đồ chơi này có thể đem sinh hồn tại trạng thái nào đó bên trong tỉnh lại. Ta cầm bát giác linh đan dùng sức lay động, đinh 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 tiếng vang lập tức truyền ra, thanh thúy êm tai. Giao đại khái 20 lần về sau,
Quả nhiên nhà máy bên trong tiếng bước chân liền ngừng lại, ta vội vàng hướng Vương Thương hô, nhanh, tranh thủ thời gian gọi ngươi ca danh tự. Vương Thương cũng nghiêm túc, sắt cuống họng liền hô lên, đúng vào lúc này, ta nghe thấy tiếng bước chân một chút từ nhà máy bên trong truyền ra, giống như có người ngay tại hướng chúng ta đi tới. Trong lòng ta đại hỉ, xem ra ta đoán không sai, cái này sinh hồn thật sự là tìm tay tìm phải nhập thần. Không bao lâu, tiếng bước chân ngay tại Vương Thương trước mặt dừng lại, Vương Thương giống như có chút sợ hãi, hắn nhìn về phía ta, không biết làm sao. Ta đối với hắn khoát khoát tay, ra hiệu hắn tới, hướng Vương Mãnh bên người đi, mà lại không nên ngừng la lên. Vương Thương nuốt một ngụm nước bọt, hiểu ý nhẹ gật đầu, sau đó khẩn trương một bên hô hào, một bên hướng Vương Mãnh bên người đi, mãi cho đến Vương Mãnh trước mặt thời điểm, ta nhìn thấy hắn chân đều đang phát run, trận lo lắng hắn chân lập tức mềm, trước mặt mọi người quỳ xuống. Sợ cái chùy, nắm chặt chiêu hồn phiên, đứng thẳng ưỡn ngực, chúng ta nhiều như vậy người tại, người còn sợ hắn ăn người phải không? Ta đối Vương Thương mắng một câu, cho hắn tăng thêm lòng dũng cảm, người tại cực độ sợ hãi thời điểm, mắng hắn một chút biên an ủi hắn còn muốn tới thực sự. Vương Thương xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, đại sư, cái đồ chơi này có chút làm người ta sợ hãi à? Được rồi, đi, người nhiệm vụ đã hoàn thành, né qua một bên đi thôi. Ta nói, Vương Thương nghe xong có thể đi, vội vàng xoay rơi thân thể, chạy đến những người khác sau lưng đi, còn cầm chiêu hồn phiên che tại phía trước. Đem chiêu hồn phiên trả ta, đây là ngươi ca sao? Sợ thành dạng này, chiều ta hắn hô. Vương Thương ngay lập tức đem chiêu hồn phiên còn cho ta, sau đó giải thích nói, ta từ nhỏ đã nhát gan. Ta cũng lười để ý đến hắn, đem chiêu hồn phiên cắm ở Vương Mãnh phía trước trên mặt đất, phải tranh thủ thời gian thi pháp để sinh hồn về thể, không phải lại nên chạy. Sáu phách còn thần, ba hồn tụ đỉnh, từ chỗ nào đến, mau mau về đi đâu. Ta hét lớn một tiếng. Sau đó đem gà tơ máu hướng Vương Mãnh trên thân một dội. Mập mạp không hiểu, hắn vội vàng hỏi, cái này máu gà không nên dội sinh hồn trên thân sao? Thế nào trực tiếp dội Vương Mãnh rồi? Máu gà dội Vương Mãnh, sinh hồn chấn kinh, sẽ trực tiếp vọt về trong cơ thể, cùng chị ợ hơi nguyên lý có điểm giống. Ta giải thích nói. Mập mạp nhẹ gật đầu, cái hiểu cái không? Lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi từ trong không khí phát ra tới. Sau đó Vương Mãnh thân thể đột nhiên mãnh vung một chút, giống như có đồ vật gì hướng thân thể của hắn bên trên dán đi vào. 10 giây qua đi, chỉ nghe thấy Vương Mãnh trên đỉnh đầu thất tinh đèn phốc một tiếng, liền, chẳng qua kỳ quái là, cái này đèn bên trong lửa lơ lửng không cố định, giống như lúc nào cũng có thể sẽ diệt đồng dạng. Hỏng bét, cái này sinh hồn giống như chấn kinh quá độ, bên trên sau lưng còn muốn trốn. Ta hô, vì sao lại dạng này, cái đồ chơi này làm ra tới chơi đâu. Chơi hai không nghĩ trở về rồi, mập mạp mắng. Ta khoát tay áo, không phải, cái này máu gà giống như có chút vấn đề, người mua cái này máu gà, có phải là thật hay không chính gà tơ? Mập mạp ấp úng nói, cái này, hẳn là, đúng không, vì sao cần phải gà tơ, ta suy nghĩ cái khác hẳn là cũng có thể chứ, ai biết kia gà có phải là đồng tử. Ta đi, tối hôm qua cùng ngươi thật tốt nói chê ta dài dòng, cái này không chậm trễ sự tình sao? Gà tơ máu là lớn nhất dương khí, cái khác máu gà hoặc nhiều hoặc ít mang một điểm âm khí, sinh hồn không có hoàn toàn phụ thể trước, không thể dính nửa điểm âm khí, hiện tại Vương Mãnh trên thân không phải gà tơ máu, sinh hồn vừa mới tiến thể, xác định vững chắc sẽ không đàng hoàng. Ta tức giận nói, mập mạp biết mình chuyện xấu, lập tức liền gấp, vậy nên làm sao xử lý, ta cũng không phải cố ý. Đại sư, thật vất vả mới đem cái đồ chơi này gọi trở về đi. Chẳng lẽ phải thất bại trong gang tấc à? Lý Hiểu nhìn xem Vương Mãnh trên đầu kia ngọn thất tinh đèn, cũng nóng nảy, sợ sinh hồn lần nữa trở về dọa người. Không nên gấp, đã sinh hồn đã về thể, liền không dễ dàng như vậy ra tới, ba đèn tụ hồn, chỉ cần bảo vệ ba ngọn thất tinh đèn không cho nó diệt, liền không có việc gì. Ta nói xong về sau, gọi tất cả mọi người làm thành một vòng tròn, để Vương Mãnh đứng tại ở giữa, mấy cái đại nam nhân dương khí đủ, hẳn là có thể bảo vệ thất tinh đèn bất diệt. Nhưng thở thời điểm phải cẩn thận, đừng đem thất tinh đèn cho thổi tắt. Mấy người nghe ta vừa nói như vậy, dọa đến đại khí đều không thở một chút, không sai biệt lắm từng cái đều kìm nén đến mặt đỏ bừng. Đúng vào lúc này, mập mạp đột nhiên há to miệng, khống chế không nổi muốn đánh cái phun lớn hắt xì, kia miệng độ cong, đều có thể nuốt vào một con trâu. Ta phát hiện không ổn về sau, tay mắt lanh lẹ che miệng hắn, mập mạp liền cùng ăn mèo chết đồng dạng, mạnh mẽ đem cái này hắt xì nuốt vào.
Mập mạp mặc dù có miệng đầy lời oán giận, nhưng hắn cũng không dám nói, sợ đem thất tinh đèn cho thổi tắt. Qua đại khái nửa giờ, thất tinh đèn ngọn lửa mới chính thức ổn định, ba ngọn đèn rốt cục đầy đủ, ta thở một hơi thật dài, mẹ bán phê, rốt cục giải quyết. Nghe thấy ta nói như vậy, mọi người tất cả đều thở ra một hơi dài, lúc này Vương Mãnh đột nhiên mở ra mắt hỏi, ta. Đây là ở đâu? Còn chưa kịp chờ chúng ta trả lời, hắn mắt lật một cái, lập tức hôn mê bất tỉnh, té lăn trên đất bất tỉnh nhân sự, đem mập mạp vừa mua cái này ba ngọn thất tinh đèn cho hết ngã nát. Mập mạp đau lòng nhặt lên mấy khối mảnh vỡ đau lòng hô, Lý lão bản, cái này đèn phải 800 một chiếc, là ngươi bồi vẫn là hắn đệ bồi. Lý Hiểu cũng không có cùng mập mạp so đo, hào khí nói, đêm nay sự tình xong về sau, ta bồi thường cho ngươi. Ha ha, tạ ơn Lý lão bản. Mập mạp cười ha ha nói, hoàn toàn không để ý đến nằm trên mặt đất Vương Mãnh, chẳng qua những người khác tất cả đều tụ đi lên. Đại sư, anh ta thế nào rồi? Vương Thương lo lắng hỏi, hồn phách không phải trở về rồi sao? Làm sao còn choáng đây? Không cần lo lắng, sinh hồn nhập thể khẳng định phải ngất đi. Cái này cùng động một trận phẫu thuật không sai biệt lắm. Ta giải thích nói, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Chiêu hồn đã thành công, nhà máy tiếng bước chân đã hoàn toàn biến mất, chỉ cần chờ Vương Mãnh tỉnh lại không có gì đáng ngại, chúng ta nhiệm vụ liền đã hoàn thành, hắn loại tình huống này, chỉ cần nửa giờ liền có thể tỉnh lại. Mấy người chúng ta cũng không đi, vây quanh Vương Mãnh ngồi thành một đoàn chờ hắn tỉnh lại, vạn nhất trở về hắn có cái gì dư gang đậu hũ, ta còn phải trở về một chuyến, quá dày vò. Trong lúc rảnh rỗi, ta liền hỏi Vương Thương hắn lão ca sau khi trở về chuyện gì xảy ra, chừng nào thì bắt đầu người trở nên ngốc trệ. Vừa nhắc tới cái này sự tình, Vương Thương liền mặt mày ủ rũ, chân chính vẻ mặt buồn thiu, hắn dừng một chút, sau đó bắt đầu giảng Vương Mãnh tay gãy chuyện sau đó. Vương Mãnh tay gãy về sau ngay từ đầu còn không phải bộ dáng này, trở về vài ngày sau, liền bắt đầu rầu rĩ không vui, ngay từ đầu Vương Thương cho là hắn không quen, về sau hắn nói. Đoạn mất tay về sau, người khác nhìn ánh mắt của hắn là lạ, hắn lại không ăn trộm không đoạt, tại sao phải gặp dạng này ánh mắt khác thường. Vương Mãnh còn nói, phát hiện gần đây lão bà giống như có chút dị thường, cảm giác vượt quá giới hạn đồng dạng. Vương Thương coi là lão ca là thụ đả kích, cả ngày nghi thần nghi quỷ, chỉ là đoạn mất tay, lão bà làm sao lại vượt quá giới hạn đâu. Cho nên hắn liền đối Vương Mãnh xem thường. Qua một đoạn thời gian, Vương Thương lại nhìn thấy Vương Mãnh thời điểm. Hắn liền đã biến thành bộ dạng này, người trở nên ngốc trệ, khóe miệng treo dài nửa xích khẩu khí, gọi hắn cũng không nên, mơ mơ màng màng tựa như cái kẻ ngu. Vương Thương liền cùng chị dâu dẫn hắn đi xem bác sĩ, nhưng bác sĩ kiểm tra thân thể của hắn cũng không có trở ngại, nói khả năng nhận được đả kích quá lớn, trở về tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, khuyên bảo một chút liền tốt, mở một chút thuốc liền để bọn hắn trở về. Trở về ăn một đoạn thời gian thuốc, Vương Mãnh y nguyên một điểm chuyển biến tốt đẹp đều không có. Rơi vào đường cùng, đành phải tìm một chút cái gọi là bà cốt đạo trưởng xem bệnh cho hắn, nhưng y nguyên vô dụng, thẳng đến Lý Hiểu đến tìm đến hắn. Ta thở dài, xem ra người ca mất đi tay khoảng thời gian này, trôi qua tương đương không như ý, tưởng niệm tay tưởng niệm phải hồn phách ly thể, cái này cần gặp bao lớn đả kích mới có thể dạng này. Ta vừa dứt lời, đột nhiên Vương Mãnh mắt động dưới, sau đó người toàn bộ đều tỉnh. Vương Mãnh sau khi tỉnh lại người còn có chút mơ hồ, hắn không ngừng gõ cái đầu. Cho đến có thể đem trước mắt đệ đệ nhận rõ. Hai huynh đệ cao hứng ôm lại với nhau, Vương Thương còn đem sự tình kỹ càng cùng hắn nói một lần, làm Vương Mãnh nghe được Lý Hiểu danh tự thời điểm, đột nhiên mắt chừng phải cùng bóng đèn đồng dạng lớn, trên trán bạo mãn gân xanh, còn lại cái tay kia nắm chặt nắm đấm. Lý Hiểu, người tên hỗn đản, còn dám tới gặp ta. Vương Mãnh đột nhiên cùng đạn đồng dạng liền xông ra ngoài, một quyền chùy hướng Lý Hiểu ngực. Một quyền này chẳng những vội vàng không kịp chuẩn bị, mà lại khí lực cực lớn, Lý Hiểu lập tức liền bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm ta còn trông thấy khóe miệng của hắn treo tơ máu. Vương Mãnh cũng không có đình chỉ động tác, tiến lên liền bóp lấy Lý Hiểu cổ, người tên hỗn đản, lão tử đêm nay liền phải mạng ngươi. Mặc dù Vương Mãnh chỉ có một cái tay, nhưng lại đem Lý Hiểu chỉ phải ngoan ngoãn, bóp phải cổ của hắn không thể động đậy. Bên cạnh hai vị bảo an đều nhìn ngốc, nhất thời không có kịp phản ứng. Thế mà đứng tại chỗ cũng không biết hộ chủ, liền Vương Thương đều không có kịp phản ứng, hắn hoàn toàn nghĩ không ra mình lão ca sẽ kích động như thế, cũng không biết hắn cùng Lý Hiểu đến cùng có cái gì ân oán, thế mà trông thấy hắn mắt đều đỏ, ta cùng mập mạp càng thêm không biết làm sao, lúc đầu coi là Vương Mãnh tỉnh, lấy tiền rời đi. Vương Mãnh,
Người đây là ý gì? Ta hảo tâm dùng tiền tìm người giúp người đem hồn gọi trở về đến, ngươi. Ngươi làm cái gì vậy? Ta lại cùng ngươi không cừu không oán. Lần trước ngươi tay gãy chuyện này cũng giải quyết xong. Lý Hiểu sắc mặt đều đã trở nên xanh xám, xem ra bị Vương Mãnh bóp thống khổ dị thường. Ngươi cái này ba ba tôn thiếu cho lão tử giả ngu, ngày đó ngươi cùng ta lão bà sự tình, ta mẹ nó đã sớm nhìn thấy, ta nhổ vào. Ngươi còn muốn hay không điểm mặt, còn tại nhà ta làm, người mẹ nó loại người này liền không sợ báo ứng. Ngươi liền không sợ ngày nào lão bà ngươi để người trong nhà cho ngủ rồi. Vương Mãnh mắt đều đỏ, ta thật sợ hắn lại đột nhiên đem Lý Hiểu cho xử lý. Đúng vào lúc này, hai vị bảo an giống như triệt để phản ứng lại, cũng cảm giác được sự tình cực kỳ không ổn, liền tại bọn hắn dự định xông lại thời điểm, đột nhiên Vương Thương nhào tới, cùng một chỗ bóp lấy Lý Hiểu cổ uy hiếp nói, các ngươi ai dám tới, hai huynh đệ chúng ta không giữ quy tắc băng đem hắn chơi chết. Lúc này chẳng những hai vị bảo an dừng bước, liền ta cùng mập mạp cũng lập tức dừng bước, mặc dù bóp chết một người muốn thời gian, nhưng sống mái với nhau lên thật là không tốt lắm, vạn nhất làm gãy Lý Hiểu cổ, cũng là có thể một mệnh ô hô, thật không hổ là hai huynh đệ, trận doanh này đứng được cũng quá nhanh. Lý Hiểu, người tên hỗn đản, có phải là thật hay không ngủ anh ta lão bà? Vương Thương một mặt nộ khí mắng. Lý Hiểu hiện tại biểu lộ cực kỳ sợ hãi, hắn ấp úng nói, thật. Thật không liên quan chuyện ta, ngày đó ta đưa tiền bồi thường đi qua cho ngươi, làm sao biết, ta. Chị dâu, nàng nói ngươi đoạn mất tay sau liền cùng cái quái vật, người đều không đầy đủ, cùng ngươi ngủ cảm giác rất khủng bố, ta liền. Thật không liên quan chuyện ta. Nghe Lý Hiểu, ta thật muốn một cái búa đập chết hắn, lúc này còn nói cái này cùng trực tiếp đầu thai khác nhau ở chỗ nào, cái này người có phải là dọa ngây ngốc, coi như sự thật thật dạng này cũng không thể nói như vậy a. Quả nhiên. Hai huynh đệ càng tức giận hơn, trên trán tất cả đều là gân xanh, Vương Mãnh tức giận đến lợi đều nhanh muốn cắn nát, người cháu trai này có ý tứ là ta lão bà chủ động. Nếu không phải người cái này phá xưởng máy móc có trục trặc, lão tử có thể dựng vào một cánh tay sao? Người cho ta nhiều tiền hơn nữa, người có thể cho ta bồi một đầu tay sao? Dạng này thì thôi, người còn muốn ngủ ta lão bà, người cái này ba ba tôn bất tử thiên lý nan dung. Trách không được Lý Hiểu phải bồi thường một số tiền lớn cho Vương Mãnh, hóa ra là máy móc trục trặc, mà không phải Vương Mãnh thao tác không thích đáng, tiền này không đơn thuần là tiền bồi thường, vẫn là che miệng phí, ta đã cảm thấy kỳ quái, nếu thật là nhân viên vấn đề, bảo hiểm bồi thường tiền liền có thể, trong xưởng nhiều nhất thăm hỏi một phen, làm sao có thể sẽ còn cho một số tiền lớn, hiện trong lòng ta cái nghi vấn này rốt cục giải quyết dễ dàng. Lý Hiểu cũng là không may, lúc đầu ngủ người khác lão bà cái này sự tình. Nếu như không phải là bởi vì cái này sinh hồn, đoán chừng liền đi qua, Vương Mãnh mặc dù trông thấy, nhưng khi đó cũng không có nói phá, cũng không có tìm Lý Hiểu tính sổ sách, Lý Hiểu còn tưởng rằng Vương Mãnh không có phát hiện đâu. Hiện tại ngược lại tốt, để người ta hồn mời về, lại bị người bắt gian. Ta, Vương Mãnh, người bình tĩnh một chút, cái này sự tình chúng ta giải quyết riêng, ta bồi thường tiền cũng có thể đi. Lý Hiểu sợ hãi nói, cái này hai huynh đệ mắt đều khí đỏ. Thật có thể tùy thời giết hắn. Vương Thương nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh vào Lý Hiểu răng cửa bên trên, kém chút đem hắn răng cửa đều đánh gãy, răng máu đem Lý Hiểu áo sơ mi trắng phía trước nhuộm đỏ một mảng lớn. Tiền, ngươi đây là vũ nhục chúng ta sao? Ta đưa tiền ngươi, ngủ lão bà ngươi được không? Vương Thương mắng. Đúng, ta không cần tiền, ta phải ngủ về lão bà ngươi, nhanh, gọi điện thoại cho lão bà ngươi, gọi nàng tới. Vương Mãnh hô. Sau đó đi móc Lý Hiểu điện thoại, móc ra sau bắt đầu tìm Lý Hiểu lão bà số điện thoại, sau đó cấp tốc đè xuống gọi khóa, đưa di động nhét vào Lý Hiểu bên miệng. Vương Mãnh nắm lấy Lý Hiểu tóc hô, nhanh, gọi ngươi lão bà tới, đừng bảo là nói nhảm, không phải tại chỗ phế bỏ ngươi. Xong, cái này hai huynh đệ triệt để điên, còn không bằng không khai hồn. Lý Hiểu đối điện thoại ấp úng, cũng không biết làm sao bây giờ tốt, gọi lão bà tới đi, vậy liền thành đồ đần, không gọi tới đi. Cái này hai huynh đệ thật sự là lúc nào cũng có thể sẽ chơi chết hắn, thế là hắn mắt vội vàng xem chúng ta, ý là hướng chúng ta cầu cứu. Kia hai bảo vệ mới vừa rồi còn tốt, có chút muốn hộ chủ ý tứ, nhưng bây giờ giống như có chút lùi bước, bởi vì ngủ người khác lão bà cái này sự tình, là thật không tử tế, mà lại Vương Mãnh hai huynh đệ hiện tại liền cùng hai đầu như chó điên, khó mà nói liền cắn ngươi một hơi. Lý Hiểu, ngươi còn không gọi đúng không? Vương Mãnh hét lớn một tiếng. Một bàn tay phiến tại Lý Hiểu trên mặt, thanh âm cực kỳ vang. Lý Hiểu dọa đến không còn dám chậm trễ, đối điện thoại ấp úng nói,
lão bà, người qua đây vứt bỏ nhà máy nơi này đi, có chút việc. Lý Hiểu sau khi nói xong, Vương Thương bộc một tiếng liền đem điện thoại cho đóng, không để hắn lại nói nhiều một câu. Các ngươi điên rồi đi, cái này sự tình có thể hoàn thành sao? Coi như hắn chịu lão bà hắn có thể chịu không? Mập mạp rốt cục nhìn không được nói một câu, dù sao ngủ về người khác lão bà cái này sự tình, thật sự là có chút nói nhảm, mà lại lão bà hắn cũng là vô tội. Vương Mãnh về chừng mập mạp liếc mắt, liên quan gì đến ngươi, bốn người các ngươi cút nhanh lên, nếu như dám báo cảnh, ta nghe được tiếng xe cảnh sát liền đem cái này ba ba tôn chơi chết. Ai u, thật sự cho rằng đoạn mất một cái tay liền coi mình là dương quá, dám cùng lão tử ồn ào, cẩn thận ta phế bỏ ngươi. Mập mạp một mặt bất mãn nói. Ngươi nói cái gì mập mạp chết bầm, mắng nữa anh ta câu thử xem. Có tin ta hay không liền ngươi cũng làm. Vừa rồi một mực biểu hiện được thành thành thật thật có lễ phép Vương Thương, hiện tại cũng khởi xướng hung ác tới. Nhao nhao vài câu về sau, mập mạp liền tức giận đến vén tay áo lên chuẩn bị đánh nhau, dù sao mập mạp tâm nhãn lớn, Lý Hiểu không phải hắn lão bản, hắn mới mặc kệ, nhiều nhất tổn thất một vạn. Đúng vào lúc này, đột nhiên một người mặc màu nhạt váy liền áo thiếu phụ đi tới, tuổi chừng 28 tuổi khoảng chừng, dáng dấp, nhưng dáng người thật tốt, toàn thân tản ra một cỗ thành thục khí chất. Lão công, đêm hôm khuya khoát ngươi tới tìm ta cái chỗ chết tiệt này làm gì? Ai, các ngươi vì cái gì đè lại lão công ta, các ngươi là ai? Muốn làm gì, nữ nhân hoảng sợ nói. Liễu Cầm, người đi mau, bọn hắn nghĩ đối ngươi làm loạn. Lý Hiểu bắt đầu hối hận, nhưng vừa dứt lời liền bị quạt một bạt tai, lại cho phiến ra một vả bọt máu. Ca, người kéo nàng vào xưởng phòng, ta ở đây coi chừng Lý Hiểu cái này ba ba tôn, đêm nay xác định vững chắc báo thù cho ngươi. Tiết mối hận trong lòng. Vương Thương nói. Vương Mãnh nhẹ gật đầu, sau đó hướng Lý Hiểu lão bà Liễu Cầm nhào tới. Các ngươi là ai, nghĩ đối ta làm gì? Lão công, cứu ta. Liễu Cầm dọa đến nhanh chân liền chạy, nhưng chạy không có mấy bước liền cho Vương Mãnh bắt lấy, sau đó bị mạnh mẽ nắm chặt tóc. Ta cùng mập mạp còn có bảo an nghĩ lên trước ngăn lại, nhưng Vương Thương không biết khi nào trong tay nhiều khối phá cục gạch, hắn một cục gạch liền nện ở Lý Hiểu trên đầu. Lập tức đầu liền chảy ra chút ít máu tươi, đem Lý Hiểu mặt đều nhuộm đỏ một mảng lớn. Ai dám nhúng tay, lần sau nện trên mặt hắn cục gạch, ta liền phải ra tay độc ác. Vương Mãnh hung hãn nói, bây giờ người này liền như là người điên, vì Lý Hiểu tính mạng suy nghĩ, chúng ta bốn người đều không dám mạo hiểm nhưng xông đi lên, mập mạp mặc dù có chút kích động, lại cho ta ngăn lại, cái này sự tình không thể hành động thiếu suy nghĩ. Liễu Cầm bị Vương Mãnh bắt lấy về sau, liều mạng giãy giụa. Nhưng nữ nhân bị nắm tóc liền cùng rắn bị bắt được bầy tấc đồng dạng, hoàn toàn tránh thoát không được. Đàn bà thúi, ngươi biết lão công ngươi làm chuyện gì không? Mẹ nó tới nhà của ta đem ta lão bà cho ngủ, ngay tại vợ chồng chúng ta ngủ mười mấy năm cái giường kia bên trên, ngươi nói lão tử có tức hay không? Lão tử muốn hay không ngủ về ngươi? Vương Mãnh vừa mắng, một bên dùng sức kéo lấy Liễu Cầm tóc hướng nhà máy bên kia chạy. Buông ra, thả ta ra, Lý Hiểu, ngươi xứng đáng ta sao? Ô ô, hỗn đản, các ngươi đều là khốn kiếp. Liễu Cầm tan nát cõi lòng khóc giống lên, một bên giãy giụa lấy, một bên thống mạ, nhưng trên mặt của nàng rất nhanh liền hiện ra tuyệt vọng, dù cho Vương Mãnh chỉ còn lại một cái tay, đối phó nàng một cái mềm mại nữ nhân, cũng là dư xài. Lúc đầu coi là đêm nay chỉ là cái bình thường phổ thông chiêu hồn nghi thức, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này, quả thực để ta có chút đau đầu, thật sự nếu không ra tay, bi kịch liền phải phát sinh. Liễu Cầm cùng Vương Mãnh cách nhà máy cũng chỉ có cách xa một bước, đi vào về sau sẽ phát sinh cái gì thảm kịch, ai cũng không biết, mà lại coi như Vương Mãnh đắc thủ, Lý Hiểu cũng sẽ không có kết cục tốt, cái này hai huynh đệ phạm phải ngập trời tội ác về sau, liền phải dùng càng lớn tội ác để che giấu. Không phải bọn hắn làm sao có thể toàn thân trở ra. Mập mạp, người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn tại Vương Thương trước khi động thủ cứu Lý Hiểu? Ta vụng trộm đối mập mạp nói. Mập mạp lặng lẽ vươn ba ngón tay, ra hiệu chỉ có ba thành cơ hội, ta nhíu mày, ba thành cơ hội mặc dù thấp, nhưng cũng không ngại cược một chút, cũng tốt hơn bị động đứng cái này đứng đấy. Ta đếm tới ba, ngươi liền động thủ, ta vụng trộm nói, mập mạp nhẹ gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Một, hai, ba. Vừa dứt lời, mập mạp lập tức cùng cái đạn thịt đồng dạng liền xông ra ngoài, Vương Thương lập tức dọa đến thân thể run một cái, kịp phản ứng về sau. Tay không lưu tình chút nào giơ lên cục gạch, muốn mạnh mẽ đập vào Lý Hiểu trên đầu. Vừa rồi dọa thành chim cút Lý Hiểu khả năng cũng cảm thấy nguy hiểm,
tại cái này thời khắc sống còn, hắn không biết ở đâu ra dũng khí, đột nhiên giãy giụa, đem ngồi ở trên người hắn Vương Thương mạnh mẽ đẩy một chút, Vương Thương thân thể nghiêng một cái, cục gạch nện vào Lý Hiểu trên cánh tay, Lý Hiểu đau đến chu lên một tiếng, sắc mặt đều đã xanh xám. Vương Thương phát hiện không có đắc thủ về sau, biến sắc, bởi vì hắn biết, một lần không có đắc thủ, liền không còn có cơ hội, bởi vì một cái hơn 200 cân mập mạp hướng hắn đánh tới. Vương Thương muốn đứng dậy chạy trốn tránh thoát mập mạp một kích, nhưng hết thảy đã muộn, hắn thân thể còn không có ổn định, liền bị một con voi chân đá trúng kiểm môn, khuôn mặt, cả người ngửa ra sau 180 độ, cái ót chạm đất thời điểm, mũi mắt cùng miệng đều chảy máu, trên mặt còn in một con đại đại dấu dày, người đã triệt để ngất đi. Thao, gọi ngươi vừa rồi cùng lão tử kêu gào, một chân đạp không chết ngươi. Mập mạp hướng trên mặt đất nhả miệng nước bọt bọt mạnh mẽ mắng. Vương Mãnh phát hiện tình huống không đúng về sau, lập tức dừng bước, trông thấy đệ đệ bị đánh, hắn lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, buông ra bắt lấy lưu đàn tay, mắng to lấy hướng mập mạp vào tới, bên cạnh hai vị bảo an lúc này cũng không dám lại nhàn rỗi, liền vội vàng đem Vương Mãnh ấn tại địa phương, một cái tay Vương Mãnh tại hai cái đại hán vạm vỡ trước mặt, liền cùng một con gà con đồng dạng, bị ấn trên mặt đất không thể động đậy, vừa rồi nếu không phải trong tay hắn có con tin, sớm đã bị đánh ị ra xít đến. Thả ta ra, thảo nê mã, lão tử ngày nê mã, thả ta ra. Vương Mãnh phát hiện giấy giụa không ra về sau, liền chửi ầm lên, nhưng cái này căn bản là vô dụng, bị bảo an phiến mấy bàn tay về sau, hai huynh đệ liền bị xoay đưa đến đồn công an. Về phần Lý Hiểu, ta cùng mập mạp đem hắn đưa lên 120 xe cứu thương, vợ của hắn Liễu Cầm không cùng đi lên, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách rời khỏi nơi này. Nghe nói về sau cùng Lý Hiểu ly hôn. Lý Hiểu ngay từ đầu không đồng ý, liều mạng nhận lầm, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ tại ly hôn trong sách vở ký tên. Còn có, Lý Hiểu cái tay kia bị Vương Thương nện phế, mổ cũng không có cứu trở về, thật sự là báo ứng, xem như bồi về một cái tay cho Vương Mãnh, chơi Vương Mãnh lão bà của mình cũng chạy, cũng coi như bồi trở về, hết thảy đều là báo ứng. Mà Vương Mãnh hai huynh đệ bị phán ngồi tù tử, về sau nghe nói Vương Mãnh lại tại lao tử bên trong trở nên si ngốc ngơ ngác. Người khác đều nói hắn ngốc, nhưng ta cùng mập mạp suy đoán, hắn chỉ là sinh hồn ly thể, lần này không biết sinh hồn sẽ đi đây. Ta phân tích hai kết quả, một cái là lại lần nữa trở lại xưởng phòng tìm tay, nhưng không gặp Lý Hiểu đến đã nói với ta, một cái khác, có thể là đi tìm Lý Hiểu lão bà. Bất kể như thế nào, Lý Hiểu xin nhờ chúng ta sự tình đã hoàn thành, mập mạp muốn về một nửa khác tiền thù lao là được, về phần kết quả như thế nào, chúng ta cũng thực sự không xen vào. Âm sự tình chúng ta có thể quản, nhưng dương sự tình chúng ta mặc kệ, cũng không có năng lực quản, lòng người nhưng so sánh quỷ càng đáng sợ. Những cái này nói sau tạm thời không đề cập tới, thời gian trở lại vào lúc ban đêm, bởi vì ta còn muốn đuổi một trận, Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết còn tại trường học chờ ta đâu. Đem Lý Hiểu đưa lên xe cứu thương về sau, ta liền cùng mập mạp rời đi nhà máy, ngồi lên xe điện chúng ta trực tiếp liền trở lại trường học, cùng mập mạp cáo biệt sau ta liền khí đều không dám thở. Bởi vì đã 10 điểm số không 10 phút đồng hồ, Lâm Tuyết đã tin nhắn oanh tạc ta mấy phen, Trương Tiểu Mạn càng là viết không sai biệt lắm một thiên văn chương chiều dài đến mắng ta, nữ ma đầu này đối sự thù hận của ta là càng ngày càng sâu, có một loại hận không thể giết cảm giác của ta. Ta dựa theo Lâm Tuyết nói địa chỉ, trơn tru đi vào nhà vệ sinh nữ bên cạnh, đây là lầu dạy học tầng cao nhất nhà vệ sinh nữ, ngay tại hành lang bên phải cuối cùng, mà hành lang bên trái cuối cùng là nhà vệ sinh nam. May mắn hiện tại đã không ai ở phòng học học tập, hành lang đen nhánh, không có bất kỳ ai, dạng này chính hợp ý ta, không phải cho người ta nhìn thấy, vậy ta thật sự là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Các ngươi ở đâu, ta cho hai người bọn họ phát cái tin nhắn ngắn, bởi vì nói xong ở đây, nhưng đến lại không thấy bóng dáng. Tin nhắn phát ra ngoài mấy giây sau, hai người bọn họ mới đột nhiên từ trong nhà vệ sinh chui ra. Ngươi làm sao mới đến? Lâm Tuyết oán giận nói. Mà Trương Tiểu Mạn thì lạnh lùng nhìn ta, một bộ mặt thối hướng một bên, hiện tại đã hoàn toàn không nghĩ nói chuyện với ta. Ta sát sát trên trán mồ hôi nóng, tổ tông nhóm, ta bận bịu a, cái này không lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nha, ngươi nhìn ta cái này một thân mồ hôi vặn xuống tới đều đủ các ngươi tắm rửa. Nói ta lắc lắc ướt đẫm áo, để nó thỏa thích phát ra rất nhiều nam nhân vị, dọa đến các nàng hai vội vàng che mũi. A, ngươi nam nhân này vị thật nặng, Lâm Tuyết cười trộm nói. Tình huống thế nào, linh dị xã lần này cho cái gì khảo nghiệm, người liên hệ đâu? Ta vội vàng chuyển đổi chủ đề. Lâm Tuyết lắc đầu,
lần này không có người liên hệ. Không có người liên hệ, hai lần trước không đều có sao, lần này đến cùng là cái gì khảo nghiệm, lòng hiếu kỳ của ta triệt để bị treo lên tới. Tại trong nhà cầu nữ mặt ngốc một cái giờ trở lên. Lâm Tuyết sâu kín nói. Cái này, không rất đơn giản sao, ta có chút không hiểu. Lâm Tuyết khẩn trương nhìn một chút chung quanh, sau đó nuốt một ngụm nước bọt yếu ớt nói, không có chút nào đơn giản, ngươi là nam sinh không biết, cái này lầu dạy học nhà vệ sinh nữ có cái rất khủng bố nghe đồn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.